Sắc mặt Ngô Khuynh Thành hơi biến đổi, đám người Tử Phủ ở hai bên hít một ngụm khí lạnh, tiểu gia hỏa này quá mạnh. Ta bắt hắn, ta đánh hắn, chuyện này, coi như xong. Cơ Lăng Huyền đứng ở trước mặt bọn hắn, toàn thân tản mát ra khí thế kinh người, uy hiếp tộc nhân Tử Phủ. Hùng sư màu tím đều trầm thấp gào thét, chậm rãi lui lại. Tại Lạc Trì trọng địa này, quyết định thực lực không phải cảnh giới cao thấp, mà là lực lượng. Ngô Khuynh Thành chau mày, cùng Cơ Lăng Huyên rằng co một trận, cắn răng nói. Ngươi phải hung hăng đánh cho ta. Nghe ngươi. Cơ Lăng Huyên quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi làm gì? Ngô Khuynh Thành bất mãn quát hỏi. Tìm hắn đi. Không mang theo chúng ta. Không cần, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư đuổi theo. Ta nhất định phải đi theo. Ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta đánh hắn. Tốt thôi, theo ta đi. Tuy nhiên cái gì? Nếu các ngươi có ý đùa nghịch, ta ngay cả ngươi cũng đánh. Đánh nát cái mông ngươi. Ngươi, đuổi theo. Ngô Khuynh Thành nắm chặt lại nắm đấm, đi theo Cơ Lăng Huyên rời khỏi. Sáu vị tộc nhân cũng đều đuổi theo, nhìn rất bình thường, cũng không có ai tùy thời rời khỏi, nhưng một người trong đó lại không để lại dấu vết ném ra một quyển sách bằng da, phía trên in chữ bằng máu đỏ tươi, tập kết. Chờ sau khi bọn hắn toàn bộ rời khỏi, quyển sách bằng da lại nổi lên tử khí nồng đậm, biến thành thằn lằn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách bọn họ ngoài mấy chục dặm. A, hỗn đản, thả ra chúng ta, chết tia, người có bệnh sao? Nhục nhã hỗn độn Tử Phủ đều phải bị xử tử, người lại còn dám bắt chúng ta. Buông ra, a, người phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Năm vị tộc nhân Tử Phủ bị xiềng xích quấn quanh, điên cuồng giãy giụa. Có người hai chân cắm ở dưới mặt đất, điên cuồng muốn thoát khỏi xiềng xích, có người nằm dạp trên mặt đất, hai tay nắm lấy mặt đất, có người nắm lấy côn sắt, cắm ở dưới mặt đất. Toàn thân Khương Phàm sôi trào hắc khí, ý thức cường đại khống chế xiềng xích cực lực kéo lấy bọn hắn. Hỗn đản, khẩu vị ngươi quá lớn, lại muốn bắt năm người chúng ta. Một người đột nhiên bạo tạc, khi xiềng xích bị vung ra hắn nhanh chân phóng tới, gương mặt dữ tợn lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên buông lỏng ý thức đối với khống chế bốn cái khác, toàn bộ ngưng tụ đến trên xiềng xích này. Bốn người đang điên cuồng giãy giụa vội vàng không kịp chuẩn bị, lộn nhào đập ra, đang phóng tới ra hỏa thì bị xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, liền dắt lấy bay lên, kéo lấy tiếng kêu gào thật dài, va vào trong thiết lao cuồn cuộn hắc khí. Tên hỗn đản ngươi! Bốn người nổi giận, toàn bộ đứng lên phóng tới chỗ Khương Phàm. Khương Phàm khống chế xiềng xích, quay đầu phóng tới. Bên trong bách bội cấm khu yên tĩnh rất nhanh đã hiện ra một màn khoa trương, một gia hỏa toàn thân mang theo hắc khí chạy ở phía trước, bốn tên tộc nhân Tử Phủ cao hơn 3 mét hùng hùng hổ hổ đuổi theo phía sau, ở giữa còn mang theo bốn sợi xiềng xích. Sau khi chạy hơn 1.000 mét, Khương Phàm ngồi dưới đất kịch liệt thở hồng hộc. Bốn tên tộc nhân Tử Phủ liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân suy yếu vô lực, xiềng xích trên người rầm rầm kéo về phía trước. Dần dần kéo căng, dắt bọn hắn lướt qua mặt đất. Ngươi chờ. Bốn người mệt đến muốn bất tỉnh, mặc cho xiềng xích kéo lướt qua bên cạnh Khương Phàm. Khương Phàm cũng rất mệt mỏi không chịu được nữa, hắn ngã chổng vó nằm trên mặt đất, vẫy tay chào hỏi cùng bọn hắn, ý thức khống chế xiềng xích kéo từng người vào thanh đồng tiểu tháp. 17 tên. Khương Phàm thở hổn hển, lộ ra nụ cười. Bắt bọn họ làm gì? Đan Hoàng rất bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Không biết, chuẩn bị, chẳng may có tác dụng thì sao? Sau khi Khương Phàm tỉnh táo lại, hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm con mồi. A, đó là cái gì? Khương Phàm đứng trong một núi đá hoang vu phát hiện một mảng bụi cỏ xanh mơn mởn. Phạm vi bụi cỏ không lớn, chỉ có 5-60 mét, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong bụi cỏ có một gốc hoa nhỏ màu đỏ vô cùng đáng chú ý. Tỏa ra tia sáng yếu ớt, bao phủ toàn bộ bụi cỏ, chống cự lại trọng lực áp chế hơn 120 lần. Xung quanh lại còn bảo bọc lồng sắt trắng kiệt, bảo vệ bụi cỏ kia. Khương Phàm đi đến phía trước, dùng sức lung lay lồng sắt, chất liệu lồng sắt vô cùng cứng rắn, không nhúc nhích tí nào, mà khoảng cách các thanh sắt lại không đến 5 cm. Đừng nói là người, yêu nghĩ đều không chen vào được. Đừng vờ ngớ ngẩn, đây không phải là thứ ngươi có thể đụng. Một tên nam tử hùng tráng từ bên cạnh gian nan đi qua, liếc mắt nhìn nơi này, nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm hỏi,
hỗn độn tử phủ bố trí. Bắt đầu từ bách bội cấm khu, phàm là linh quả kỳ dị đều bị hỗn độn tử phủ chiếm đoạt. Nếu ai dám có chủ ý với chúng nó, chính là mạo phạm hỗn độn tử phủ, đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Nam tử chống đỡ áp lực nặng nề, vừa nói, vừa rời khỏi nơi này. Khương Phàm chờ sau khi hắn rời khỏi, lật ra tàn đao, sử dụng lực lượng toàn thân, đánh một đao vào lồng sắt. Keng! Thiết lao cực kỳ kiên cố, chỉ để lại dấu vết. Khương Phàm lắc lắc hai tay, kìm nén sức lực bắt đầu bổ ra. Thương thương thương! Tiếng kim loại oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng dãy núi, quanh quẩn không dứt. Khương Phàm chặt dòng giã 50 đao, mới miễn cưỡng chém nứt một cây côn sắt. Khương Phàm ngừng lại thật lâu, nhấc lên tàn đao tiếp tục chém vào. Người đang làm gì? Hai vị tộc nhân hỗn độn tử phủ lần theo thanh âm chạy tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm đầu đầy mồ hôi quay đầu lại hỏi. Trong này là linh thảo gì? Hai vị tộc nhân tử phủ tức giận không kiềm chế được. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lăn tới đây cho ta. Khương Phàm rất nghe lời đi qua phía bọn họ. Ngươi làm gì? Bỏ đao xuống. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, ngươi đã phạm vào kiêng kỵ. Hai vị tộc nhân tử phủ cũng đón Khương Phàm đi qua. Thời điểm hai bên đang đối diện tương đối, toàn thân Khương Phàm bỗng cuồn cuộn hắc khí, chống lên 6 tòa thiết lao, xiềng xích bạo kích, hung hăng quấn về bọn hắn. Hai người hơi biến sắc, lập tức liền muốn tránh khỏi, nhưng áp lực nặng nề gắn vào trên thân, hành động rất không tiện. Rầm rầm, xiềng xích kịch liệt trùng kích, cuốn lấy eo, thân cùng hai chân của bọn hắn, kéo vào thiết lao. Hai người còn muốn phản kháng liền bị Khương Phàm đánh cho một đao mà kêu gào thảm thiết. 19 tên. Khương Phàm quay người đi tới chỗ lồng sắt, trước khi trời tối, rốt cuộc cũng chém nứt 5 cái, hạ thấp người đi đến bụi cỏ. Tiền bối, quen biết không? Khương Phàm nằm nhoài trong bụi cỏ đào ra một gốc nhân sâm vàng óng ánh. Nhìn có chút tuổi tác, không tính sợi rễ mà đã dài hơn 20 cm. Người chú ý hình dáng nhân sâm chút, giống cái gì? Khương Phàm nhìn kỹ một chút, sắc mặt hơi biến đổi. Rồng. Hoàng kim nhân sâm thon dài uốn lượn, mấy sợi rễ vô cùng tráng kiện, giống như là vuốt rồng, nhất là phía trước, sợi rễ tinh mịn gom lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình dáng đầu rồng, nhìn vô cùng thần dị. Dưới mặt đất nơi này tất cả đều là mỏ kim loại, tùy tiện không thể nào sinh ra hoa cỏ được, phàm là mọc ra, đều không phải phàm phẩm. Hoàng kim sâm hẳn là kim long sâm hiếm thấy, có thể dài đến loại quy mô này, chỉ sợ phải đến mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm, Khương Phàm kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là gốc bảo bối, dược hiệu so với tinh phách hồng cự nghĩ đều chỉ mạnh không yếu, nhưng ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện dùng. Vì sao? Hoàng kim sâm không thể nào tùy tiện mà sinh ra, càng không khả năng vô duyên vô cớ liền trưởng thành thành hình rồng, hẳn là bên trong địa tầng đã từng mai táng qua rồng, long khí bốc lên, dần dần dành dụng bên trong tài nguyên khoáng sản, cuối cùng ra đời kim long sâm. Nói cách khác, trong này có long khí rất mạnh. Có thể sau khi mai táng với thời gian vô tận, dùng phương thức này trùng sinh, rồng phía dưới hẳn là không đơn giản. Linh nguyên của ngươi là chu tước, vừa vặn tương xung với long tộc, tốt nhất vẫn không cần trực tiếp dùng. Hoặc là tặng người khác, kiếm lời đại nhân tình. Hoặc là chờ sau khi trở về, phối hợp dược thảo khác, luyện chế thành đan dược thích hợp với ngươi. Đan Hoàng rất thận trọng nhắc nhở Khương Phàm. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong kim long sâm, thu vào thanh đồng tiểu tháp, hài lòng đứng dậy rời khỏi. Giọng Đan Hoàng lại vang lên. Ngươi làm gì? Đi! Ngươi còn không đào nữa? Còn muốn đào cái gì? Ta đã nói rồi, nơi này thừa nhận trọng áp gấp trăm lần, địa tầng vô cùng cứng rắn, mà tràn ngập khí tức kim loại cường đại, không thể tùy tiện mọc ra hoa cỏ. Phàm là xuất hiện, đều không phải là phàm phẩm. Đan Hoàng nhắc nhở một lần nữa, Khương Phàm lập tức tập trung vào dưới chân cỏ xanh. Đan Hoàng lại nói, thổ địa có thể dựng dục ra kim long sâm, cỏ xanh mọc ra cũng không phải bình thường. Khương Phàm tranh thủ thời gian khom người, hái một nắm cỏ xanh, quả nhiên, phía dưới cỏ xanh nhìn như không đáng chú ý lại mọc đầy đậu vàng giống như tiểu tử. Đan Hoàng nói, không sai, đây là kim đan thảo, là thuốc bổ tuyệt hảo để luyện thể cường thân. Sinh ra trong điều kiện vô cùng hà khắc, hiệu quả cụ thể so với tinh phách không kém là bao nhiêu.
Khương Phàm nhanh chóng móc tất cả kim đan thảo ra, trọn vẹn đào hơn 100 viên, đậu vàng. Đan Hoàng nói, nếu như hỗn độn tử phủ không giết ngươi, ngươi hẳn là đã kiếm lời. Khương Phàm thử ăn vào một viên, đậu vàng sờ thì thấy mát mẻ, sau khi vào cơ thể lại nhanh chóng nóng hổi, được đại diệu thiên kinh luyện hóa dần dần hòa tan, phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng bành trướng, chủ động bám vào đến trên xương cốt. Thoải mái. Khương Phàm ngửa đầu, hưởng thụ lấy cảm giác sảng khoái đặc biệt kia. Sắc trời dần tối, Khương Phàm mau chóng rời khỏi lồng sắt. Nơi này hẳn là còn có bảo bối khác. Khương Phàm tránh khỏi yêu nghĩ, đường vòng tìm kiếm, dược viên, khác của hỗn độn tử phủ. Quả nhiên, cẩn thận tìm 5 tiếng, Khương Phàm thật đúng là đã phát hiện một bụi cỏ khác. Kim đan thảo tươi tốt vây quanh một gốc cây nhỏ màu tím, cây nhỏ tuy chỉ cao 30cm, lại vô cùng cứng cỏi, bồ đào treo phía trên giống như linh quả thịt xiên nướng. Khương Phàm vung lên tàn đao điên cuồng chém vào, mệt mỏi liền ăn mấy viên đậu vàng. Tiếng leng keng kịch liệt liên tiếp mang theo số lượng lớn yêu nghĩ. Khương Phàm mới đầu còn có thể ứng phó, nhưng khi Khương Phàm chém nứt 5 cái côn sắt, chuẩn bị bò vào, số lượng yêu nghĩ tụ tập bên ngoài tổng cộng đến mấy ngàn con, toàn bộ lóe ra tia sáng, chiếu sáng vùng núi này. Thiên tinh nghĩ. Khương Phàm tập trung vào một con yêu nghĩ bên trong bầy kiến, đầu nó dài hơn 1 mét, toàn thân óng ánh bạch ngọc. Thân thể yêu nghĩ màu trắng vô cùng thon dài, toàn thân lóe ra ánh sáng bạch ngọc, chống cự trọng lực trận vực áp chế, nó hơi vểnh mặt lên, con mắt đen nhánh tiếp cận Khương Phàm. Số lượng lớn lưu kim nghĩ vờn ở xung quanh, hung tợn khóa chặt Khương Phàm. Khương Phàm đứng thẳng người lên, chỉ vào bên trong linh thảo. Của các ngươi. Thiên tinh nghĩ phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, mười mấy con lưu kim nghĩ phóng tới thiết lao. Khương Phàm tranh thủ thời gian tránh khỏi, mặc cho bọn chúng chà đạp lấy kim đan thảo, đào ra cây nhỏ màu tím ngụ ở đây. Thiên tinh nghĩ không có thu thập Khương Phàm, chúng mang theo cây nhỏ màu tím cùng bầy kiến rời khỏi nơi này. Coi như trượng nghĩa. Khương Phàm chờ chúng nó đi xa, tranh thủ thời gian quay người nhào vào trong bụi cỏ, lấy ra mấy chục viên, đậu vàng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục di chuyển trong bóng đêm, tìm kiếm dược viên khác. Từ đêm khuya đến sáng sớm, lại đến giữa trưa, vậy mà lại phát hiện được một chỗ. Đồ tốt, đào. Đan Hoàng phát ra âm thanh kinh hô. Được rồi. Khương Phàm không khách khí chạy tới, thay phiên tàn đao trái bổ phải chặt, thành công dỡ bỏ 5 thanh côn sắt, bò đi vào. Đây là cái gì? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn cây nhỏ màu đen trong bụi cỏ. Mặc dù thấp bé nhưng lại có cảm giác cứng cáp, phía trên còn kết lấy một quả trái cây đỏ tươi. Có thể làm cho Đan Hoàng kích động, cũng không phải phàm phẩm. Nó là... Đan Hoàng vừa muốn giải thích, một tiếng gào cuồng liệt đột nhiên khuấy động dãy núi, sóng âm giống như thủy triều, cuốn lên đá vụn đầy đất, gào thét lên đánh về phía thiết lao. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, kéo căng thân thể cứng rắn, ngạnh kháng thanh triều, tay chân lanh lẹ lấy đi quả hồng. Còn có kim đan thảo đầy đất. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Ngô Khuynh Thành giận dữ quát tháo. Buông huyết tinh linh xuống. Khương Phàm nhanh chóng đào đi tất cả mọi thứ mới đi ra khỏi lồng sắt. Ngươi là ai? Ngô Khuynh Thành nhìn bóng lưng tưởng rằng Khương Phàm, nhưng xoay người lại là một gương xa lạ mặt. Hắn chính là Khương Phàm, thay đổi ngoại hình. Cơ Lăng Huyền đi đến phía trước, nhìn Khương Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đúng là một kẻ ngu. Lại dám ở trong bí cảnh hỗn độn tử phủ đào linh quả hỗn độn tử phủ bồi dưỡng. Mỗi gốc linh quả nơi này đều là dưới hoàn cảnh đặc biệt dựng dục mấy trăm đến mấy ngàn năm, ngay cả tộc nhân tử phủ đều không thể nào tùy tiện đụng tới, chỉ có ở trong tộc ai lập được đại công, hoặc có thể là dưới tình huống đặc biệt mới có thể đến lấy một gốc. Vậy mà đồ đần này không biết sống chết đi đào dược viên của người ta. Hỗn độn tử phủ không giết chết hắn. Đều có lỗi với tên hoàng tộc. Tiểu cô nương, chúng ta không oán không thù, cô muốn làm gì? Khương Phàm tiện tay đưa 5 viên đậu vàng vào trong miệng, chữa trị năng lượng cơ thể tiêu hao. Ta không biết ngươi, có thể thông cảm được, vậy mà ngươi không nhận ra ta, ngươi thật đúng là có chút vấn đề. Cơ Lăng Huyền đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn Khương Phàm đang cảnh giác, trước khi gia hỏa này tiến đến, biết rõ mình đang ở nơi này, lại không có nghe qua tình huống mình sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, sao lại cần ăn đòn như vậy chứ? Khương Phàm nhìn Cơ Lăng Huyên, lại nhìn Ngô Khuynh Thành cùng theo một lúc tới,
lông mày khẽ nhúc nhích. Ngươi cũng là tộc nhân Tử Phủ, bọn hắn lớn như vậy, sao cô nhỏ như vậy, biến dị sao? Thể chất cường hãn, tư thái kiêu ngạo, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng lẽ đây là truyền nhân huyết mạch Tử Phủ cao hơn? Ngô Khuynh Thành nhìn người này, lại nhìn đến người kia. Đây là Khương Phàm. Khương Phàm lại còn không biết Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên rất im lặng. Ta thật không biết sư tôn coi trọng ngươi cái nào. Chớ nói chuyện khác với ta, rốt cuộc ngươi là ai? Khương Phàm cảnh giác xung quanh, chuẩn bị chạy trốn. Ta là sư tỷ của ngươi. Ha ha, ta là phụ thân ruột của cô. Ngươi cần ăn đòn rồi. Tiểu cô nương, đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, giằng co với Cơ Lăng Huyên. Ngươi chờ một lát. Cơ Lăng Huyên nói với Ngô Khuynh Thành, sau đó đột nhiên nhảy lên, dưới trọng lực trận vực 130 lần này, tốc độ lại rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm, bắp chân căng cứng như kinh lôi đánh về phía đầu Khương Phàm. Tiểu cô nương, đừng trách xuống tay. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, hai tay nhanh chóng giao nhau, ngạnh kháng chân nhỏ. Nhưng mắt lại thấy có ba chân nhỏ vòng ở phía dưới, trong lúc bất chợt không thể tưởng tượng nổi liền thu về, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xoay chuyển người bay lên, vững vàng đạp ở trên đầu Khương Phàm. Cút ngay! Toàn thân Khương Phàm phát lực, hai tay chụp vào Cơ Lăng Huyên, nhưng không đợi hắn bắt lấy, tiểu nha đầu nhìn như mảnh mai nhẹ nhàng này lại giống như một ngọn núi lớn nặng nề, đè ép đầu Khương Phàm vào tới mặt đất. Tiểu nha đầu thuận thế phóng lên, rơi xuống phía sau Khương Phàm. Đầu Khương Phàm đụng đất, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếp nhận trọng áp nặng nề gấp trăm lần, cưỡng ép đứng lên, đồng thời toàn thân kích thích liệt diễm tập kích. Nhưng, tiểu nha đầu đã bắt lại mắt cá chân Khương Phàm, không nhìn đến kim viêm dữ dằn, hung hăng đập Khương Phàm xuống đất. Khương Phàm giãy giụa kịch liệt, nhưng kết quả vẫn không thể làm gì. Bành bành bành, tiểu nha đầu dữ dội nện Khương Phàm trước sau, trái phải 38 lần. Ngô Khuynh Thành nhìn thấy thì âm thầm hít một hơi, nữ hài này thật là đáng sợ, trách không được có thể bức Ngô Kình Thương đến dốc toàn lực ứng phó, tới lần cuối chiến thắng trong hiểm hóc, Ngô Kình Thương tức giận liền trở về Hỗn Độn Tử Phủ khổ tu. Đủ rồi! Khương Phàm thật sự đã nổi giận, ngay lần thứ 38 bị nện ở mặt đất, trong nháy mắt, sóng nhiệt quét sạch toàn thân, cơ bắp căng cứng, lực lượng bộc phát, hai cánh tay hắn va chạm mặt đất, đá vụn loạn tung tóe, đại địa oanh minh. Cả người hắn sôi trào, liệt diễm bạo tạc các nơi trên thân thể, khống chế phương vị, hung hăng đánh tới Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên không nhúc nhích tí nào, chỉ đưa một cái tay nhỏ lên chặn đường trọng quyền của Khương Phàm. Ầm ầm, trọng quyền Khương Phàm bạo kích tới gần 200.000 cực cảnh, hung hăng nện ở trên tay nhỏ của Cơ Lăng Huyên. Lực lượng đủ để băng diệt núi đá to lớn lại bị cưỡng bức ngăn lại trên tay Cơ Lăng Huyên, một vòng sáng hình bàn tay óng ánh lấp lóe. 200.000 cực cảnh cường hãn vậy mà trong nháy mắt đã bắn ngược. Toàn bộ cánh tay Khương Phàm mất đi chi giác, hắn lui lại đến mấy chục mét bên ngoài, khó có thể tin được mà nhìn tiểu nữ Hải Nhi trước mặt. Đùa sao? Đó là quái vật gì? Ta ở chỗ này chờ đợi 213 ngày, ngươi mới đến có 13 ngày, còn muốn đánh cùng ta, đầu ngươi là đầy máu sao? Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, nhìn bộ dáng hung tợn này của Khương Phàm. Lại là chủ của cái tên Hàn Ngạo không bớt lo như thế. Khương Phàm nhìn chằm chằm nữ Hải Nhi, khẽ chau mày. Sư tỷ, tiểu cô nương, hơn 200 ngày. Khương Phàm thốt ra, cô là Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên xinh xắn đáng yêu, thể hiện lại lạnh nhạt. Gọi sư tỷ, con người Khương Phàm có chút co rụt lại, khó có thể tin được mà nhìn nàng. Cô thật sự là Cơ Lăng Huyên. Không giống kẻ ngu như ngươi. Cô, Khương Phàm há hốc mồm, vô hồi thánh địa đây là đang nuôi quái vật sao? Gọi sư tỷ, Cơ Lăng Huyên trừng mắt nhìn Khương Phàm. Khương Phàm vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải cô nói đó là nữ tử thẹn thùng phấn nộn, bấm vào sẽ xì ra một bao nước sao? Không phải thánh chủ nói cái gì quốc sắc thiên hương, để cho người ta sao động sao? Hắn là đang chạy đi tìm theo cái chỉ tiêu này, trước đó cũng không có kỹ càng nghe ngóng. Thế nhưng, tiểu nha đầu này mấy tuổi? Phát dục sao? Nếu thật nói về ngoại hình, đúng là rất xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn, giống như là muội muội nhà bên, nhưng nha đầu này cũng quá bạo lực. Cô lớn bao nhiêu? Ta mặc kệ bao lớn,
đều là sư tỷ ngươi, bối phận coi trọng tới trước tới sau. Có phải trước kia cô ăn sai thuốc gì ảnh hưởng phát triển rồi hay không? Ngươi khẳng định là trên 16 tuổi sao? Ta là sư tỷ của ngươi, kêu la nữa ta đánh ngươi. Cô sẽ không phải ăn thanh xuân quả đấy chứ? Ít nhất phải chờ đến khi phát dục mới ăn, cô nửa đời này không chín, tương lai làm sao lấy chồng? Đáy mắt Cơ Lăng Huyên lóe lên ý lạnh, Khương Phàm tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Tại Lạc Trì trọng địa này, lực lượng mới là vương đạo, võ pháp thực sự khó dùng. Bọn người Ngu Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, không sai, hai người bọn họ thật sự là không biết nhau. Tên Khương Phàm này cũng thật là nhân tài, đến Vô Hồi Thánh địa vậy mà lại không hiểu rõ người mạnh nhất đại tân sinh, vào Lạc Trì trọng địa vậy mà không chủ động tìm kiếm Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên nói với Ngu Khuynh Thành. Ngươi, ta tìm được cho ngươi, ta đánh cho hắn một trận, chuyện giữa hắn và Hỗn Độn Tử Phủ coi như xong. Ngu Khuynh Thành gật đầu. Có thể. Đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn. Cơ Lăng Huyên đi đến trước mặt Khương Phàm, rất có uy thế nói. Quá cao, cúi đầu xuống. Làm gì? Khương Phàm vẫn còn có chút chưa tiếp thu được, người này lại là Cơ Lăng Huyên của Vô Hồi Thánh Địa. Cúi đầu. Rốt cuộc là làm gì? Cô đã làm giao dịch gì với Hỗn Độn Tử Phủ? Ngươi là tự mình cúi đầu, hay là ta đánh gãy chân ngươi, ngươi quỳ xuống cúi đầu? Ta nhịn, chúng ta rời khỏi Lạc Trì trọng địa, từ từ tính tổng nợ. Khương Phàm uất ức thấp cúi đầu. Cơ Lăng Huyên nâng tay lên, đánh lên mặt Khương Phàm một cái. Tốt rồi. Ngu Khuynh Thành suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Tốt, ngươi chơi ta sao? Cơ Lăng Huyên nói. Có ý tứ là được. Ta làm dáng một chút, ngươi tha thứ hắn, chuyện này coi như xong. Hắn da dày thịt béo, cho dù ngươi đánh hắn gần chết, ngày mai hắn vẫn có thể sinh long hoạt hổ, không có ý nghĩa gì cả. Ta đã biết ngươi không thể phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Biểu hiện của Ngu Khuynh Thành bỗng nhiên lạnh lẽo, hùng sư dưới thân liên tiếp phát ra ba tiếng gào thét, mỗi tiếng mỗi lúc một lớn hơn, sóng âm cuộn chấn động núi đá lay động, đá vụn vẩy ra. Nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng la to rõ, đáp lại hùng sư. Tốt thay cho sư tỷ của ta, rốt cuộc là cô điên cái gì lại mang theo Ngu Khuynh Thành đến chỗ ta đây. Đầu óc của cô có phải giống thân thể cô hay không, tiêu chuẩn đều dừng lại tại 10 tuổi rồi. Khương Phàm đưa ánh mắt bén nhọn nhìn về phương xa, ở giữa khắp nơi các dãy núi đang có số lượng lớn cường giả tử phủ từ 4 phương 8 hướng xông lại, có khả năng từ 100 người trở lên. Những gia hỏa cuồng bạo này cũng không phải dễ trêu, 3-5 tên còn có thể ứng phó, 10-20 người cũng có thể liều, nhưng nếu trên 100 tên vây tới, hắn tính thêm cả Cơ Lăng Huyên cũng không thể nào. Cơ Lăng Huyên cảnh cáo Ngu Khuynh Thành. Ngươi đã nghĩ thông suốt, nếu thật là đánh nhau, náo ra mạng người, ngươi cũng không bàn giao với Hỗn Độn Tử Phủ được. Nếu thật là chết tộc nhân tử phủ, không tiện bàn giao sợ rằng sẽ là ngươi. Cơ Lăng Huyên, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Chỉ cần giao Khương Phàm cho ta, ngươi liền không có chuyện gì ở nơi này. Ngu Khuynh Thành ngưng tụ lại tử hồn đao cứng cỏi, cưỡi hùng sư rằng co với Cơ Lăng Huyên. 6 vị tộc nhân ở hai bên biết rõ Cơ Lăng Huyên cường đại, cũng đều ngưng tụ ra tử hồn đao mạnh nhất, sẵn sàng đối kháng. Cơ Lăng Huyên lắc đầu. Ta không ở đây, các ngươi sẽ tùy tiện giày vò hắn. Ta không thể không ở chỗ này. Cơ Lăng Huyên, ngươi rất mạnh, nhưng trên 100 người vây công. Ngươi gánh không được. Không muốn hai người các ngươi đều bị chế trụ, liền theo lời ta nói mà làm. Ta nói, không được. Cơ Lăng Huyên cản ở trước mặt Khương Phàm, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh. Không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Đáy mắt Ngu Khuynh Thành lấp lóe ý lạnh, chỉ cần vây khốn Cơ Lăng Huyên, phân ra 20-30 người là có thể đem Khương Phàm đặt tại nơi này. Cơ Lăng Huyên quay đầu nhắc nhở Khương Phàm. Chờ một lát thì theo sát sư tỷ. Khương Phàm chau mày. Cô thật muốn liều mạng. Lúc ngươi bốn chỗ tìm đường chết, không nghĩ tới sẽ có một màn này. Ta không nghĩ tới là cô sẽ mang người theo. Làm rõ ràng, sư tỷ ta là đang giúp ngươi xử lý vấn đề. Cơ Lăng Huyên không sợ Ngu Khuynh Thành gây sự. Cô đây gọi là đang xen vào việc của người khác. Ngươi lặp lại lần nữa. Mắt Cơ Lăng Huyên hiện lên tia sắt lạnh, bắt tay Khương Phàm lại. Ngươi còn dám tranh cãi với ta, rời khỏi Lạc Trì trọng địa, ta nhất định sẽ thu thập ngươi.
Khương Phàm không thể không thừa nhận lực lượng tiểu nha đầu này quá kinh khủng. Không có Tôn Ti, Tôn đại gia cô, bộ dáng tiểu bất điểm cô đây giống sư tỷ chỗ nào? Tỷ tỷ ta 16. Cô dù là 66, cũng không giống là sư tỷ. Muốn ăn đòn, Cơ Lăng Huyền bỗng nhiên phát lực, quăng Khương Phàm lên. Nhưng, lần này không phải đánh tới hướng mặt đất, mà điên cuồng vòng vo ba vòng ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến nổi chỉ để lại tàn ảnh, đột nhiên buông tay, quăng tới phía Ngô Khuynh Thành. Mặc dù trọng lực hơn 120 lần tràn ngập đất trời bao phủ Khương Phàm, nhưng Khương Phàm vẫn bị lực lượng mạnh mẽ vung ra hơn 50 mét. Ngô Khuynh Thành, không phải cô muốn ta sao? Đến rồi đây. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, trong chốc lát đã rơi xuống đất, huyết khí sôi trào, bộc phát ra lực lượng toàn thân, nghiêng người phóng tới Ngô Khuynh Thành cách đó 20 mét. Hai người các ngươi dám đùa ta? Sắc mặt Ngô Khuynh Thành hơi biến đổi, nhưng không có hỗn loạn, một tiếng quát, thúc giục Hùng Sư lao tới Khương Phàm. Hùng Sư gầm thét, móng vuốt chợt vỗ mặt đất, tử khí sôi trào xông về Khương Phàm. Phía sau lưng Khương Phàm, cốt dực đâm ra khỏi da thịt, cuốn lên liệt diễm, điên cuồng chợt vỗ, mặc dù năng lực áp chế hai cánh nhưng vẫn thành công nhấc lên cỗ kình khí. Mắt thấy đã va chạm thân thể Hùng Sư, bỗng nhiên Khương Phàm phóng lên cao 3 mét tránh khỏi Hùng Sư trùng kích, hắn nắm chặt tàn đao, sôi trào huyết khí, ngang nhiên bổ về phía Ngô Khuynh Thành. Trong chốc lát bộc phát, phối hợp với tàn đao bá thế, lực lượng vững vàng vượt qua 200.000 cực cảnh. Ngô Khuynh Thành vung tử hồn đao lên, kích phát toàn lực ngang nhiên nghênh chiến. Keng! Tử hồn đao vỡ nát, tử khí cùng kim quang mãnh liệt nổ tung, Ngô Khuynh Thành kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm cưỡng ép chống đỡ tàn đao, nhưng thân thể đã bình ổn rơi vào trên lưng Hùng Sư, ngay sau đó cuồng dã bay lên không, đao thứ hai bộc phát, đao khí. Cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt. Ngô Khuynh Thành quá sợ hãi, nàng điên cuồng thúc giục tử khí. Liên tiếp ngưng tụ ba tấm chắn tử khí ỏ trước mặt, cũng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra áo giáp. Ầm ầm, tử khí thuẫn liên tiếp vỡ nát, đao khí hung hăng bổ vào trên người nàng, áo giáp vỡ nát, huyết thủy vẩy ra. Một vết đao dữ tợn xuất hiện ở nơi ngực, có thể nhìn thấy cả trái tim đang nhảy lên. Cơ thể Ngô Khuynh Thành phun máu phè phè, cách mặt đất bay ngược mười mấy mét. Ngăn hắn lại, sáu người còn lại sắc mặt đại biến. Bọn hắn ngưng tụ áo giáp tử khí, mang theo tử hồn đao, điên cuồng lao đến chỗ Khương Phàm. Hùng Sư màu tím cũng ngẩng đầu lên trời gầm thét thật dài, một vòng xoáy màu tím từ bên trong miệng sư ngưng tụ ra, năng lượng khuấy động làm cho người khác phải hồi hộp. Tiểu nha đầu, giải quyết con sư tử kia. Khương Phàm dữ tợn, mang theo tàn đao ngang nhiên bổ về hai tên tộc nhân tử phủ ngăn trở ở phía trước, đồng thời cuồn cuộn hắc khí, mở cửa thiết lao. Xiềng xích tráng kiện nhanh chóng xông về bốn người đang phóng tới ở hai bên. Đây là võ pháp gì? Bốn người kia quá sợ hãi, hốt hoảng tránh né về bên cạnh, nhưng vẫn có ba người bị quấn quanh kéo lên. Khương Phàm nâng đao phóng tới hai người phía trước. Oanh! Đao khí cuồn cuộn, bá thế kinh người. Tử hồn đao mà hai tên tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo bỗng chốc vỡ nát, lực bộc phát cường hãn hất bay toàn bộ bọn hắn ra ngoài. Khương Phàm nâng đao bay lên không, hỏa dược chấn kích về phía trước, 300 sợi hỏa vũ màu vàng được phóng ra. Mặc dù hỏa vũ bị áp chế thảm liệt, nhưng trùng kích với khoảng cách gần vẫn trúng toàn bộ mục tiêu. Hỏa vũ như tên, liệt diễm bạo động. Hai tộc nhân tử phủ vừa mới rơi xuống đất lại bị vô tình đánh bay ra ngoài. Giống. Hùng Sư màu tím cao đầu nhắm ngay Khương Phàm, năng lượng phun trào trong vòng xoáy phóng thích trong nháy mắt. Mặc kệ trọng lực trận vực áp chế vẫn tinh chuẩn đánh về phía Khương Phàm. Năng lượng lao nhanh, giống như ngàn vạn lôi đình ngưng tụ, khủng bố kinh người. Ầm ầm, Cơ Lăng Huyền đột nhiên xuất hiện, ngăn ở nửa đường, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng chùm sáng hủy diệt. Thanh âm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt tràn ngập. Vang như thế, Khương Phàm kinh hồn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Cơ Lăng Huyền bị năng lượng hủy diệt đánh nổ, thân thể rách dưới. Khương Phàm biến sắc, đang sợ hãi muốn kêu lên đầy lại ngạc nhiên phát hiện thân thể rách dưới của Cơ Lăng Huyên cũng không hề theo bạo tạc trùng kích bay ra ngoài, tất cả mảnh vỡ tàn chi liên tiếp dính, chất lỏng, sền sệt, sau khi phân tán ra vài mét mấy chục mét, lại bị nắm lấy kéo gom lại cùng một chỗ. Một Cơ Lăng Huyên hoàn toàn mới một lần nữa đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, da thịt trắng nõn, ánh sáng kim loại di chuyển khắp toàn thân. Đó là bất diệt kim thân.
Tiểu tử, người đúng thật là không hề biết gì về ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh Khương Phàm, để lại tàn ảnh, phóng tới tộc nhân tử phủ bị xiềng xích khống chế kia. Chặn đường người kia không phải là chân thân, mà là phân thân kim loại. Đây không phải võ pháp, mà là thời điểm linh văn thức tỉnh nương theo bí thuật, cùng loại với truyền thừa. Nàng có được ba khí hải, hoàn toàn là độc lập. Năng lượng trong khí hải cũng đều không phải tồn tại ở thể lỏng giống như hải dương, mà là thể rắn hình người, giống cơ lăng huyên như đúc. Bọn chúng đã có thể cung cấp cho cơ lăng huyên năng lượng cần thiết, còn có thể hòa tan vào thân thể, bám vào hài cốt, tràn ngập cơ bắp, tăng cường lực bộc phát, thậm chí có thể biến thành phân thân, cùng nhau đi ra chiến đấu. Đây chính là chỗ đáng sợ của cơ lăng huyên, đại thừa thánh phẩm vô hồi thánh chủ dốc sức bồi dưỡng. Bất diệt kim thân là cái gì? Khương Phàm sững sờ, nhưng lại giống như đã hiểu ra gì đó, chẳng lẽ cùng loại với con rối kim loại? Tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Khương Phàm lập tức ngưng tụ lực chú ý, kéo lấy ba tên gia hỏa đang giãy giụa, nhốt vào thanh đồng tiểu tháp, đồng thời đánh ra hai sợi xiềng xích khác, cuốn lấy hai người bị hắn đánh trọng thương kia. Cho ngươi thêm một cái. Cơ Lăng Huyên đảo mắt bắt lấy người thứ sáu quăng về phía Khương Phàm. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, sáu vị tộc nhân tử phủ toàn bộ đã bị bắt. Nhưng, không chờ bọn hắn kịp hít thở, hơn 10 tộc nhân tử phủ từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, phía sau còn có càng nhiều người đang nhanh chóng phóng tới nơi này. Ngô Khuynh Thành máu me khắp người cưỡi hùng sư, nghênh đón. Ngươi thế nào? Các tộc nhân tử phủ nhìn thấy bộ dáng Ngô Khuynh Thành máu me khắp người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại có người dám ở Lạc Trì trọng địa trọng thương truyền nhân trực hệ, đây là chán sống sao? Bắt bọn hắn lại cho ta, lập tức, lập tức. Ngô Khuynh Thành miệng đầy máu tươi, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Cơ Lăng Huyên. Rất nhiều người hơi biến sắc, sao lại có Cơ Lăng Huyên ở đây? Nhà đầu ở trong cấm khu hơn 100 ngày này so với Linh Nguyên Đỉnh Phong còn đáng sợ hơn. Bắt cho ta, đều điếc hết rồi sao? Ngô Khuynh Thành tức giận quát tộc nhân ở hai bên. Cùng tiến lên. Các tộc nhân tử phủ mặc dù vẫn không rõ cụ thể tình huống, nhưng nhìn bộ dáng Ngô Khuynh Thành thê thảm thế này, toàn bộ đều tức giận ngưng tụ tử hồn đao, lao đến Khương Phàm cùng Cơ Lăng Huyên. Đuổi theo ta, chỉ cần ở bên cạnh ta, ta cam đoan ngươi sẽ hoàn chỉnh giết ra ngoài. Cơ Lăng Huyên cũng nghiêm túc, điều bất diệt kim thân đến bên cạnh Khương Phàm, lại phóng xuất ra bất diệt kim thân thứ hai, cũng bảo vệ được Khương Phàm, sau đó nàng đưa nắm đấm lao đến chỗ tộc nhân tử phủ. Đừng nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lúc nàng đánh nhau đều để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Căng cường giả tử phủ khí thế hung hăng vừa mới vây đến phía trước, không phải là bị một chân đá bay thì chính là bị bắt đầu ngón tay lại, trái phải trước sau nện một lần, không phải là bị đá gãy đầu gối quỳ gối trước mặt thì chính là bị đá nát cái cằm, ngửa mặt bay ra. Khương Phàm nhìn, bất diệt kim thân, ở hai bên trái phải một cái, lắc đầu, hắn ăn vào năm hạt, đậu vàng, mang theo tàn đao lao đến tộc nhân tử phủ. Bất diệt kim thân hung tàn, không có võ pháp hoa lệ. Không có năng lượng mãnh liệt, tất cả đều là điên cuồng dã man chém giết gần người, kim thân đánh tất cả tộc nhân tử phủ kêu rên liên hồi. Tràng diện trở nên hỗn loạn. Hai người nhanh chóng giết ra vòng vây, nhưng... Cơ Lăng Huyên, đừng phách lối quá sớm. Một tộc nhân tử phủ hùng tráng cường thế giết tới, đột ngột nhảy lên gần 8 mét, nắm đấm giống như cối xay đánh tới Cơ Lăng Huyên. Kim mân lan tràn, tử khí cuồn cuộn, khuấy động cương khí bá đạo. Cơ Lăng Huyên khẽ nhíu mày, nàng phóng lên, nắm đấm lấp lóe cường quang, tràn ngập ra khí thế nặng nề như núi, cường thế đối kích. Keng! Giống như là hai ngọn núi thép va chạm vào nhau, sóng âm chói tai nương theo năng lượng bắn nổ, quét sạch hai bên. Cơ Lăng Huyên lại bị hất bay ra ngoài. Vị tộc nhân tử phủ kia cũng không dễ chịu, cánh tay phải như bị giật điện, đập liên hồi trên mặt đất. Cơ Lăng Huyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại Lạc Trì trọng địa này, cũng đừng oán linh nguyên cảnh đỉnh phong ta đây khi dễ người. Ta cuốn lấy Cơ Lăng Huyên, những người khác giải quyết bất diệt kim thân. Nam tử giống to, bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích, áo giáp tử khí bảo vệ cơ thể, nắm đấm lại liên tục kéo về phía Cơ Lăng Huyên. Hơn 20 người cảnh giới thất trọng thiên, bát trọng thiên, liên tiếp nhào về phía bất diệt kim thân. Linh nguyên đỉnh phong đều điều đến rồi. Khương Phàm, kiên trì 3 phút. Sư tỷ ta sẽ kết thúc rất nhanh. Cơ Lăng Huyên tăng vào tốc độ,
giống như thiểm điện thẳng đến chỗ tộc nhân linh nguyên cảnh đỉnh phong. Theo số lượng lớn cao giai linh nguyên cảnh gia nhập, chiến trường nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Tộc nhân tử phủ điên cuồng ác chiến, chấn động dãy núi, cũng hấp dẫn rất nhiều người ở bách bội cấm khu chú ý tới. Bất diệt kim thân rất nhanh liền bị cách ly, ra ngoài, rời xa khỏi Khương Phàm. Không cần lo chết hay sống, giết cho ta. Ngô Khuynh Thành sợ tộc nhân bó tay bó chân, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Tiểu tử thúi, nơi này không phải là nơi để cho ngươi tùy tiện. Một tên tộc nhân tử phủ hung hãn hai tay cầm đao, liên tiếp phách trảm, lực bộc phát siêu cường đã đánh bay Khương Phàm. 28 vị tộc nhân ở bốn phía cùng kêu lên hò hét, tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, đều chém về phía bầu trời. Khương Phàm không hề bối rối, đôi mắt lấp lóe tinh mang, toàn thân cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, ngưng tụ thái dương chiến y, ngạnh kháng hồn đao. Thương thương thương. 20 mấy tiếng kim loại va chạm chói tai cơ hồ vang lên cùng lúc, thái dương chiến y chống đỡ 18 đao, 10 đao còn lại tàn nhẫn bổ chiến y ra, chạm ở trên thân cứng cỏi của Khương Phàm, máu tươi vẩy ra, vết thương chồng chất. Cơ Lăng Huyên, không cần phải để ý đến ta gánh vác được. Khương Phàm bay lên lại rơi xuống đất, không để ý đau đớn, hắn nhanh chóng đưa vào trong miệng mấy hạt đậu vàng, bổ sung tiêu hao, thuận thế bổ nhào về phía trước, chấn kích cốt sực, triển khai hai cánh màu vàng hoa lệ, gào thét ngạnh kháng hai đao tới ở phía trước, đồng thời tàn đao vung chém về phía trước, đao khí cuồn cuộn, bá đạo. Keng! Phốc phốc! Cốt sực cứng cỏi thành công chống đỡ tử hồn đao, đao khí tàn đao quét ngang ở hai bên, chặt đứt chân của hai người phía trước. A! À, hai người mới ngã xuống đất, ôm đau chân khổ quay cuồng. Một màn tàn nhẫn trấn trụ những tộc nhân tử phủ khác đang muốn nhào tới. Khương Phàm một khắc cũng không ngừng, lao đến tộc nhân hung hãn phía trước nhất kia. Tiểu tử vẫn còn kháng cự được sao? Cảnh giới tộc nhân này đã đạt tới bát trọng thiên, cuồng dã gánh đỡ trọng lực áp chế, hai tay liên tục vung chém, đánh ra đao khí. Ta không chỉ có thể kháng, còn có thể đánh. Khương Phàm lao tới, hai cánh chấn động gấp gáp, mang theo hỏa diễm cuồng liệt chụp về phía nam tử. Liệt diễm cuồng liệt như thủy triều, lại chiếu sáng chói mắt. Tộc nhân vô ý thức nheo mắt lại, toàn thân chấn khởi tử khí, xua tan liệt diễm, đao thế lại không giảm, tiếp tục chém tới phía trước. Thời điểm nhưng Khương Phàm phóng thích liệt diễm, hắn nhanh chóng bay cao lên 5 mét, lật ngược người lại, tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh chụp xuống dưới. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị cửu hoàng luyện thiên đỉnh ép đến bên trong. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Nam tử điên cuồng phóng thích tử khí, kịch liệt lay động đỉnh lô. Nhưng trong đỉnh lô rất nhanh đã sôi trào lên liệt diễm, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy hắn, đốt cháy hắn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết rất nhanh đã vang vọng đỉnh lô. Các tộc nhân tử phủ sắc mặt đại biến, giống giận nhào tới. Đến đây, đều bò lên trên cho ta. Khương Phàm đứng bên trên đỉnh lô cao hơn 50 mét, không ngừng liên tục phóng thích ra kim viêm thánh hỏa. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, giống như thác nước lao nhanh xuống, dung nhập đỉnh lô, áp chế tộc nhân tử phủ điên cuồng bạo tẩu ở bên trong. Cùng tiến lên. Tộc nhân tử phủ tức giận phóng tới đỉnh lô, nhưng trong liệt diễm lao nhanh liên tiếp bạo tạc dày đặc hỏa tinh ra oanh tạc. Hỏa tinh mặc dù đẹp đẽ nhưng lại mang theo uy lực cường hãn, lít nha lít nhít bạo tạc, nổi lên khí lãng mãnh liệt, mà nhiệt độ liệt diễm lại vượt qua dung nham, nham thạch bay lên rất nhanh đã bị hòa tan thành nước. Đánh cho ta, đánh nát đỉnh lô cho ta. Các tộc nhân tử phủ nhanh chóng tránh lui, ngưng tụ minh mông tử khí, hóa thành trọng chùy, cây giáo, trường kiếm các loại, gánh vác trọng lực đáng sợ đánh về phía đỉnh lô. Năng lượng võ pháp đều không thể vượt qua cao 30 mét độ, mặc dù đã chấn động đến đỉnh lô lay động kịch liệt, nhưng không có để lại bất kỳ vết thương nào. Tiếp tục đánh đi. Khương Phàm kích thích bọn hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lăng Huyên ở chiến trường nơi xa. Nhưng, đúng vào lúc này, một thân ảnh hùng tráng toàn thân trắng như tuyết từ phía sau hắn tiến lên, thô lỗ xốc lên tộc nhân tử phủ, đạp tan mặt đất, vọt thẳng lên cao, hung hăng đụng phải cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ầm ầm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh run rẩy mãnh liệt, cách mặt đất vài centimet, ầm vang ngã xuống. Tộc nhân cường hãn sắp bị thiêu chết ở bên trong nắm lấy cơ hội, lộn nhào vọt ra. Phi thiên bạch viên, sắc mặt Khương Phàm hơi biến, trước tiên liền lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh đi. Đánh.
hơn 20 tộc nhân đã ngưng tụ võ pháp, hung hăng đập tới phía Khương Phàm. Trọng chùy kéo lấy tử khí. Trường kiếm bôn tập, tử khí xoay tròn lên như gió lốc. Tử sơn cuồn cuộn, mang theo khí thế nặng nề. Hơn 20 loại võ pháp, toàn bộ chào hỏi với Khương Phàm. Khương Phàm muốn thoát khỏi đã không kịp, hắn dùng toàn lực vững chắc Thái Dương chiến y, đồng thời điều động liệt diễm ngưng tụ thành hoa sen vàng, nhanh chóng nở rộ, lấy bạo tạc ngạnh kháng võ pháp tử khí. Ầm ầm, kim liên nổ tung, số lượng lớn võ pháp tử khí đã vỡ nát, nhưng vẫn có rất nhiều loại khác đang đánh phía hắn, nương theo là bạo tạc kịch liệt, hóa thành cương khí mãnh liệt, như cơn lốc cuốn Khương Phàm lên. Giống, Bạch Viên không đợi chiều dâng tản ra liền phóng tới, gắt gao nắm chặt trọng quyền, đập vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm như bị sét đánh, hai cốt toàn thân đều như bò đầy vết nứt, một ngụm máu tươi lập tức bị phun ra xuống núi đá trước mặt. Khương Phàm, ngươi chạy chỗ nào? Nếm thử thái em mở ác thủy ta chuẩn bị cho ngươi. Chiến Phật dung hợp lực lượng thánh Phật, cảnh giới đã bước tới lục trọng thiên, thái em mở ác thủy nhuộm đầy bảo luân, đánh tới phía Khương Phàm. Khương Phàm hôn mê ý thức, cốt sực đứt gãy, căn bản tránh không khỏi. Xa xa, Cơ Lăng Huyên giật mình nhận ra nguy hiểm nơi này, muốn dập tắt lửa nhưng đã tới không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh màu đen từ phương vị khác xiết ra, đạp tan mặt đất, phóng thẳng lên cao, đánh tới Chiến Phật. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật bay ra ngoài. Toàn thân thân ảnh kia vờn quanh cương khí màu đen, xoay chuyển người bay lên, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật. Hàn Ngạo. Khương Phàm ngạc nhiên nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ta ảo giác sao? Làm sao hắn lại ở đây? Hàn Ngạo hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, toàn bộ hai tay hai chân đều hóa thú, còn vung lấy đuôi rồng thật dài, giống như một con bạo long hình người. Hàn Ngạo, ngươi cũng chán sống. Chiến Phật hét giận dữ, mang theo bảo luân lao đến chỗ Hàn Ngạo. Thật vất vả mới có được cơ hội tốt, lại bị hỗn đản này làm hỏng. Giống. Hàn Ngạo phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, lân giáp toàn thân đều đang phát sáng, mênh mông lực lượng sôi trào khắp cơ thể, vuốt rồng bạo kích như mưa to gió lớn. Thực lực Chiến Phật tuy mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là thắng ở linh văn, thắng ở võ pháp, trên thể chất lại kém xa Hàn Ngạo, dưới áp lực trọng lực trận vực hơn 100 lần, hành động đều bị hạn chế nghiêm trọng. Ầm ầm, Phật ấn nở rộ trên trán, cường quang màu tím ngưng tụ thành tấm chắn Phật ấn, ngạnh kháng vuốt rồng của Hàn Ngạo, bảo luân trong tay thừa cơ đảo vòng công kích, mang theo cương khí đánh văng toàn bộ thái em mở ác thủy ra ngoài. Giống, toàn thân Hàn Ngạo nổi lên cương khí mãnh liệt, không đợi ác thủy đến gần đã bị hất ra, hắn không quan tâm mà điên cuồng bạo tẩu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, mấy chục hiệp ép Chiến Phật liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Khương Phàm lại liều mạng phóng thích liệt diễm, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, mặc dù liệt diễm bị trọng lực áp chế, nhưng nhiệt độ kinh khủng vẫn có thể bức lui tộc nhân tử phủ. Huyết khí sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, linh nguyên phát huy. Khương Phàm kích phát ra tiềm lực, một đao khai thiên thức ngang nhiên bổ về phía Bạch Viên ở trước mặt. Bạch Viên gầm thét, toàn thân dâng lên kịch liệt khí lãng, ngưng tụ thành chuông lớn hùng hồn. Ầm ầm, đao thế bạo kích, ngạnh kháng chuông lớn, nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền ra hơn 10 dặm hoang dã, chấn động đến số lượng lớn tộc nhân tử phủ đầu váng mắt hoa. Chuông lớn vỡ nát, toàn thân Bạch Viên run rẩy, tung bay mười mấy mét, nhưng cũng không có đả thương được bao nhiêu, sau khi bình ổn nó lại nhìn Khương Phàm phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Nhưng, sau khi Khương Phàm đánh tan Bạch Viên, hắn quả quyết quay người, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật bị Hàn Ngạo bước ra ngoài trăm thước, đồng thời đưa đậu vàng vào trong miệng. Bành! Hàn Ngạo cuồng dã bạo kích, rốt cuộc cũng đã đánh tan chiêu thức Phật ấn của Chiến Phật, vuốt rồng tráng kiện mang theo lực bộc phát 100.000 cực cảnh, xé rách Phật ấn chiến y của Chiến Phật, bổ vào trên ngực. Máu tươi vẩy ra, lộ cả bạch cốt. Chiến Phật kêu thảm lui lại, thân thể cũng vì bị trọng áp gấp trăm lần mà gần như sụp đổ. Khương Phàm xông tới, xiềng xích bạo kích, cưỡng ép quấn quanh. Người đến Lạc Trùy trọng địa chính là một sự sai lầm, vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi. Khương Phàm vứt cho Hàn Ngạo đang tiến vào trạng thái bùng nổ một nắm đậu vàng, quay người giết tới phía Thánh Phật. Sau khi Hàn Ngạo ăn vào đậu vàng, huyết khí toàn thân nhanh chóng nóng hổi, lực lượng tiêu hao đều khôi phục trở lại đỉnh phong, hai mắt hắn tinh hồng, cuồng tính đại tác, đuổi theo Khương Phàm bạo tẩu về phía trước, hắc khí cuồn cuộn toàn thân,
hóa thành hình dáng rực long hắc ám, khí thế ép người. Cản bọn họ lại. Ngô Khuynh Thành ở phía xa quát lên đầy chói tai. Hơn 20 tộc nhân tử phủ bởi vì liên tiếp dùng sức nên đã nhanh đến cực hạn, bọn hắn sâu hít một hơi, nhịn xuống đau đớn và suy yếu, gánh vác trọng áp gấp trăm lần chặn đánh Khương Phàm và Hàn Ngạo. Bành bành bành. Khương Phàm, Hàn Ngạo đồng thời chấn động hai cánh, kiên quyết ngoi lên 5-6 mét, tránh khỏi vòng vây, lúc rơi xuống đất, trong chốc lát lại lần nữa bạo tạc, nhào về phía Phi Thiên Bạch Viên. Thánh Phật ngồi trên người Bạch Viên, hai tay phóng thích ra mênh mông ánh sáng, bao phủ Bạch Viên. Bạch Viên giống như được phủ thêm Phật y bảo vệ, không cố kỵ gì mà nghênh chiến Khương Phàm cùng Hàn Ngạo, hai tay điên cuồng tấn công, khí lãng sôi trào. Chém giết kịch liệt để các tộc nhân tử phủ tới phản công đều không xen tay vào được. Khương Phàm và Hàn Ngạo liên tục ăn đậu vàng, tiếp tục kích ra tiềm lực, cho huyết khí khỏe mạnh, tổ hợp thế công liên miên bất tuyệt, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bạch Viên thì được Thánh Phật bảo vệ, chống đỡ tiêu hao một số trọng lực, tùy ý huy hào năng lực của cơ thể. Các tộc nhân tử phủ vây bắt Cơ Lăng Huyên nơi xa đều đã không chịu nổi nữa, nhưng chiến đấu nơi này vẫn còn đánh rất thảm liệt. Sau 100 hiệp, Khương Phàm nắm lấy cơ hội vung Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra, điên cuồng lao về phía trước, giống như một tòa núi sắt, hung hăng đập vào trên thân Bạch Viên. Bạch Viên run rẩy, bị đánh bay mười mấy mét, cương khí hộ thể đại loạn. A, à, Hàn Ngạo đã đạt tới cực hạn, cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm, giống như nổi điên toàn thân phóng thích hắc khí, phun ra long huyết, ngưng tụ ra rực long hắc ám khổng lồ, gào thét bay lên cao, quay quanh thành một thanh long đao uy nghiêm, bổ về phía Bạch Viên. Cương khí hộ thể bên ngoài của Bạch Viên còn chưa có khép lại, rắn chắc chịu một kích này, trước ngực lập tức vẩy ra máu tươi. Nghỉ ngơi đi. Khương Phàm sượt qua người Hàn Ngạo, xiềng xích kéo lấy hắn vào thiết lao. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh cuồng dã vọt mạnh, lần nữa nện trên người Bạch Viên. Bạch Viên lùi lại, không phản kháng nổi nữa. Khương Phàm kích thích huyết khí, nổi điên bạo tẩu, đảo mắt đã tấn công mạnh 30 quyền, đánh vỡ nát hai tay Bạch Viên, một tiếng giống to, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tăng vọt uy thế, kim viêm cuồn cuộn, cuồng dã đánh vào Bạch Viên. Bạch Viên kêu thảm, bay ngược khỏi mặt đất. Khương Phàm hét lớn, hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích kích xạ, tinh chuẩn quấn chặt lấy Thánh Phật. Thánh Phật không có chống cự, chỉ là thở dài một tiếng, chấp nhận bị xiềng xích lôi kéo, kéo vào trong thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm thở hồng hộc hổn hển, thất khiếu rớm máu, thân thể run rẩy. Liên tiếp tiêu hao, thân thể đã đạt tới cực hạn. Lên! Các tộc nhân tử phủ mặc dù kinh hãi nhưng lại không có chút do dự, chịu đựng suy yếu nhào về phía Khương Phàm. Bây giờ ai cũng không dễ chịu, ai cũng rất suy yếu. Nhưng phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mặt đất dưới chân Khương Phàm vỡ nát, hai bất diệt kim thân của Cơ Lăng Huyên từ dưới đất xô ra đến, vung lên nắm đấm, đánh vào mặt đất. Đại địa oanh minh, chập trùng như sóng lớn, sắt thép hình mũi gai nhọn dày đặc lại tráng kiện bức các tộc nhân tử phủ đang muốn xông tới. Chạy về khu trọng lực 160 lần. Cơ Lăng Huyên ở phía xa hô to, đột ngột nhảy lên. Đạp trên đầu một tộc nhân tử phủ mệt mỏi, rời khỏi vòng chiến. Khương Phàm lại ăn vào đậu vàng, cưỡng ép kích ra tiềm lực sau cùng, chấn động hai cánh, bay ra khỏi vòng chiến, theo sát Cơ Lăng Huyên. Ngô Khuynh Thành hô to. Đuổi theo, đều thất thần làm gì? Tên hỗn đản kia nhét cái gì vào trong miệng vậy? Các tộc nhân tử phủ liên tiếp nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi nóng. Thật sự là gánh không được. Bách bội cấm khu vốn không quá thích hợp để chiến đấu, huống chi là hỗn chiến điên cuồng như vậy. Cơ Lăng Huyên hoạt động ở bách bội cấm khu hơn nửa năm, chút nhẹ nhõm, còn có thể hiểu, Khương Phàm với Hàn Ngạo đột nhiên xuất hiện là có chuyện gì. Bọn hắn nhét mấy hạt đậu vàng vào trong miệng, sau đó lại có thể kéo dài bộc phát. Người nào còn sức lực, bát trọng thiên đều đứng lên cho ta. Ngô Khuynh Thành nuốt không trôi cơn giận này, tức giận thúc giục. Đuổi kịp thì lại thế nào? Bát trọng thiên đối mặt với lục trọng thiên Cơ Lăng Huyên kia cũng phải chết. Tộc nhân Linh Nguyên Đỉnh Phong xem như đã lĩnh giáo được sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của Cơ Lăng Huyên, không hổ là người để Ngô Kình Thương muốn thận trọng đối đãi. Không đuổi, ta không đuổi. Các tộc nhân tử phủ mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều lắc đầu liên tục. Nơi này còn có thể miễn cưỡng liều vài phút, nếu lại tiến vào trong thì thật không được.
mặc dù so với nơi này chỉ là nhiều hơn 20-30 lần, nhưng đó lại là đạt đến cực hạn mà cơ thể có thể tiếp nhận được. Dưới loại trọng áp này, nội tạng trong cơ thể đều sẽ tiếp nhận tàn phá khó có thể tưởng tượng được, bình thường chạy bộ đều khó khăn, nếu như muốn điên cuồng chiến đấu, liền phải cân nhắc kết quả nội tạng sụp đổ. Đáng chết! Ngô Khuynh Thành từ từ tỉnh táo lại, cấm khu 160 lần xác thực không phải nơi bọn hắn có thể chịu đựng được. Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ sao? Lạc Trì trọng địa vốn phải là nơi hỗn độn tử phủ bọn hắn xưng bá, bây giờ lại bị mấy kẻ ngoại lai đùa nghịch xoay quanh. Có người đề nghị, để bọn hắn giày vò đi, dù sao bọn hắn còn phải rời khỏi nơi này, chúng ta chặn ở lối ra là được. Chờ một chút, chờ một chút. Khương Phàm còn chưa có chạy vào khu vực 160 lần liền gánh không được nữa, hai chân run rẩy, nhào vào nơi đó, thở hổn hển. Mặc dù đậu vàng có thể khỏe mạnh gân cốt, tăng cường lực bộc phát, nhưng nếu dùng nhiều trong thời gian ngắn vẫn đều mang cho Khương Phàm tổn thương nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình tùy thời muốn sụp đổ, nội tạng đều muốn nổ tung. Nơi này là bên trong khu vực 150 lần, cũng coi như an toàn. Sau khi Cơ Lăng Huyên cẩn thận xác định trọng lực thì không còn chạy nữa, khí tức của nàng cũng đã lộn xộn, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Điên cuồng kéo dài đối với nàng mà nói cũng là khảo nghiệm nghiêm trọng. Được, tốt. Khương Phàm có cảm giác như hấp hối, ý thức kích thích thanh đồng tiểu tháp. Từ bên trong lấy ra huyết đan hồng cự nghĩ trước đó vẫn một mực không cam lòng dùng. Còn lớn hơn so với đầu, đỏ tươi mượt mà, bành trướng khí tức sinh mệnh. Huyết khí không ngừng bốc hơi, mơ hồ muốn hóa thành hình dáng hồng cự nghĩ. Ngươi điều trị, ta thay ngươi trông coi. Đúng rồi, chờ sau khi Hàn Ngạo tỉnh dậy lại phóng xuất. Trọng lực nơi này quá mạnh, nếu như hắn không thể nào thanh tỉnh chống cự, chẳng mấy chốc sẽ bị đè chết. Sau khi Cơ Lăng Huyên kinh ngạc nhìn huyết đan liền đi đến trước mặt cảnh giác. Khương Phàm gục ở chỗ này, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu huyết khí, chữa trị tổn hại vết thương, làm dịu đau đớn. Một mực đến trời tối, Khương Phàm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhưng hơn 150 lần trọng áp này vẫn quá kinh khủng, cơ bắp không giờ khác nào không căng cứng, nội tạng đều đang kêu rên. Cảm giác so với 123 lần nơi đó không chỉ mạnh gấp trăm lần. Mà đây cũng là cảm giác tới gần cực hạn. Người gia nhập vô hồi thánh địa thế nào? Cơ Lăng Huyên đi lòng vòng quanh Khương Phàm, tỉ mỉ đánh giá hắn. Nhận lời mời của thánh chủ. Khương Phàm cũng đang tỉ mỉ quan sát Cơ Lăng Huyên, tiểu nha đầu này lại chính là đệ nhất thiên tài của vô hồi, còn có thể, nhảy tung tăng, trong cấm khu 130 lần, liều chiến cùng Linh Nguyên đỉnh phong. Đúng là quái thai mà. Thánh chủ coi trọng ngươi sao? Cho sư tỷ nhìn linh văn. Cơ Lăng Huyên vừa đưa tay liền muốn vén thắt lưng gấm trên trán Khương Phàm lên. Tiểu nha đầu, chớ đụng lung tung. Khương Phàm tranh thủ thời gian tránh khỏi. Ta là sư tỷ của ngươi, đừng gọi bậy tiểu nha đầu này tiểu nha đầu kia, biết tôn ti cấp bậc lễ nghĩa hay không? Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, vây quanh phía sau Khương Phàm, nhéo nhéo nơi hắn triển khai cốt sực. Chim gì? Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao cô còn ở lại nơi này? Ta ở đây lịch luyện, trọng lực trận vực hơn 100 lần, quặng mỏ kim loại minh mông, ông trời tạo nên nơi này chính là chuẩn bị cho ta. Thời điểm Cơ Lăng Huyên ở Tam Trọng Thiên đã qua nơi này một lần, ở ngoài bách bội cấm khu chờ đợi 2 tháng, sau khi tăng cảnh giới lên tới Tứ Trọng Thiên thì rời khỏi. Đây là lần thứ 2 tới đây, một mực hoạt động tại bách bội cấm khu, hấp thu minh mông khí tức kim loại, thừa nhận áp lực tàn phá gấp trăm lần. Từ lúc bắt đầu rất gian nan đến bây giờ thì có thể nhẹ nhõm tùy ý. Thể chất của nàng cứng rắn đến không quan tâm đau thương côn bổng, lực lượng thẳng bước đến 300.000 cực cảnh. Cô cũng không giống như đang lịch luyện. Vậy ta đang làm gì? Dáng vẻ nhàn nhã thoải mái này của cô, giống như là đang chờ đợi cái gì đó. Trước khi Khương Phàm tiến đến đã từng dự đoán qua dáng vẻ Cơ Lăng Huyên ở chỗ này khổ tu, cũng không phải bộ dáng này. Sư tỷ của ngươi đang thích xúc năng lượng, đem tố chất thân thể rèn đúc đến cực hạn, sau đó đột phá thất trọng thiên. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, lại muốn đưa tay đến tháo thắt lưng gấm của Khương Phàm xuống, nhìn xem rốt cuộc là linh văn gì. Không được chạm vào. Khương Phàm né tránh bàn tay nhỏ của nàng, tiếp tục chống cự trọng lực, thích ứng hoàn cảnh nơi này. Uy, đồ đần. Chỉ sau chốc lát, Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên hô một tiếng. Chớ chọc ta. Ta rất cáu kỉnh.
nhàn rỗi không chuyện gì, cùng sư tỷ ngươi trò chuyện. Không hứng thú. Ngươi có hiểu cấp bậc lễ nghĩa tại Vô Hồi Thánh Địa. Ta là sư tỷ của ngươi, ngươi phải hầu hạ ta thật tốt. Cơ Lăng Huyền đem tay nhỏ ngả vào trước mặt Khương Phàm, lung lay đầu ngón tay. Đậu vàng ngươi đào đâu? Cho ta một nắm. Còn một nắm, cô biết thứ này quý giá cỡ nào. Ngươi đánh không lại ta. Nhanh. Khóe mắt Khương Phàm kéo ra, bất đắc dĩ thở dài, móc ra một nắm đậu vàng cho nàng. Chỉ bấy nhiêu đây, không thể nào nhiều hơn nữa. Những người ngươi bắt đâu, đều đang ở chỗ nào? Cơ Lăng Huyền nhặt hạt đậu vàng lên, ném vào trong miệng, như đang ăn kẹo, cảm giác còn rất khá. Có phải cô chờ đợi ở chỗ này nửa năm, nghẹn điên rồi hay không? Ta không có tâm tình cùng cô nói chuyện phiếm. Sao lại không nói chuyện với sư tỷ? Nhanh, nếu không trở lại thánh địa, ta sẽ nói tên biến thái người đây theo dõi ta đùa bỡn ta. Ta đối với tiểu nha đầu cô đây không hứng thú. Ôi, không thích non, lại thích thành thục, tuổi còn trẻ, hỏa khí đủ lớn thật đó. Cơ Lăng Huyền hừ một tiếng, lại xì miệng với Khương Phàm. Tiểu tử biến thái, trở về nói với thánh chủ, để nàng coi chừng ngươi. Không hổ là đệ tử thân truyền của thánh chủ. Khương Phàm ai thán trong lòng, mở mắt ra nói. Tới đi, muốn trò chuyện cái gì? Cơ Lăng Huyền đảo con mắt đi lòng vòng, nói. Ngươi bắt mấy người hỗn độn tử phủ? 25 người. Ngươi thật ngốc, bắt nhiều như vậy, bọn hắn có thể tha ngươi sao? Trước khi ta tiến vào Lạc Trì trọng địa đã cùng bọn hắn náo lên rồi, trừ phi ta nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, bọn hắn sẽ không tha cho ta. Nếu đều đã như vậy, ta còn quan tâm những thứ khác sao? Không trực tiếp chặt đã coi như khách khí rồi. Có phải ngươi cảm thấy, khoác lác trước mặt nữ hài nhi, đặc biệt đẹp trai hay không? Thả bọn hắn đi, oan gia nên giải không nên kết. Không thể nào. Ngươi không thả bọn hắn. Đừng nghĩ còn sống trở lại vương quốc hắc ám, sư tỷ ta cũng không có năng lực lớn như vậy cứu ngươi từ hỗn độn tử phủ ra ngoài. Ta tự có cách. Ngươi không có cách nào. Ta có cách. Cơ Lăng Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào trên đầu Khương Phàm. Nói không có cách nào thì là không có cách nào, ta là sư tỷ của ngươi. Nhanh, thả người. Khương Phàm dở khóc dở cười, thật hận không thể hung ác đem nha đầu này đè xuống đất thu thập một trận. Chưa đến lúc. Cơ Lăng Huyền giơ lên nắm đấm ở trước mặt Khương Phàm. Tình huống như thế nào mới xem như tới thời điểm, có phải chờ sau khi ta đánh ngươi một chầu hay không? Khương Phàm bỗng nhiên tiếp cận Cơ Lăng Huyền. Tiểu bất điểm cô đây điển hình là Lý Cùn, hay là đang vụng trộm tính toán cái gì? Ta có thể tính toán cái gì? Chính cô rõ ràng cô đang tính toán cái gì? Cơ Lăng Huyền nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, nói. Được rồi. Không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, ta ở lại nơi này là bởi vì ta phát hiện một bảo bối tốt, không phải là ta không thể đột phá, ta chỉ hy vọng có thể mượn nhờ bảo bối kia, kích phát tiềm lực sau đó lại thuận thế tiến vào thất trọng thiên. Khương Phàm lập tức tới hào hứng. Bảo bối gì? Bắt đầu từ 3 tháng trước, ta sẽ vào đêm khuya chui vào vết nứt dưới đất, tìm kiếm linh quả linh thảo mà hỗn độn tử phủ không có nhốt chặt. Hoàn cảnh phía dưới rất phức tạp. Khắp nơi đều là xào huyệt mật đạo, số lượng yêu nghĩ càng khoa trương hơn. Số lượng linh thảo linh quả còn vô cùng ít ỏi, mỗi gốc đều bị nghiêm mật bảo vệ. Ta liên tiếp thăm dò hơn 20 ngày, tìm khắp hơn 500 dặn mới cướp được 5 loại. Linh thảo linh quả có hiệu quả không tệ, có khỏe mạnh thể phách, có cường thịnh linh hồn, còn có mở rộng khí hải, nhưng đều không có đạt tới hiệu quả ta dự trù. Cho đến khi có một ngày, lúc ta khống chế bất diệt kim thân xâm nhập địa tầng thăm dò, trong xào huyệt của một con thiên tinh nghĩ đã phát hiện một gốc linh chi. Linh thảo linh quả ta tìm được trước đó, lớn nhất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, gốc linh chi kia lại giống như cối xay, còn lóe ra tia sáng ngũ sắc, lan tràn ra vô số sợi rễ, nhìn vô cùng thần bí. Mặc dù ta không biết linh chi là cái gì, có công hiệu gì, nhưng có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Ta muốn lấy nó, nhưng con thiên tinh nghĩ kia rất cảnh giác, chỉ cần ta tới gần nơi đó, liền sẽ kinh động nó. Trừ cái đó ra, nơi đó còn ngày đêm chiếm cứ số lượng lớn lưu kim nghĩ, ngũ độc nghĩ. Cơ Lăng Huyền nói xong, lại nhìn Khương Phàm cười xảo quyệt. Ngươi chạy đến trong xào huyệt gây nên hỗn loạn, lại thả 25 tên tộc nhân tử phủ ra, chờ bọn hắn cùng các yêu nghĩ đánh nhau, ta tìm cơ hội mang linh chi đi.
Khương Phàm bình tĩnh nhìn Cơ Lăng Huyên một hồi. Điên rồi, cô đây là thả bọn hắn sao? Cô là muốn mạng của bọn hắn. Ngươi cứ nói có làm hay không? Làm sao chia? Ta phát hiện bảo bối, đương nhiên thuộc về ta. Ta không giúp đỡ, cô cái gì cũng đều không lấy được. Ha ha, tiểu gia hỏa, dám uy hiếp sư tỷ. Không phân là xong, dù sao ta đào cũng không ít bảo bối, không quan tâm thêm một cái. Được thôi, phân cho các ngươi một chút. Phân bao nhiêu? Bảo bối ta phát hiện, ta mạo hiểm đi đoạt, ta chiếm 8 phần, ngươi và Hàn Ngạo chiếm 2 phần. Đừng không biết tốt xấu, ta đã rất nhượng bộ. Khương Phàm nhìn Cơ Lăng Huyên lại lay động lên nắm tay nhỏ, bất đắc dĩ nói. Thành giao. Hai mắt Cơ Lăng Huyên tỏa sáng. Tranh thủ thời gian điều chỉnh, chờ sau khi Hàn Ngạo tỉnh dậy, cùng nhau hành động. Khương Phàm lấy gốc, huyết tinh linh, đào được trước đó ra, hỏi thăm Đan Hoàng. Tiền bối, quả hồng này rất đặc biệt sao? Đan Hoàng nói. Dược hiệu của huyết tinh linh vô cùng bá đạo, là bảo dược luyện huyết thế gian hiếm thấy. Nói đơn giản, nó có thể kích phát tiềm lực trong dòng máu của ngươi tới trình độ cực lớn, tương đương với tỉnh lại tổ mạch. Khương Phàm một trận cuồng hỉ. Tổ mạch, chu tước tổ mạch. Ngươi đã tiếp nhận thần huyết kiếp trước, lại dùng huyết đan hồng cự nghĩ, số lượng lớn kim đan, huyết khí toàn thân vừa vặn đang ở vào một giai đoạn vi diệu lại đặc thù, chính là thời khắc tuyệt hảo sử dụng huyết tinh linh. Đan Hoàng rất mừng thay cho Khương Phàm. Gốc huyết tinh linh này hẳn là bảo bối quan trọng hỗn độn tử phủ giữ lại để kích phát huyết mạch. Mặc dù dùng khẳng định sẽ đắc tội hỗn độn tử phủ, nhưng cơ hội khó được, dùng trước lại nói. Tiểu nha đầu, giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Phàm điều chỉnh tốt trạng thái, vận chuyển lên đại diệu thiên kinh, hấp thu huyết khí huyết tinh linh, phóng thích về toàn thân. Cơ Lăng Huyền muốn khuyên can Khương Phàm đừng dùng linh tinh linh bảo của hỗn độn tử phủ. Nhưng nhìn bộ dáng hắn quật cường, lắc đầu cho qua. Thân thể Khương Phàm dần dần nóng bỏng, càng ngày càng nóng. Mặc dù trước đó dùng linh bảo cũng nhiều lần xuất hiện tình huống thế này, nhưng lần này hiển nhiên không giống như thế. Không phải da thịt hài cốt đang phát nhiệt, mà là máu tươi đang nóng hổi, giống như là muốn sôi trào lên trong thân thể. Lực lượng thần huyết dung nhập hài cốt huyết nhục, lực lượng kim đan còn chưa hoàn toàn tiêu hao, cũng bắt đầu nhanh chóng phóng xuất ra hiệu quả mới. Ngô, ngô, cổ họng Khương Phàm lăn lộn đau đớn. Da thịt càng ngày càng đỏ, toàn thân nổi lên nhiệt khí cuồn cuộn. Từ sáng sớm đến giữa trưa, huyết khí đốt cháy càng ngày càng liệt, tiềm lực thần huyết được kích phát toàn diện. Ý thức hải của Khương Phàm oanh minh kịch liệt, giống như thiên băng địa liệt, một cỗ thần niệm cường hãn thức tỉnh, cuồn cuộn ở ý thức hải. Cường quang nở rộ như sóng lớn ngập trời. Hư ảnh một con chu tước như thần linh xuất hiện bay lên không. Trong ý thức hải nở rộ thần uy vô tận. Đúng vào lúc này, dị tượng kinh người lại lần nữa xuất hiện, đại diệu thiên kinh đệ nhị trọng kiềm chế đã lâu lại cường thế thăng hoa, rảo bước tiến lên đệ tam trọng. Mạch máu đã bắt đầu tăng sinh mạch máu tinh tế hoàn toàn mới, không còn là cùng kinh mạch quấn quanh, mà là toàn diện bao phủ kinh mạch, mênh mông khí tức sinh mệnh cuồn cuộn khắp toàn thân. Đại diệu thiên kinh thăng hoa, tiềm lực thần huyết nở rộ. Hai tác dụng quan trọng triệt để kích phát lực lượng huyết mạch trong Khương Phàm. Đan điền khí hải đại bạo động, hình thái chu tước linh nguyên biến đổi lớn, kim quang vô biên bao phủ trong khí hải, thần uy kinh khủng cuồn cuộn không dứt, rốt cuộc tại lúc này cũng hoàn toàn đè lại cửu hoàng luyện thiên đỉnh, tàn đao. Hư ảnh chu tước nở rộ thần uy trong ý thức hải, trùng kích ý thức, phóng thích ra lực lượng truyền thừa, chu tước bác thiên thuật. Đây là bí mật truyền thừa mới có thể xuất hiện tại niết bàn cảnh giới. Bây giờ lại xuất hiện vượt mức quy định tại linh nguyên cảnh. A! À, Khương Phàm ngẩng đầu thét lớn, liệt diễm như đang bạo tạc cuồn cuộn, cho dù là dưới trọng áp 150 lần, vẫn là phóng lên hơn 100 mét, hỏa ảnh một con chu tước ngạo nghễ nở rộ, bế nghễ chúng sinh. Lệ khí ngập trời, bá khí chí dương. Thái cổ chu tước, điều khiển hỏa tinh, thiêu diệt chư thiên thần ma, đã có lệ khí săn giết thiên hạ, cũng có bá khí chí cương chí dương. Cơ Lăng Huyền khiếp sợ nhìn qua thần điểu dương cánh gáy to giữa không trung. Đây là sinh linh gì? Hơi thở thật là khủng bố. Hai tay biến thành móng vuốt, kim quang cường thịnh, không thể phá vỡ. Hai chân Khương Phàm cũng bắt đầu thay đổi kịch liệt, xương cốt giống như là đậu rang, đôm đốp, rung động không ngừng, tiếp đó đã tự động hoàn thành hóa thú. Sau đó, vị trí lòng bàn tay gan bàn chân lóe lên từng tia kim quang,
giống như là lạc ấn riêng phần mình, hiện ra vết tích chu tước dương cánh. Cơ Lăng Huyên, tế bất diệt kim thân của cô ra. Khương Phàm đột nhiên hô to, gánh vác 150 lần trọng áp nhảy vọt lên, lao thẳng đến chỗ Cơ Lăng Huyên. Khí tức dương cương mà bá khí, tốc độ tấn mãnh mà cuồng dã. Hừng hực liệt diễm mãnh liệt phóng xuất ra, giống như thần điểu dương cánh, tràn ngập ra khí thế kinh khủng. Cơ Lăng Huyên khẽ nhíu mày, khí tức kim loại nở rộ toàn thân, ở phía trước ngưng tụ thành một bộ bất diệt kim thân, đón Khương Phàm giết đi qua. Cự ly 100 mét, nhanh chóng chạm vào nhau. Khương Phàm đưa song chảo bạo kích về phía trước, ấn ký lòng bàn tay chu tước giống như phục sinh, dương cánh gáy to, uy thế tăng vọt. Giữa thiên địa phảng phất quanh quẩn lên tiếng chu tước chân thực, kinh hồn nhiếp phách, khiến cho người ta sợ hãi. Bất diệt kim thân khuấy động minh mông khí tức kim loại giống như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ, mặt đất phạm vi mấy trăm mét đều nhận phải trùng kích. Nhưng, ầm ầm, bất diệt kim thân nổ nát vụn, hóa thành minh mông khí tức kim loại, quét sạch vài trăm mét. Đại địa vỡ nát, đá vụn bay lên, bụi đất mịt mù cuồn cuộn không dứt. Biến mất, sắc mặt Cơ Lăng Huyên đại biến, bất diệt kim thân tương đương với năng lượng cả một khí hải hóa thân, vậy mà đã bị chôn vùi trong nháy mắt. Lấy quy mô khí hải của nàng cùng năng lượng kim loại đặc thù, một thực lực bộ bất diệt kim thân đã có thể thẳng bước thánh phẩm linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Một kích liền biến mất. Đây là chiêu thức gì? Khương Phàm nhanh chóng giết tới, dự uy song trưởng không giảm. Cơ Lăng Huyên vung mạnh quyền bạo kích về phía trước, lực quyền tới gần 300.000 cực cảnh như có thể đánh rách tả tơi không gian. Keng! Sóng âm nổ tung, hai người theo đó mà dừng lại, ngay sau đó hai tay run rẩy. Cơ Lăng Huyên lảo đảo lui lại, Khương Phàm cũng bị hất lên. Thế lực ngang nhau. Khương Phàm cuồng hỉ, tốt thay cho chu tước bác thiên thuật. Đây là vừa mới xuất hiện, còn chưa có hoàn toàn lĩnh hội. Loại thế công bá đạo này, rất thích hợp để quyết chiến, lại cương mãnh, tuyệt đối có thể một kích chiến thắng. Chờ tương lai tu luyện tới cực hạn, cảnh giới lại đề thăng đến cao hơn, chẳng phải là có thể xé rách bầu trời, dung chuyển chư thiên. Trách không được chu tước dám xưng là vạn cầm chi tổ tổ tiên của vạn cầm, khinh thường cửu thiên thập địa, bao trùm phía trên các loại phượng hoàng, thiên bằng, xác thực có chỗ kinh khủng. Lần đầu tiên Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được chu tước truyền thừa cường đại như thế nào. Ngươi rốt cuộc là linh văn gì? Vẻ mặt Cơ Lăng Huyên trở nên nghiêm trọng, cảnh giới tiểu tử này rõ ràng không có đột phá, làm sao trong lúc bất chợt thực lực lại tăng gấp bội rồi. Đại thừa thánh văn. Ta hỏi là linh văn cụ thể. Cô cứ từ từ đoán. Khương Phàm tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục chống cự trọng áp, cảm ngộ chu tước bác thiên thuật. Quá rung động, quá vui mừng. Chờ sau khi hoàn toàn nắm vững, phần thắng thi đấu khiêu chiến võ hầu sẽ gia tăng thật lớn. 3 ngày sau, Hàn Ngạo mới từ trong hôn mê thức tỉnh lại. Trạng thái bùng nổ tiêu hao thân thể quá lớn, nhất là khi hắn dùng số lượng lớn đậu vàng, tiếp tục nghiền ép tiềm lực. Bên ngoài là 150 lần trọng lực, người chú ý tiếp nhận. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở Hàn Ngạo thì đã phóng hắn từ tầng đầu tiên trong thanh đồng tiểu tháp ra. Sao ngươi lại tới đây? Cơ Lăng Huyên vuốt vuốt đậu vàng trong tay, thuận miệng hỏi. Hàn Ngạo kéo căng thân thể, gánh vác trọng áp tràn ngập đất trời, cố gắng thích ứng. Tịch Nhan trở về, ta muốn lịch luyện. Tịch Nhan là ai? Đệ tử Bạch Nguyệt trưởng lão mới thu. Cũng là tiểu tình nhân của Khương Phàm, linh hồn loại luân hồi thánh văn. Ồ, Cơ Lăng Huyên kinh ngạc nhíu nhíu mày, linh hồn loại thánh văn đã rất hiếm thấy, lại còn là luân hồi thánh văn. Hàn Ngạo nhìn Khương Phàm, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Khương Phàm nói, ngươi không có đem chuyện U Linh Ấn nói cho người khác biết đấy chứ. Hàn Ngạo bất mãn nói, ta là đệ tử vô hồi. Ta rõ ràng nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở. Cơ Lăng Huyên càng kinh ngạc. U Linh Ấn, có phải các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Hàn Ngạo hỏi lại. Hắn không có giải thích tình huống với cô. Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng. Hắn không phải câm điếc sao? Câm điếc còn có thể nói chuyện. Hàn Ngạo hỏi Khương Phàm. Ngươi không phải tiến đến tìm nàng sao? Nếu ta không tính sai, ngươi cũng đã đến được 30 ngày rồi. Khương Phàm nhún nhún vai. Đây không phải vừa mới tìm được sao? Hàn Ngạo im lặng. Ngươi căn bản không có nghiêm túc tìm đi. Cơ Lăng Huyên thúc giục Hàn Ngạo.
mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Ngạo nói, thánh chủ làm ra quyết định, toàn diện chuẩn bị đại hoang tù thiên trận, để Khương Phàm đến là mời ngươi về, tiếp nhận loạn thiên ấn. Cơ Lăng Huyền bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm Khương Phàm. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà ngươi nghẹn đến bây giờ. Hay là ngươi quên đi? Khương Phàm nháy mắt với Cơ Lăng Huyên. Ta tiến đến lịch luyện, thuận tiện mang cô trở về, trước khi đi lại nói cũng không muộn. Cơ Lăng Huyên hung hăng chừng Khương Phàm một chút. Tại sao muốn đột nhiên vận dụng U Linh Ấn? Không phải nói tù thiên ấn không nhận chủ, U Linh Ấn bất loạn động sao? Hàn Ngạo nói. Thánh chủ đã chọn chủ nhân cho tù thiên ấn. Vị hôn thê của Khương Phàm, nữ nhi tông chủ thiên sư tông Dạ Thiên Lan, Dạ An Nhiên. Thiên thư thánh văn, nàng xứng với tù thiên ấn sao, nàng chống lên được đại hoang tù thiên trận sao? Cơ Lăng Huyền đã từng nghe qua đôi chút về Dạ An Nhiên, nhưng thiên thư thánh văn không phải đại thừa thánh phẩm, càng không phải ngũ hành linh văn, làm sao đủ tư cách? Hàn Ngạo lắc đầu. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng lúc ta trở về, hình như thánh chủ rất kích động, ánh mắt nhìn Dạ An Nhiên hận không thể ăn luôn nàng. Cơ Lăng Huyền tiếp cận Khương Phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho sư tỷ ngươi. Khương Phàm không vội vã nói. Từ từ hiểu rõ nha, gấp làm gì. Dạ An Nhiên tiếp nhận tù thiên ấn, Tịch Nhan tiếp nhận U Linh ấn, Thương Hàn Nguyệt tiếp nhận Dạ thiên ấn, Khương Phàm tiếp nhận phần thiên ấn, cô tiếp nhận loạn thiên ấn. Bây giờ chỉ thiếu hai hệ thánh văn thổ, mộc, tuy nhiên hình như thổ hệ thánh văn đã có người chuẩn bị tiếp nhận rồi. Hàn Ngạo đã rất cặn kẽ giải thích tình huống. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã bị loại, không tiện hỏi nhiều. Hình như thánh chủ đã nhìn ra hắn không cam lòng, trước khi hắn rời khỏi thánh địa, đặc biệt lại đề điểm hắn. Có ngàn vạn con đường nhân sinh để đi, người người đều có lựa chọn của riêng mình, con đường của mình, số mệnh của mình cũng đều có phấn khích thuộc về mình. Không có con đường sẽ đặc sắc hơn con đường nào, mấu chốt phải nhìn người đi trên đường như thế nào. Người ở chỗ này bị loại. Không có nghĩa là nhân sinh của ngươi đã bị loại. Ngươi chỉ là không thích hợp, không phải không bằng người khác. 15-16 tuổi, dự báo hẳn là tương lai, bồi dưỡng nên là dã tâm, có thể cuồng có thể ngạo có thể điên, tuyệt đối không thể tự ti hối tiếc. Ta, đối với ngươi vẫn ôm lấy hy vọng như cũ, hy vọng đường đi của ngươi đầy phấn khích, hy vọng con đường của ngươi có thể đi thật kinh diễm. Lời thánh chủ nói đã quanh quẩn một chỗ ở trong đầu của hắn thật lâu. Để hắn bình tĩnh lại, để toàn thân hắn nổi lên kích tình mới. Hắn muốn trưởng thành, hắn muốn thay đổi, hắn muốn đi thuộc về con đường của riêng mình. Thiếu duy nhất mộc hệ thánh văn. Cơ Lăng Huyền sâu hít một hơi, hưng phấn đến mức gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng. Đại hoang tù thiên trận, thật muốn chuẩn bị xây sao. Nàng, thậm chí có may mắn trở thành một trong số đó. Khương Phàm cẩn thận quan sát đến thể hiện của Hàn Ngạo. Khóe miệng từ từ khơi gợi lên một nụ cười, từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu kim long xâm ra, ném cho Hàn Ngạo. Tặng cho ngươi. Hàn Ngạo một phát bắt được. Đây là cái gì? Ta đào được từ trong dược viên. Dưới mặt đất nơi đó rất có thể chôn giấu di cốt viễn cổ cự long, gốc kim long xâm này hấp thu long khí, đối với ngươi rất hữu dụng. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần Hàn Ngạo có chút thay đổi, mặc dù là vẫn ngẩng đầu, vểnh lên miệng. Cuồng ngạo không ai bì nổi để cho người ta chán ghét, nhưng hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi. Huống chi, hắn còn cứu mình một mạng, lẽ ra nói lời cảm tạ. Hàn Ngạo đang muốn ném đi nói mình không cần thù lao, kết quả nghe được lời này, tranh thủ thời gian thu hồi lại, mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm kim long sâm trong tay. Khương Phàm nói, long khí, khí tức đại địa, khí tức kim loại, cùng nhau thai nghén mấy ngàn năm, dùng để đột phá cảnh giới không có gì thích hợp bằng. Nói không chừng còn có thể kích phát tiềm lực huyết mạch của ngươi. Cơ Lăng Huyền nhìn không được trợn mắt chừng Khương Phàm một cái, muốn chút đậu của ngươi thì không được, đến Hàn Ngạo lại trực tiếp đưa kim long xâm ra. Tranh thủ thời gian đột phá, chúng ta còn có hành động. Vào đêm khuya ngày thứ 6, 500 mét phía dưới là vương quốc dưới mặt đất do thiên tinh nghĩ khống chế. Vị trí tại đây cách chỗ con thiên tinh nghĩ rất gần. Cơ Lăng Huyền mang theo Khương Phàm và Hàn Ngạo đi đến phía trước một vết nứt to lớn rộng hơn 100 mét. Bên trong ngoại trừ thiên tinh nghĩ cùng Lưu Kim nghĩ ra, còn có yêu nghĩ gì nữa? Khương Phàm, Hàn Ngạo, đứng ở biên giới quan sát vết nứt như vực sâu đen tối. Mặc dù thực lực Khương Phàm đã tăng nhiều,
cảnh giới Hàn Ngạo đã đột phá, huyết mạch cũng thăng hoa, nhưng đối với tổ kiến phía dưới vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cơ Lăng Huyên thận trọng nhắc nhở bọn hắn. Còn có ngũ độc nghĩ, hàm răng của bọn nó có kịch độc, cũng có thể phun ra nọc độc, có thể đảo loạn linh lực, ăn mòn xương cốt. Khương Phàm cùng Hàn Ngạo nghe được thì nhíu chặt mày, trọng lực trận vực khu vực này vào khoảng 130 lần, một khi linh lực xương cốt bị tổn hại, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vụn. Mặc kệ có thể cầm tới gốc kia linh chi hay không, qua đêm nay, chúng ta đều rời khỏi nơi này. Ta đi xuống trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Lăng Huyên thừa dịp bóng đêm, bắt lấy vách đá lặng lẽ lặn xuống. Khương Phàm và Hàn Ngạo yên lặng đợi khoảng 15 phút, nhìn nhau, sau đó liên tiếp nhảy xuống vết nứt. Khương Phàm ở dưới, Hàn Ngạo ở trên. Hai người trong trọng lực áp chế mãnh liệt, nhanh chóng lao xuống hơn 300 mét. Bắt đầu. Phía sau lưng Khương Phàm nhúc nhích, triển khai hai cánh, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt xuất hiện, tia sáng hừng hực chiếu rọi màn đêm trong vết nứt. 380 viên hỏa tinh trong liệt diễm nóng bỏng nhanh chóng thành hình. 300 sợi hỏa vũ tranh minh, toàn bộ rời khỏi hai cánh. Hỏa tinh tiêu xạ, hỏa vũ phi nhanh. Bọn chúng nhận lực gấp trăm lần áp chế, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh về phía vết nứt dưới đáy. Tránh ra. Cách mấy chục mét phía trên, Hàn Ngạo lớn tiếng la lên, chấn động long rực, cuốn lên cương khí màu đen như chiều cường, giống như cơn lốc cuốn về phía dưới đáy. Vết nứt. Hố răng khắp nơi trong phía dưới vết nứt, 5-600 con lưu kim nghĩ đang tùy ý thôn vệ khoáng thạch, hấp thu năng lượng bên trong, còn có số lượng lớn ngũ độc nghĩ tiềm phục tại chỗ tối, toàn thân hiện ra tia sáng yêu diễm. Một mực đến nay, chưa từng có người ngoài dám đến nơi này dương oai. Cho nên khi không trung truyền đến tiếng la, kim quang chiếu lộ, phản ứng của bọn nó đều có chút trì hoãn lại. Hỏa tinh, kim vũ rơi xuống như mưa to đầy trời, cái hố cứng rắn bị đánh xuyên, số lượng lớn yêu nghĩ cũng bị đánh nát, ánh sáng cường thịnh chiếu sáng dưới đáy, ngay sau đó, hơn 600 cỗ bạo tạc cùng lúc dẫn bạo. Ầm ầm, 600 đạo bạo tạc trùng điệp sóng âm, trong nháy mắt đã khuấy động thế giới dưới đất, trùng kích vô số cái hố, con đường. Ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt lao nhanh, nhiệt độ cao kinh người nóng chảy cả nham thạch, đốt cháy lũ yêu nghĩ. Trên trăm con yêu nghĩ chết thảm tại chỗ, những con yêu nghĩ còn lại kinh hoàng chạy trốn. Nhưng bạo loạn còn chưa có kết thúc, hắc phong lại từ trên trời giáng xuống, mang theo cương khí như lôi đình, trùng kích liệt diễm, xoắn nát cái hố. Lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, phía dưới vết nứt lập tức đại loạn. Trong chủ sào sâu trong địa tầng, thiên tinh nghĩ đều bị bừng tỉnh, nó phát ra tiếng gào rít tức giận. Đại địa thổ khí mãnh liệt mà ra, thuận con đường ở các nơi, tiếng gào thét lao nhanh, đánh thẳng vào cuồng phong, xua tan liệt diễm. Bầy kiến tức giận dốc toàn bộ lực lượng, theo thổ khí lao nhanh phóng tới bên ngoài. Lại đến đây, mở ra, đánh xuống phía dưới. Khương Phàm, Hàn Ngạo quơ hai cánh, ngạnh kháng trọng lực áp chế, liên tiếp phóng thích liệt diễm cùng cuồng phong đợt thứ hai, đợt thứ ba. Ầm ầm, bầy kiến dốc toàn bộ lực lượng bị tẩy lễ thảm liệt. Hỏa tinh bạo kích, hỏa vũ sắc bén, lực xuyên thấu đều có thể so với mũi tên sắt, liên miên oanh sát lưu kim nghĩ. Thanh âm thanh chiều tàn phá bừa bãi, kim viêm sôi trào, cuồng phong càng tăng lên càng hỗn loạn. Giữa cái hố, con đường ở địa tầng đều liên tiếp sụp đổ, bị liệt diễm cuồng phong phá hủy. Khi càng ngày càng nhiều bầy kiến điên cuồng tuôn ra, Khương Phàm liên tiếp phóng xuất ra mãnh hổ, cự tượng, liệp lang các loại thú quyền, điên cuồng phóng thích xuống phía dưới. Hàn Ngạo ở phía sau không cam lòng, cương khí gào thét, phải rồng bạo kích, tràn ngập đất trời kêu gọi bầy kiến hỗn loạn phía dưới. Thiên tinh nghĩ ở trong chủ sào rít gào, thúc giục toàn bộ yêu nghĩ trong sào huyệt dưới đất giết ra ngoài, xử lý người xâm nhập. Khá ổn rồi. Khương Phàm nhắc nhở Hàn Ngạo mau chóng rời khỏi. Thừa dịp liệt diễm cuồng phong còn đang tàn phá bừa bãi, mở thiết lao thanh đồng tiểu tháp ra, đem tộc nhân tử phủ đang phát cuồng ở bên trong liên tiếp được phóng thích đi ra. Từ thiết lao có trọng lực bình thường, đột nhiên xuất hiện tại nơi có trọng lực áp chế hơn 100 lần, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đánh tới địa tầng hỗn loạn, kêu thảm nằm nhoài trong liệt diễm, cuồng phong. Mau trốn đi, nơi này là tổ kiến. Khương Phàm hô lớn một tiếng, chống đỡ trọng áp gấp trăm lần. Điên cuồng huy động hai cánh, chạy trốn về phía không trung. Tổ kiến dưới mặt đất. Khương Phàm, tên hỗn đản ngươi,
ngươi đem ném chúng ta tới nơi này làm đồ ăn sao? Các tộc nhân tử phủ quá sợ hãi, dốc hết toàn lực chống thân thể lên, ngưng tụ tử hồn đao ác chiến với bảy kiến. Liên tiếp hỗn loạn, rốt cuộc cũng đã chọc giận thiên tinh nghĩ bên trong địa tầng, nó rít gào lên rồi rời khỏi chủ sào, tự mình xông ra ngoài. Đầu lĩnh đã xuất hiện, bảy kiến phía ngoài toàn bộ điên cuồng lên, nhào về phía tộc nhân tử phủ. Thật là đi rồi, Khương Phàm coi như có chút bản sự. Cơ Lăng Huyền xuất hiện từ bên trong địa tầng, phóng xuất ra ba bộ bất diệt kim thân, đi theo nàng tiềm nhập vào chủ sào thiên tinh nghĩ. Chủ sào rất rộng rãi, vách đá bằng phẳng sắc lạnh, nhìn vô cùng cứng rắn. Một gốc linh chi cỡ lớn đang ở chính giữa chủ sào, tỏa ra tia sáng mỹ lệ kỳ dị, còn tung bay thuốc bột giống như bụi mù. Linh chi giống như là cây già, sinh trưởng số lượng lớn sợi rễ, trải rộng chủ sào, vung vào trong vách đá cứng rắn. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là linh chi sao? Cơ Lăng Huyền nói thầm một câu, bắt lấy linh chi liền muốn rời khỏi, kết quả lại không có bắt động được. Linh chi giống như là một pho tượng, vô cùng nặng nề. Cơ Lăng Huyền kinh ngạc, ngưng tụ trường đao kim loại sắc bén, chém về phía dưới đáy linh chi. Nhưng, keng, linh chi lại cứng như sắt thép, chẳng những không bị chém đứt, ngược lại khi va chạm lại phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Cái này sao có thể? Sắc mặt Cơ Lăng Huyền hơi biến đổi, lực lượng của mình rõ ràng là mạnh nhất, vậy mà lại chém không đứt một gốc linh chi. Lại lần nữa, Cơ Lăng Huyền hít một hơi, hai tay nắm chắc đao kim loại, toàn lực bổ về phía linh chi. Linh chi oanh minh, kéo theo chủ sào đều đang lay động, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, nhưng ngay cả vết tích cũng đều không có. Không thể nào, khẳng định là có vấn đề. Cơ Lăng Huyền cẩn thận quan sát linh chi, rất nhanh đã chú ý tới sợi rễ. Số lượng những sợi rễ này quá nhiều, mà linh chi bình thường nào có sợi rễ gì? Có thể là linh chi nương tựa theo sợi rễ, cùng địa tầng sâu chuỗi ở một chỗ. Thử một chút, Cơ Lăng Huyền vùng đao kim loại lên, toàn lực chém về một sợi rễ. Sợi rễ rất cứng rắn, cũng chấn khởi tiếng kim loại chói tai, nhưng rõ ràng đã để lại vết tích. Toàn bộ động cho ta, chặt đứt sợi rễ. Cơ Lăng Huyền thét lên ra lệnh ba bộ bất diệt kim thân khác, lựa chọn một sợi rễ, toàn lực chém vào. Thương thương thương. Tiếng va chạm kịch liệt quanh quần chủ sào, cũng chấn động cả vách đá. Thiên tinh nghĩ giết tới bên ngoài, đang muốn chỉ huy bầy kiến phối hợp hành động, liên hợp rảo sát người xâm nhập, lại nghe được sâu trong địa tầng dày đặc tiếng oanh minh. Nó không lo được chém giết ở phía ngoài, lập tức lo lắng phóng tới chủ sào sâu trong địa tầng. Đừng có ngừng, nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyền điên cuồng chém vào sợi rễ, bình quân đều là 10 đao ở hai bên, mới có thể chém đứt một sợi. Cũng may bà có bộ bất diệt kim thân phối hợp, sợi rễ liên tiếp tách ra, tia sáng mỹ lệ cường thịnh của linh chi rốt cuộc cũng bắt đầu ảm đạm. Khi Cơ Lăng Huyền chặt đứt hơn phân nửa thời điểm, bên ngoài chủ sào liền truyền đến thiên tinh nghĩ gào rít. Ngăn nó lại. Cơ Lăng Huyền hét lớn, ngưng tụ lại tàn đao cứng cỏi, sử dụng lực lượng toàn thân, bổ vào bên trên linh chi. Keng. Độ cứng linh chi đã giảm lớn, theo tiếng vang mà đứt. Giống. Thiên tinh nghĩ phát ra tiếng gào thét như dã thú, chấn vỡ con đường, nhào vào chủ sào, đối diện vừa vặn đụng phải ba bộ bất diệt kim thân. Bạo. Cơ Lăng Huyền dứt khoát dẫn nổ ba bộ bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân không có biểu hiện, không có ý thức, nhận lấy chỉ lệnh liên tiếp sải bước phóng tới thiên tinh nghĩ. Thiên tinh nghĩ không nhìn các nàng trùng kích, hình thể nó bất chợt tăng vọt đến kích cỡ tương đương một con voi, toàn thân lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, không thể phá vỡ. Chuẩn bị trực tiếp xé nát mấy tên tiểu bất điểm này, nó vào tới phía trước cướp đoạt linh chi lại. Nhưng, trước một giây va chạm, ba bộ bất diệt kim thân nở rộ lên tia sáng kinh người, thân thể vặn vẹo thành năng lượng vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt. Trong chớp mắt, khí tức kim loại xung quanh bạo động, nhanh chóng tràn vào vòng xoáy. Chủ sào tọa lạc ở bên trong tài nguyên khoáng sản cứng rắn, khí tức kim loại cực kỳ bành trướng, vòng xoáy nhanh chóng cướp đoạt. Mặt ngoài vách đá chủ sào đều nhanh chóng sa hóa. Ngay sau đó, ba vòng xoáy bạo tạc mãnh liệt. Mỗi bộ bất diệt kim thân đều tương đương với toàn bộ linh lực một cái khí hải của Cơ Lăng Huyên, uy lực tự bạo không thua gì Cơ Lăng Huyên. Sau khi trong khí tức kim loại chủ sào bị cướp đoạt, ba vòng xoáy bộc phát uy lực vượt xa lục trọng thiên. Thiên tinh nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạo tạc khủng bố bao phủ,
mặc dù mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tia sáng kỳ diệu, không thể nổ chết, nhưng vẫn là bị khí lãng mãnh liệt cùng khí tức kim loại đánh bay ra mấy trăm mét. Chủ sào lắc lư, ầm vang sụp đổ. Con đường phía ngoài liên miên phá hủy, phạm vi tràn ngập vài trăm mét. Cơ Lăng Huyên, Thiên Tinh Nghĩ đều bị vô tình bao phủ. Nhưng Cơ Lăng Huyên đã sớm chuẩn bị, nàng mạnh mẽ đâm tới, ở trong tầng nham thạch đang sụp đổ, trước khi Thiên Tinh Nghĩ nổi giận giết ra, nàng vọt vào vết nứt hỗn loạn bên ngoài, nhận lấy trọng lực áp chế, phóng lên cao 10 mét, dùng cả tay chân leo lên. Khương Phàm và Hàn Ngạo đều không có rời khỏi vết nứt, đang nằm sấp ở hai bên vách đá phía trên, lo lắng chờ đợi. Đi ra rồi. Khương Phàm, Hàn Ngạo đồng thời lao xuống, nhanh chóng lướt qua 200 mét, bắt lấy Cơ Lăng Huyên. Linh Chi đâu? Lấy được rồi, đi mau, nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyên lo lắng thúc giục, ba bộ bất diệt kim thân lại không thể gây tổn thương cho Thiên Tinh Nghĩ. Con lĩnh chủ này quả nhiên quá đáng sợ. Khương Phàm, đám hỗn đản các ngươi sẽ chết không yên lành. Hỗn độn tử phủ tuyệt tuyệt đối không tha cho các ngươi. Các ngươi chờ ở lại Lạc Trì trọng địa cho kiến ăn đi. Các tộc nhân tử phủ còn đang đau đớn dẫy giụa, sau khi nhìn thấy ba người bọn hắn liền tức giận muốn thổ huyết. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Tinh Nghĩ sắp phát điên rồi. Cơ Lăng Huyên bắt lấy đùi Khương Phàm, lo lắng thúc giục. Cô nặng quá đi. Khương Phàm kéo lấy Cơ Lăng Huyên, điên cuồng đập hai cánh. Hàn Ngạo, người thay ta một hồi. Người mãnh liệt, người mạnh, người kiêu ngạo, tự ngươi kéo đi. Hàn Ngạo không quan tâm mà vỗ hai cánh, điên cuồng xông lên trên, nhưng khoảng cách mấy trăm mét giống như mấy ngàn mấy vạn mét, mãi cũng xông không đến cuối cùng được. Giống. Thiên Tinh Nghĩ trong mặt đất hét lên đầy giận dữ, thổ nguyên lực dưới mặt đất đều bị cuồng dã điều động, giống như dòng lũ lao nhanh mãnh liệt cuốn ra. Thanh thế to lớn, đất rung núi chuyển, cứ như mấy chục dặm đại địa đều đang gầm thét. Cuồn cuộn thổ triều chật ních dưới mặt đất, bao phủ bầy kiến hỗn loạn dưới cái khe, dọc theo không gian vết nứt dâng lên trên. Số lượng lớn yêu nghĩ bị nghiền nát, rất nhiều tộc nhân tử phủ bị dìm ngập. Thiên Tinh Nghĩ phóng tới trong thổ triều, cách rất xa khóa chặt Cơ Lăng Huyên đang thoát khỏi. Nó tiếp cận ta, Khương Phàm ngươi được hay không? Cơ Lăng Huyên kêu lên đầy sợ hãi, dùng cả tay chân bám lấy Khương Phàm, leo đến trên lưng hắn. Phía trước, đến phía trước tới. Khương Phàm dắt Cơ Lăng Huyên vung ra phía trước, kích thích huyết khí toàn thân, điên cuồng vỗ hai cánh. Giống. Thiên Tinh Nghĩ tức giận gào thét, sóng âm bạo động, đại địa sôi trào, vách đá hai bên đều ầm vang sụp đổ, từ dưới lên trên nhanh chóng lan tràn hơn 500 mét. Một ánh sáng quỷ dị lại kinh khủng, từ hai đầu xúc tu bạo tạc ra, xuyên thủng đá vụn đầy trời, đánh về phía Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, ngạnh kháng ánh sáng hủy diệt tới trong nháy mắt. Ầm ầm, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh oanh minh kịch liệt. Thanh chiều chấn ních khắp các vết nứt, ngay cả Khương Phàm cũng đều bị chấn động đến chảy máu cả tai mũi. Trận va chạm cường hãn khiến Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh bay lên mấy chục mét. Nhưng cũng vừa lúc bọn hắn bị đánh ra khỏi vết nứt. Đi ra rồi, hảo tiểu tử, sư tỷ không nhìn lầm ngươi. Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngừng, rời khỏi bách bội cấm khu. Cơ Lăng Huyên kích động kêu to. Tự mình chạy, không biết mình nặng bao nhiêu sao. Khương Phàm ném Cơ Lăng Huyên đi, nhanh chân phóng tới, từng ngụm nhét đậu vàng vào trong miệng. Cho ta chút đậu vàng. Hàn Ngạo theo sát lấy phóng tới, toàn thân đều là mồ hôi. Sau đó không lâu, bách bội cấm khu phát sinh hỗn loạn, một con Thiên Tinh Nghĩ giống như nổi điên đang gào thét, hiệu lệnh toàn bộ bầy kiến đang săn giết thí luyện giả tập kết. Khương Phàm, Cơ Lăng Huyên, cất bước phóng tới, muốn từng ngụm lớn đậu vàng, bổ sung thể năng tiêu hao. Phóng tới hơn 30 dặm trong đêm, trước khi hư thoát, thành công xông ra khỏi bách bội cấm khu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khương Phàm, Cơ Lăng Huyên đứng tại đỉnh núi, nhìn qua bách bội cấm khu oanh động nơi xa xôi. Bọn hắn thở phào, lại chạy ra hơn 10 dặm, chến đến trên núi. Trông coi cho ta. Cơ Lăng Huyên không kịp chờ đợi lấy linh chi ra, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Tiền bối, ngài biết đó là vật gì không? Khương Phàm leo đến đỉnh núi, xua tan liêm đao phi nghĩ đầy trời. Chưa từng gặp qua, nhưng hẳn không phải là linh chi. Đó là cái gì? Đại địa linh túy, linh vật bản thân đại địa thai nghén. Loại vật này hình thái khác nhau,
có hình người, hình thú, hình dược thảo. Hình thái thai nghén có liên quan với hoàn cảnh, cũng có liên quan với năng lượng địa tầng thuộc. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một gốc đại địa linh vật đều ẩn chứa tinh hoa đại địa cực kỳ phong phú, tựa như địa hoàng tinh ngươi tìm được ở vô hồi thánh địa. Gốc linh chi này có thể trưởng thành đến loại quy mô này, thời gian tồn tại chỉ sợ muốn hơn mấy ngàn vạn năm. Mà, địa tầng lạc trùy trọng địa ẩn chứa tài nguyên khoáng sản đại địa phong phú, vừa vặn thích hợp với kim loại linh văn của Cơ Lăng Huyên. Không thích hợp với ta sao? Khương Phàm nhìn không được âm thầm rung động, vị lão tổ tông này quả thực là không gì không biết về dược liệu linh túy. Không thể nói là không thích hợp, nó nếu có thể trưởng thành thành bộ dáng dược tài, đã nói lên có giá trị dược dụng rất mạnh, ví dụ như khỏe mạnh thể phách, nhưng càng thích hợp thể chất kim loại của Cơ Lăng Huyên hơn. Sau khi trời sáng, Cơ Lăng Huyên thuận lợi đột phá cảnh giới, tiến vào thất trọng thiên cực kỳ quan trọng. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, gốc linh chi kích cỡ tương đương cái cối xay này vậy mà chỉ dùng 1/10. Cơ Lăng Huyên ôm linh chi, mắt to sáng rực, chấn kinh, cuồng hỉ, thậm chí còn có chút khó có thể tin. Cây linh chi này đủ cô dùng đến linh hồn cảnh. Khương Phàm cũng thật bất ngờ, không hổ là linh túy đại địa, năng lượng xác thực phong phú. Các ngươi còn cần không? Cơ Lăng Huyên ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nghe rất khách khí, hai cái tay nhỏ lại gắt gao nắm lấy linh chi. Đương nhiên muốn. Hàn Ngạo vừa muốn há mồm, đang Cơ Lăng Huyên đột nhiên đưa ánh mắt bén nhọn nhìn xuống dưới, cuốn quyển đầu lưỡi. Không cần cũng không sao. Ngươi làm sao không ở trước mặt nàng cuồng? Khương Phàm dở khóc dở cười. Hàn Ngạo mắt trợn trắng. Tại lạc trùy trọng địa này ngươi dám cuồng với nàng. Nàng không có nắm lấy cánh tay ngươi, vừa đi vừa về 38 lần. Khụ khụ, không đề cập tới cái này. Nàng thật quăng. Hàn Ngạo khẽ giật mình. Ta nghĩ hắn là lưu manh, quăng 2 lần. Cơ Lăng Huyên lung lay 2 đầu ngón út. Mau đem linh chi chia ra đi. Ngươi có 8, 2 người chúng ta 1 người 1 phần. Khương Phàm thúc giục Cơ Lăng Huyên. Không phải nói không cần sao. Ai nói từ bỏ, chia. Cơ Lăng Huyên buồn bực, cẩn thận từng ly từng tí từ biên giới cắt xuống 2 khối, cộng lại còn không lớn cỡ bàn tay. Tốt. Khương Phàm Hàn Ngạo dở khóc dở cười, lắc đầu, miễn cưỡng tiếp nhận. Chúng ta đi thôi, về thánh địa. Cơ Lăng Huyên hài lòng thu hồi linh chi, nện bước chân vui sướng rời khỏi. Cửa ra vào lạc trùy trọng địa cũng ở khu đầu tiên, cách cửa vào không đến 50 dặm. Nơi này đã tụ tập số lượng lớn tộc nhân tử phủ. 2 con hùng sư màu tím đứng song song ở phía trước nhất, phía trên một con là Ngô Khuynh Thành mang theo ánh mắt lạnh lẽo, ngồi phía trên một con khác là một vị nam tử uy mãnh cao 3m9. Tướng mạo đường đường, oai hùng cơ bắp, một đôi mắt lấp lóe hàn căng. Bộ ngực rộng rãi, có uy lực vạn người khó địch nổi. Hắn chính là tuyệt đại thiên kiêu của hỗn độn tử phủ, bài vị thứ 2 võ hầu bảng, Ngô Kình Thương. Bọn hắn tới. Ngô Khuynh Thành từ xa xa đã thấy được 3 người Khương Phàm đang đi tới. Ở chỗ này chờ 5 ngày, cuối cùng cũng chờ được bọn hắn. Chính là Khương Phàm ném chúng ta tới xảo huyệt thiên tinh nghĩ, 7 huynh đệ đã chết ở nơi đó. Một tộc nhân tử phủ từ tổ kiến trốn ra được trợn mắt trừng trừng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm về phương xa. Thứ không biết sống chết, cũng dám ở lạc trùy trọng địa tính toán tộc nhân tử phủ, sát hại tộc nhân tử phủ. Một tên ếch ngồi đáy giếng ngu xuẩn, tự cho là gia nhập vô hồi thánh địa thì có thể khiêu khích hỗn độn tử phủ chúng ta. Vô hồi thánh địa chỉ có quyền lực ngang với chúng ta tại vương quốc hắc ám, ở thế giới bên ngoài bọn hắn chẳng phải là cái gì cả. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, cũng đều nhúng tay, người của vô hồi thánh địa gần đây rất bành trướng. Ngũ công tử, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn, để bọn hắn biết chênh lệch giữa thánh địa và hoàng tộc, sau đó để vô hồi thánh chủ tự mình đến đòi người. Đúng, để vô hồi thánh chủ tự mình đến, không trả giá một chút thì đừng nghĩ dẫn bọn hắn rời khỏi. Các tộc nhân tử phủ xúc động tức giận, hận không thể ở tại lạc trùy trọng địa này xé sống bọn hắn. Ngô Kình Thương, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo từ xa xa thấy được bóng dáng quen thuộc, thân cao gần 4 mét giống như người khổng lồ, cho dù đang ở bên trong tộc nhân tử phủ cũng cực kỳ đáng chú ý. Hắn chính là Ngô Kình Thương. Khương Phàm cũng chú ý tới nam tử hùng vĩ đang ngồi trên sư tử màu tím, chỉ là ngồi ở chỗ đó mà đã có loại khí thế không giận tự uy, càng có cỗ bá khí quét cả thiên quân hơn. Khương Phàm, quay lại đây.
Ngô Khuynh Thành cách mấy trăm mét hô to. Quay lại đây. Mấy trăm vị tộc nhân tử phủ toàn bộ đều gào thét, tử khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, như ngàn quân hét giận dữ, vạn mã hí vang. Ngô Thiên Đạo đánh không lại, giật dây đưa Hứa Như Lai tới đánh. Hứa Như Lai không có giết chết được ta, lại kéo một đám người đến đánh. Một đám người cũng vẫn không giết chết ta, lại kéo vài trăm người. Khuynh Thành cô nương, người vội vã muốn giết chết ta, là sợ ta leo lên diễn võ trường đại tự tại điện sao? Khương Phàm cười ha hả đi qua. Xem ra ngươi không có lòng tin gì đối với Ngô Kình Thương nhỉ. Tộc nhân tử phủ giận dữ mắng mỏ. Làm càn, chỉ bằng ngươi, ngay cả tư cách sách giày cho Ngũ công tử chúng ta đều không có. Ngô Khuynh Thành hừ lạnh. Tiểu tử thánh địa cuồng ngạo, đây chính là Ngũ công tử hỗn độn tử phủ chúng ta, Ngô Kình Thương. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ sợ ngươi. Nếu không sợ, vậy ngươi chính là lòng dạ nhỏ mọn, ngu xuẩn vô năng. Làm càn, ta chỉ muốn giáo huấn ngươi đã khiêu khích với hỗn độn tử phủ. Nếu ngươi có chút đầu óc, liền biết người hạ chiến thư không phải ta. Nếu như ngươi nói không biết, vậy ngươi chính là không có đầu óc. Huống chi, người chân chính khởi xướng thi đấu khiêu chiến võ hầu, là hỗn độn tử phủ các ngươi. Ta chỉ không rõ, vì sao ngươi nhìn thấy ta liền muốn tính toán ta, nhục nhã ta, thậm chí còn ném Hứa Như Lai vào đây đòi tra tấn ta sát hại ta. Audio điện tử võ tấn bền. Đầu có bệnh đều không giải thích được hành vi không thể tưởng tượng nổi của loại như ngươi đây, trừ phi phẩm hạnh, tinh thần, gia giáo của ngươi, các mặt đều có vấn đề lớn. Khương Phàm ngay cả vào tình thế như lúc này vẫn cưỡng bức đình chỉ Ngô Khuynh Thành đang muốn răn dạy. Ngay cả các tộc nhân tử phủ đều bị sặc nói không ra lời. Khương Phàm có chút ngẩng đầu. Từ khi ta rời khỏi vương quốc hắc ám, tất cả chuyện ta làm đều là đang tự vệ, phản kích, ngươi thừa nhận không? Ta, nếu như ngươi không thừa nhận, chính là ánh mắt ngươi còn có chút vấn đề. Không phải mang tính lựa chọn không nhìn thấy, chính là mắt mù. Ngươi, Ngô Khuynh Thành tức giận đến mức thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Đủ rồi. Giọng Ngô Kình Thương hùng hồn, đưa tay ngăn Ngô Khuynh Thành lại. Ngô Khuynh Thành nuốt ác khí không trôi xuống, chỉ vào Khương Phàm quát tháo. Ngươi đào dược viên chúng ta, cũng coi như phản kích. Không phải phản kích là cái gì? Các ngươi dọa ta cần điều trị. Giao ra đây cho ta. Đều bị thiên tinh nghĩ cướp đi rồi. Ngươi đang dỗ dành cháu trai sao? Ta không giải thích với ngươi, trí thông minh ánh mắt, phẩm hạnh, gia giáo đấy của ngươi đều có vấn đề, nói rất tốn sức. Ta giết ngươi. Tới đi, để tất cả vương quốc hắc ám xem một chút lòng dạ của hỗn độn tử phủ, cũng bởi vì ta muốn khiêu chiến võ hầu. Các ngươi không chỉ có cự tuyệt ta tiến vào lạc trùy trọng địa tu luyện, còn ở lạc trùy trọng địa gây khó khăn đủ đường, cuối cùng đánh không lại, lại kêu gọi vài trăm người đến giết chết ta. Ta nói, đủ rồi. Ngô Kình Thương đưa ánh mắt tiếp cận Ngô Khuynh Thành. Ngô Khuynh Thành thở hổn hển, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm Khương Phàm. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo kinh ngạc trao đổi ánh mắt, tiểu tử này không chỉ có tính tình cuồng, miệng còn rất độc, tiểu cô nương người ta đều bị hắn chọc tức. Không, là đại cô nương. Ngô Kình Thương cảnh cáo Khương Phàm. Ta mặc kệ ngươi là có nguyên nhân gì, ở lạc trùy trọng địa này giết hại tộc nhân tử phủ, phá hư quy củ tử phủ lập xuống, ngươi cũng phải trả một cái giá. Cái giá gì? Đầu tiên ta phải nói trước, để cho ta cưới muội muội của ngươi, tuyệt đối không thể nào, quá đáng ghê tởm. Ngươi chán sống. Ngô Khuynh Thành giận tím mặt. Trong vòng một tháng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Có thể. Đừng có gấp, còn nữa. Nếu như ngươi có thể trở thành võ hầu của vương quốc hắc ám, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu như ngươi không thể, mặc kệ thua ở trên tay người nào, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, đều phải lấy thân phận chiến nô thần phục hỗn độn tử phủ. Sắc mặt Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo hơi biến, chăm miệng một lời. Mơ tưởng. Không phải do các ngươi nói. Ta chỉ có hai điều kiện này, một cái cũng không thể ít, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi lạc trùy trọng địa. Ngô Kình Thương đe dọa nhìn Khương Phàm, không âm thanh sắc câu lệ quát tháo, lại lộ ra uy thế không thể nghi ngờ. Khương Phàm, đừng loạn đồng ý. Hàn Ngạo nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thi đấu khiêu chiến võ hầu lần này đã huyên náo xôn xao,
không có người nào xem trọng Khương Phàm, bao gồm cả hắn. Khương Phàm, đừng hồ nháo, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi làm chiến nô. Cơ Lăng Huyền cũng cảnh cáo Khương Phàm, dưới cái nhìn của nàng Khương Phàm khiêu chiến võ hầu chính là chịu chết, trên đường tới đây đã quở trách hắn vài chục lần. Nàng còn chuẩn bị sau khi về thánh địa, thuyết phục thánh chủ tự mình ngăn Khương Phàm lại, dù phải ném mặt đi trả một chút giá cũng không thể để Khương Phàm thành chiến nô của người khác. Khương Phàm nhún nhún vai, nói. Ngươi có thể từ trên người ta chọn những thứ khác, tùy ngươi. Nhưng mạng của bọn hắn, ta không làm chủ được. Ngô Kình Thương hừ lạnh. Bọn hắn không đồng ý cũng được, vậy thì cứ vĩnh viễn ở lại Lạc Trùy trọng địa đây. Ngô Kình Thương ta không nói có thể, ai cũng đừng nghĩ thả được các ngươi đi, bao gồm cả Ngô Chính Hùng. Khương Phàm quay đầu nhìn Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo. Các ngươi suy nghĩ một chút. Không có cân nhắc, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Cơ Lăng Huyên tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình để trên thân người khác, huống chi cục diện này chắc chắn sẽ thua. Khương Phàm nói. Các ngươi không đồng ý, cũng chỉ có thể ở lại nơi này. Ta chỉ sợ Hỗn Độn Tử Phủ lại ở chỗ này hãm hại các ngươi. Cận kề cái chết cũng không làm nô. Cơ Lăng Huyên quả quyết cự tuyệt. Chẳng may hắn 3 năm vẫn không thả người thì sao? Các ngươi vẫn là phải tin tưởng ta. Cũng là bởi vì không tin ngươi mới không cân nhắc. Khương Phàm quay đầu nhìn Ngô Kình Thương. Bọn hắn đồng ý. Ai đồng ý? Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo giận dữ hét lên. Tốt, các ngươi có thể rời khỏi Lạc Trùy trọng địa. Ngô Kình Thương phất tay ra hiệu. Hừ hừ. Các tộc nhân nhao nhao cười lạnh. Thi đấu khiêu chiến võ hầu mấy trăm năm nay đều không có người nào có thể thành công. Khương Phàm hắn là cái thá gì, thua không nghi ngờ. Vẫn là Ngũ công tử có sách lược, sớm thu cho Hỗn Độn Tử Phủ 2 tên chiến nô. Nếu như Khương Phàm lại thua ở trên tay Ngũ công tử, Hỗn Độn Tử Phủ sẽ có được 3 chiến nô thánh văn, 1 Dực Long, 2 Đại Thừa thánh văn. Không chỉ có nhục nhã Khương Phàm, càng có thể đả kích Vô Hồi thánh địa phách lối. Đi thôi. Khương Phàm đi đến tế đàn không gian ở trước mặt. Cơ Lăng Huyên theo ở phía sau, phẫn uất cảnh cáo Khương Phàm. Khương Phàm, nếu ngươi đem bản cô nương, bán, ta chết đi đều sẽ quấn lấy ngươi. Sợ cái gì, nếu ta thua, ta cũng là chiến nô, ta bồi tiếp các ngươi. Ai muốn ngươi bồi? Tin tưởng ta. Không tin, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Nơi này là Lạc Trùy trọng địa, hạn chế ta phát huy, đài diễn võ không giống như thế. Một mình ta có thể đánh 2 người như ngươi. Ngươi lấy ở đâu ra tự tin? Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã cảm giác ngươi không đáng tin cậy. Hỗn Độn Tử Phủ. Sau khi bọn người Khương Phàm về tới đây lập tức liền đi đến tế đàn lại bị Ngô Kình Thương ngăn lại. Điều kiện của ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi rời khỏi Lạc Trùy trọng địa, nhưng muốn rời khỏi Hỗn Độn Tử Phủ, còn phải tiếp nhận Tử Phủ thẩm phán. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Có ý gì? Ngô Khuynh Thành hừ lạnh nói. Ngươi nói xem là có ý tứ gì? Ngươi hại chết tộc nhân Tử Phủ, dược viên còn bị ngươi phá hư. Cơ Lăng Huyên đều nổi giận. Giao dịch trước đó là gì? Là các ngươi phá hư quy tắc nên phải trừng phạt. Ngô Khuynh Thành hất đầu, mấy trăm tộc nhân Tử Phủ lập tức bao vây bọn hắn. Nơi này không có Lạc Trùy trọng địa trọng lực áp chế, bây giờ bọn hắn có thể phát huy ra 100% thực lực, sẽ không lại sợ 3 tên gia hỏa nóng nảy này nữa. Khương Phàm ha ha cười nói. Không hổ là hoàng tộc, thủ đoạn chơi xấu đều cao minh như vậy. Nói đi, trừng phạt thế nào? Vậy thì không phải là chúng ta có thể quyết định. Theo ta, mang các ngươi kiến thức Hỗn Độn Tử Phủ chân chính một chút, mở mang tầm mắt. Ngô Kình Thương cưỡi hùng sư đang muốn đi sâu vào trong cung điện, phía trước lại đi tới 2 vị tộc nhân. Xin mời Khương Phàm, trở về Vương quốc Hắc Ám. Ngô Khuynh Thành nhíu mày. Chúng ta muốn dẫn Khương Phàm tiếp nhận trừng phạt. Cửu cô nương, đây là mệnh lệnh của thống lĩnh Ngô Chính Hùng. Mặc kệ Khương Phàm ở Lạc Trùy trọng địa đã làm qua cái gì, đều phải thả hắn trở về Vương quốc Hắc Ám. Vì sao? Cụ thể không rõ ràng, tuy nhiên, Phó Điện Chủ Đại Tự Tại Điện, Hướng Vãn Tình vào 3 ngày trước có đến. Đại Tự Tại Điện, bọn hắn cũng xứng nhúng tay vào chuyện Hỗn Độn Tử Phủ. Đều giữ lại ở chỗ này cho ta, không có lệnh của ta. Ai cũng không thể thả bọn hắn đi. Sắc mặt Ngô Kình Thương hơi trầm xuống, cưỡi hùng sư rời khỏi. Khương Phàm lộ ra nụ cười. Ta có thể đến, thì có thể đi. Ngươi an bài.
Ngô Khuynh Thành đưa ánh mắt lạnh lẽo tiếp cận Khương Phàm. Khuynh Thành cô nương, trước khi giao dịch đối với ta không quá công bằng. Như vậy đi, nếu như ta thật có thể thắng, ngươi làm chiến nô, đến Vô Hồi Thánh Địa, được không? Ngươi có thể thắng, ha ha, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ngươi đã tự tin như vậy, có cái gì không dám đánh cược? Khinh thường, ngươi chính là không dám. Ha ha, ngươi thật đúng là đề cao bản thân mình rồi. Ta cam đoan, ngươi không đợi được ngũ ca ta thì đã phải nằm nhoài trên diễn võ trường. Nếu ta thua, mặc kệ thua bởi ai, đều ở trên diễn võ trường dập đầu cho ngươi ba cái. Nếu ngươi thua, giao mệnh của ngươi cho ta, có dám đánh cược hay không? Ngươi có quỷ kế gì? Ta không có quỷ kế, ta có lòng tin đối với mình. Ha ha, ngu xuẩn. Đánh cược hay không? Ngô Khuynh Thành nhìn chằm chằm hắn một hồi. Cược. Khương Phàm cười ha ha. Ngươi là của ta. Đừng phách lối quá sớm, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào cả. Chúng ta đợi xem. Sau đó không lâu, Ngô Kình Thương cưỡi hùng sư trở về, cao giọng thét lên ra lệnh. Đưa Khương Phàm rời khỏi. Ngô Khuynh Thành bực tức nói. Vì sao? Bởi vì, ta nói. Ngô Chính Hùng từ phía sau đi tới, bên cạnh còn đi theo phó điện chủ Đại Tự Tại Điện, hướng Vãn Tình. Khuynh Thành tiểu muội, hỏa khí lớn như vậy sao? Khương Phàm làm sao chọc tới ngươi rồi? Hướng Vãn Tình lượn lờ đến, dáng người hiểu điệu bên dưới áo khoác màu đỏ như máu nửa đậy nửa che, mê người không gì sánh được. Ngô Khuynh Thành bực tức nói. Hắn khiêu khích quy củ Lạc Trùy trọng địa, giết hại tộc nhân tử phủ, còn phá hư dược viên tử phủ, há có thể nói đi là đi. Vừa rồi Kình Thương công tử nói có thể, lại còn muốn thêm hai vị chiến nô làm bồi thường cho hỗn độn tử phủ, như thế vẫn chưa đủ. Hướng Vãn Tình đưa đôi mắt mỹ lệ nhìn nàng, mỹ ý dập dờn, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, muốn làm cho người âu yếm. Đây là khí chất nữ tử tản ra yêu mị từ trong lòng, hết lần này tới lần khác lại đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thật sự là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Rất nhiều tộc nhân tử phủ ở trước mặt nàng đều cảm giác hô hấp không nổi, huyết khí dâng lên, giống như muốn nhịn không được mà quỳ ở trước mặt nàng. Ngô Chính Hùng ra lệnh. Đừng lại hồ nháo, thả người. Vương quốc Hắc Ám là chợ giao dịch siêu cấp, vô cùng quan trọng của hỗn độn tử phủ, bên trong biến ảo khôn lường, gió nổi mây phun, các mặt đều cần được chiếu cố. Bối cảnh Đại Tự Tại Điện càng là không đơn giản, nếu Hướng Vãn Tình tự mình ra mặt, hắn nhất định phải nể tình. Mặc dù hình như Khương Phàm đã cướp đi huyết tinh linh, kim long sâm để hắn đau lòng, nhưng Hướng Vãn Tình đã tự mình cho bồi thường, cũng coi như có thể tiếp nhận. Ngô Khuynh Thành chau mày, bực tức nói. Nàng hứa hẹn với ngài điều kiện gì, hay là câu dẫn ngươi rồi? Ngô Chính Hùng tức giận răn dậy. Làm càn, cút trở về phòng cho ta, giam lại. Tính cách tiểu hài tử Trương Dương có thể thông cảm được, nhưng Trương Dương quá độ cũng cần dạy dỗ. Hướng Vãn Tình giọng dịu dàng cười khẽ, liếc mắt nhìn Ngô Khuynh Thành, sau đó lại đi đến trước mặt Khương Phàm. Đi theo ta. Khương Phàm hướng Ngô Chính Hùng ôm quyền, đi theo Hướng Vãn Tình rời khỏi. Sao ngươi lại mời nàng tới? Cơ Lăng Huyên theo sát tại phía sau Khương Phàm, có chút khó tin. Tiểu gia hỏa này lại có bản lĩnh như thế, lại có thể mời được vị yêu nữ Đại Tự Tại Điện này. Mị lực. Không cần cái mặt. Cô không hiểu. Ngươi hiến thân, đồ lưu manh, biến thái, cách ta xa một chút. Khóe mắt Khương Phàm kéo ra, đi đến mê vụ trước mặt. Ngô Khuynh Thành phẫn uất nhìn bọn hắn rời khỏi, bỗng nhiên thầm nghĩ. Hứa Như Lai còn trên tay Khương Phàm. Ngô Kình Thương nói. Đem tin tức đưa cho Chí Tôn Kim Thành, để bọn hắn thương lượng cùng Khương Phàm. Ngô Chính Hùng nhắc nhở Ngô Kình Thương. Ngươi tiếp tục bế quan, nghĩ cách đột phá đến 300.000 cực cảnh. Tên Khương Phàm này không đơn giản, người tuyệt đối không thể chủ quan. Có gì không đơn giản, có thể thắng chiến Phật, Hàn Ngạo, không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Ngô Kình Thương ta. Ngô Kình Thương không phải cao ngạo, mà là tự tin. Chỉ là đệ tử thánh địa mà thôi, có thể mạnh tới đâu chứ? Huyết mạch, lực lượng Ngô Kình Thương hắn, hoàn toàn có thể so sánh Chí Tôn Thánh Văn. Hắn có thể mời Hướng Vãn Tình đến, Hướng Vãn Tình lại cực lực đảm bảo. Liền có thể nói rõ vấn đề. Ngô Chính Hùng cũng không biết cụ thể Khương Phàm đặc biệt chỗ nào, nhưng có thể từ trong giọng nói của Hướng Vãn Tình cảm nhận được Đại Tự Tại Điện khá coi trọng Khương Phàm.
Hướng Vãn Tình còn đặc biệt thận trọng nhắc nhở, Ngô Kình Thương nhất định phải dùng toàn lực ứng phó mới có thể ngăn chặn Khương Phàm. Lời này ý vị sâu xa, cũng có nghĩa Hỗn Độn Tử Phủ tuyệt đối phải coi trọng Khương Phàm. Ngô Chính Hùng nhìn Ngô Kình Thương vẫn còn có chút thờ ơ, lại cảnh cáo nói. Xốc lại tinh thần cho ta, thi đấu khiêu chiến võ hầu đã tấu bẩm tộc trưởng. Người chỉ nói một câu, Hỗn Độn Tử Phủ không thể nào giao Bất Tử Thiên Bia ra, càng không thể bị một hài tử thúc đẩy. Ngươi chỉ có thể thắng, không thể nào thua, nếu không, hậu quả. Chính ngươi gánh chịu. Ngữ khí Ngô Chính Hùng rất nghiêm túc, dựa theo tộc quy, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay vào quá trình trưởng thành của bọn nhỏ. Mặc kệ là phách lối, hay là hồ nháo, đều là trải qua, đều là trưởng thành. Nhưng, thi đấu khiêu chiến võ hầu rõ ràng đã thay đổi tính chất, nếu thật là thất bại, toàn bộ lực lượng Hỗn Độn Tử Phủ đều sẽ bị người nắm chặt. Nếu như không tuân thủ theo, không chỉ có rất khó bảo trụ địa vị tại Vương quốc Hắc Ám, sẽ còn có thêm một cường địch như Đại Tự Tại Điện. Các ngươi trở về đi, ta có chút chuyện phải xử lý. Khương Phàm vừa trở lại Vương quốc Hắc Ám liền vội vã rời khỏi, chạy thẳng đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Tiểu gia hỏa này, ngay cả câu nói cảm ơn cũng đều không có, ta đây phải trả giá đắt mới đem ngươi ra được đấy. Hướng Vãn Tình cười nói lại lắc đầu, ngữ khí trách cứ, ánh mắt lại hiện ra sáng rực. Tiểu gia hỏa này, hình như lại mạnh lên. Cáo từ. Cơ Lăng Huyên và Hàn Ngạo lần lượt cáo lui, bọn hắn cũng không nguyện ý ở cùng nữ tử nhiều quỷ bí này. Hướng Vãn Tình gọi hắn bọn họ lại. Nhắc nhở Khương Phàm, chuẩn bị cẩn thận, Vương quốc Hắc Ám đã tới mấy gia hỏa đặc biệt. Có bao nhiêu đặc biệt? Cơ Lăng Huyên dừng lại, nhìn qua Hướng Vãn Tình. Ngô Kình Thương đã đặc biệt, còn có người đặc biệt hơn sao? Thi đấu khiêu chiến võ hầu còn đánh thế nào? Rất đặc biệt. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, cười nhẹ nhàng rời khỏi. Nghị công tử, phong trần mệt mỏi từ chỗ nào đến đây? Người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo tự mình tiếp đãi Khương Phàm. Khương Phàm nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói. Ta muốn cùng các ngươi làm giao dịch bí mật, không biết có tiện hay không? Người phụ trách cười nói. Nhìn ngươi nói, chỉ cần đem em mờ minh mộc cho chúng ta. Giao dịch gì cũng đều có thể. Ta không phải ra bán em mờ minh mộc. Vậy là ngươi. Ta ở chỗ này có hai bảo bối, cùng các ngươi giao dịch tài liệu luyện chế Tử Lân Dược tam phẩm, ít nhất phải cam đoan số lượng 20 bộ. Bảo bối gì? Các ngươi đồng ý trước, ta lại đem đồ cho các ngươi. Nghị công tử, phương thức làm ăn này của ngươi rất mới lạ đó. Hai bảo bối của ta có thể để các ngươi cảm thấy khó giải quyết lại khiếp sợ. Nếu như các ngươi dám bán, khẳng định sẽ kiếm một món hời, coi như không bán chỉ, cũng có thể kiếm được một phần nhân tình. Tóm lại, các ngươi sẽ không lỗ vốn. Ngươi không ngại nói thẳng, nếu quả thật có giá trị, chúng ta nguyện ý ra giá cao. Nếu như không đạt được nhu cầu của chúng ta, ngươi có thể đưa tới trong điện để bán ra. Không không không, tại trong Vương quốc Hắc Ám này dám muốn có bọn nó, chỉ có Nguyệt Hoa Thiên Bảo các ngươi. Ngươi nói như vậy. Ta thực sự còn có chút tò mò. Đánh cược hay không? Không phải, có mua hay không? Nếu như đổi thành người khác, khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu là Nghị công tử tự mình đến giao dịch, ta liền tự tiện chủ trương, mua. Nam tử nói bóng gió, chúng ta đây không phải mua bảo bối của ngươi, mà là bán nhân tình cho ngươi. Nhắc nhở Khương Phàm ngày nào đó bán ra em mờ minh mộc, ưu tiên cân nhắc Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Thành giao, các ngươi sẽ không hối hận. Khương Phàm cười búng tay một cái, ý thức lập tức trao đổi với Thanh Đồng Tiểu Tháp. Một cỗ sát khí âm trầm mãnh liệt lao ra, thiết lao vặn vẹo ầm vang mở ra, hai sợi xiềng xích quấn quanh chiến Phật, Thánh Phật đang hôn mê bất tỉnh ném ra ngoài. Nụ cười của nam tử nho nhã từ từ cứng ở trên mặt, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Nhưng không phải là bởi vì đột nhiên vung ra tới Hứa Như Lai, mà là Thanh Đồng Tiểu Tháp ở cổ áo Khương Phàm, còn có hắc khí cuồn cuộn, cửa nhà lao vặn vẹo. Hứa Như Lai, một đôi. Khương Phàm cười ha hả ném Hứa Như Lai ra ngoài. Hai gia hỏa này quá khó giải quyết, nếu như cứ giam giữ như vậy, khẳng định không thích hợp, nói không chừng lúc này Ngô Khuynh Thành đã phái người đến thông báo Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành nhận được tin tức, tất nhiên sẽ đến Vô Hồi Thánh Địa đòi người. Lấy tình cảnh Vô Hồi Thánh Địa bây giờ, ngoại trừ buộc hắn thả người, không có lựa chọn thứ hai. Nếu như hắn tự mình đem Hứa Như Lai đến Chí Tôn Kim Thành tặng người, cũng không thực tế,
bọn hắn khẳng định trước tiên sẽ giữ hắn lại. Cho nên muốn đến muốn đi, Khương Phàm đã nghĩ đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, trước khi tin tức còn chưa có gây nên oanh động, thừa cơ ra tay, kiếm một món hời. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lường gạt hiểm nghi. Nam tử thật sâu nhìn Khương Phàm. Nghị công tử. Chúng ta thật sự là có duyên phận đó. Có ý gì? Người, chúng ta nhận, vật liệu, trong vòng một tháng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thống khoái, không hổ là làm ăn lớn, chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến. Sau khi Khương Phàm liên tục nói lời cảm ơn, liền bước nhanh rời khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, sợ nam tử đổi ý. Nam tử ngồi ở bên trong điện, thất thần nhìn Khương Phàm rời khỏi phương hướng, thật lâu không thể nào bình tĩnh. Thái cổ, thông thiên tháp. Đó là thái cổ trọng khí bọn họ khổ tìm nhiều năm. Vậy mà bây giờ lại xuất tại vương quốc hắc ám này, ở vùng đất hoang này. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc có thân phận gì? Người đâu? Giọng nam tử hơi trầm xuống. Một bóng người như ma quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, thông bẩm lão tổ, phát hiện thái cổ trọng khí, thái cổ thông thiên tháp, xin mời lão tổ phái người nghiệm tra. Ngoài ra, nam tử trầm ngâm sơ qua, phân phó nói. Xin mời thánh thú Hoàng Kim Dương, đích thân tới vương quốc hắc ám, kiểm tra thân phận thực hư của kẻ này. Khương Phàm trở lại thánh điện của vô hồi thánh địa. Nơi này vô cùng quạnh quẽ, ngoại trừ người trông coi cần thiết ra, còn lại toàn bộ đều đã rút khỏi vương quốc hắc ám, ở bên ngoài cảnh giác ly hỏa thánh địa. Hàn Ngạo đã chạy đến trong diễn võ trường bế quan, thích ứng thay đổi mà Kim Long Sâm mang tới. Cơ Lăng Huyên thì đi thẳng đến vương quốc hắc ám, chạy tới vô hồi thánh địa tiếp nhận đại hoang loạn thiên ấn. Huyết mạch của ngươi kích phát rất tốt, linh hồn cũng có trưởng thành, muốn đột phá cảnh giới rất dễ dàng, nhưng từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên cực kỳ quan trọng, tốt nhất là ngươi dùng phương thức tăng cường linh nguyên linh văn, ví dụ như dùng cửu chuyển linh nguyên đan. Đan Hoàng rất xem trọng Khương Phàm đã đột phá, tự mình cho chỉ điểm. Thời điểm như bây giờ, đến đâu tìm nhiều linh cầm như vậy? Đại hoang, dùng thực lực săn giết linh cầm tôi luyện, dùng linh cầm luyện chế cửu chuyển linh nguyên đan, thai nghén linh văn linh nguyên. Nhất cử lưỡng tiện. Ý kiến hay. Khương Phàm lập tức chạy vào trong diễn võ trường thánh điện, tìm được Hàn Ngạo đang bế quan. Đi, bồi chủ tử đi ra bên ngoài đùa giỡn một chút. Ta đang bế quan. Ai bảo ngươi bế quan không phải kìm nén. Đến bên trong đại hoang mật lâm chém giết cùng yêu thú mới là biện pháp tốt để kích phát tiềm lực. Ngươi là sợ chết tại nơi đó không ai nhặt xác cho ngươi, cho nên mới tìm ta bồi tiếp. Ta là đang cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng ta một lần, dù chỉ là một lần, ta lập tức giải trừ hiệp nghị chiến nô với ta cho ngươi. Ngươi khẳng định, nói lời giữ lời. Khương Phàm cảm giác mình săn giết linh cầm quá chậm, mang Hàn Ngạo theo cũng rất không tệ. Mà tính tình Hàn Ngạo hoang dã, thực lực lại mạnh, sẽ là người bồi luyện rất tốt. Tốt. Đây chính là tự ngươi nói. Đáy mắt Hàn Ngạo lấp lóe tinh mang, lộ ra nụ cười gằn. Kim Long Sâm không chỉ có tăng lên cảnh giới của hắn, còn kích phát tiềm lực huyết mạch, bây giờ hắn đã mạnh xa mấy lần so với trước đó. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng cụ thể mình đã mạnh đến mức nào. Đúng lúc Khương Phàm chính là bia ngắm luyện tập. Sau khi bọn hắn cùng chào hỏi với người trông coi trong thánh điện xong liền rời khỏi vương quốc hắc ám, chạy thẳng đến rừng rậm đại hoang. Sau đó không lâu, Khương Phàm săn giết một con địa thứ thích dịch rắn mối ở ngay trước mặt Hàn Ngạo luyện hóa thành huyết đan, linh đan, cùng hồn đan. Ngươi nếm thử xem. Khương Phàm đem huyết đan đưa cho Hàn Ngạo. Ngươi muốn hạ độc chết ta. Hàn Ngạo nhìn huyết cầu to như nắm đấm, âm thầm cảnh giác, sẽ không phải là hỗn đản này mang hắn ra ngoài để hại đấy chứ. Có khả năng. Gia hỏa này không phải người tốt gì. Không nên nghĩ ta nhỏ hẹp như vậy. Đây là huyết đan. Tinh hoa huyết nhục của yêu thú hoàn toàn được ngưng tụ trong này, ăn được một viên như là nuốt sống một con mãnh thú, sẽ ở trong thời gian ngắn bổ sung tiêu hao. Mà, huyết đan còn có thể tẩm bổ huyết mạch của ngươi, khỏe mạnh gân cốt, rất nhiều chỗ tốt. Tại sao phải cho ta? Chúng ta đi ra ngoài là lịch luyện, ngoại trừ luận bàn với nhau, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Hắc hắc. Giúp ta bắt mãnh cầm linh nguyên cảnh, càng nhiều càng tốt. Sau đó thì sao? Ta cần dùng bọn chúng luyện đan, trùng kích linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Nguyệt Hoa Thiên Bảo.
sau khi Chí Tôn Kim Thành nhận được tin tức, lập tức chạy tới Nguyệt Hoa Thiên Bảo đòi người. Một nam tử dáng dấp hiên ngang ngồi vào trước mặt người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo, ngữ khí không hề thân thiện chút nào. Đông Hoàng Thánh Kiệt, ngươi thật đúng là to gan, cái gì cũng dám thu. Nam tử thản nhiên nói. Ta không thay các ngươi thu, Chí Tôn Kim Thành muốn lấy lại Hứa Như Lai cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ha ha, Vô Hồi Thánh Địa bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ta để bọn hắn thả người, bọn hắn không thả cũng phải tha. Khương Phàm sau khi rời khỏi Hỗn Độn Tử Phủ trước tiên đã liền đến nơi này, không làm kinh động bất cứ kẻ nào, xem như bảo toàn mặt mũi cho Chí Tôn Kim Thành các ngươi. Ngươi, các ngươi có thể trực tiếp mang đi, chúng ta không cầm lấy đi bất cứ thù lao gì, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta có được tin tức, hình như các ngươi đang suy nghĩ điều Hứa Thiên Kỳ đến Vương quốc Hắc Ám, dự thi võ hầu bảng. Tin tức của ngươi ngược lại là rất linh thông. Điều kiện của chúng ta là, Hứa Thiên Kỳ không được tham gia tranh bá thi đấu võ hầu. Ha ha, ngươi nói không thể thì sẽ không thể. Ngươi là cái thá gì? Nam tử hừ lạnh, đáy mắt lấp lóe tia sắt lạnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt không buồn không giận, lạnh nhạt nói. Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, xem như đã làm trái quy tắc. Chí Tôn Kim Thành các ngươi không phải còn có hai đại thừa Thánh Văn sao? Có thể cân nhắc bọn hắn. Muộn rồi, Hứa Thiên Kỳ đã tới Vương quốc Hắc Ám, bắt đầu từ ngày mai sẽ đến Đại Tự Tại Điện cạnh tranh xếp hạng. Nếu như Ngô Kình Thương Hàng không nổi tên Khương Phàm này, Hứa Thiên Kỳ sẽ đích thân ra tay. Nếu như Ngô Kình Thương thắng, Hứa Thiên Kỳ cũng sẽ tự mình ra tay, tranh đoạt tên võ hầu. Nam tử cười lạnh hai tiếng, đứng lên nói. Không thể trách chúng ta đem Hứa Thiên Kỳ điều đến, là Đại Tự Tại Điện sửa lại quy củ, người nào thắng liền có thể trở thành võ hầu, còn có thể tiếp nhận bốn khối bất tử thiên bia. Vương quốc Hắc Ám nghênh đón náo nhiệt. Quy tắc thay đổi, khối bất tử thiên bia thứ tư xuất hiện, đều khiến cho các phe hứng thú. Đây đã không còn là Khương Phàm khiêu chiến thi đấu, mà là siêu cấp thiên tài Vương quốc Hắc Ám cùng hưởng thịnh hội. Cho nên trong khoảng thời gian này trên diễn võ trường Đại Tự Tại Điện liên tiếp xuất hiện, người mới cũng tự nhiên khiến cho các phương chú ý tới. Xếp hạng, một đời trước, bên trên võ hầu bảng liên tiếp bị thay thế, số lượng lớn cường giả thất trọng thiên đội lên phía trước. Dựa theo quy tắc để tính, lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này khẳng định là sẽ sinh ra võ hầu. Võ hầu đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám sẽ rơi vào nhà ai đây? Chờ mong, quá chờ mong. Ai tiếp quản võ hầu thì sẽ có được tư cách chi phối tứ đại thế lực, ngẫm lại cũng làm người ta thật kích động. Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, khẳng định rất có khí thế, bọn hắn không chỉ muốn tranh tên võ hầu, còn muốn phòng ngừa mình bị chi phối. Đại Tự Tại Điện muốn vào 3 ngày trước khi bắt đầu khiêu chiến thi đấu thì mở đánh cược, cược Khương Phàm có thể kiên trì mấy trận khiêu chiến, cược Khương Phàm có thể trở thành võ hầu hay không, cược ai có thể trở thành võ hầu. Trận đánh cược lần này chỉ lấy cực phẩm tinh thạch, mặc kệ áp vào ván nào cũng đều phải từ 10 khối trở lên. Nếu như có thể dự đoán được ai là võ hầu, Đại Tự Tại Điện sẽ trọng thưởng. Phần thưởng chính là ngươi đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo tùy tiện chọn, mặc kệ là cái gì, đều do Đại Tự Tại Điện phụ trách giao dịch. Đánh cược Khương Phàm có thể trở thành võ hầu hay không, giá trị trả về tới gấp trăm lần. Bây giờ còn chưa vội, xem trước biểu hiện những đám thiên tài mới xuất hiện kia một chút. Bên trong khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài bí mật. Thời điểm các phương đang nghị luận ầm ĩ, một tin tức càng kinh người hơn từ Đại Tự Tại Điện truyền ra. Khương Phàm cùng Hỗn Độn Tử Phủ ký kết giao dịch điều kiện mới, nếu như Khương Phàm không thể nào kiên trì đến cuối cùng, Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo của Vô Hồi Thánh Địa sẽ lấy thân phận chiến nô, vĩnh viễn thần phục Hỗn Độn Tử Phủ. Nếu như Khương Phàm thắng được tranh tài, Ngô Khuynh Thành sẽ lấy thân phận chiến nô, thần phục Khương Phàm. Vĩnh viễn, không được sửa đổi. Các phương khiếp sợ không thôi, Khương Phàm ở đâu ra lực lượng đánh cược cùng Hỗn Độn Tử Phủ như vậy? Đây là tự phụ, hay là tự tin? Nếu như thua, Cơ Lăng Huyên và Hàn Ngạo đều phải về Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tân Sinh Vô Hồi Thánh Địa chẳng phải là đã phế đi. Khương Phàm không để ý đến oanh động bên trong Vương quốc Hắc Ám, hắn hoàn toàn đắm chìm trong săn giết tại Đại Hoang. Ban ngày săn giết mãnh cầm, liều mạng tranh đấu. Luận bàn cùng Hàn Ngạo, cuồng dã ngạnh chiến. Ban đêm ngồi trước tượng đá cảm ngộ, thuận tiện nghe Hàn Ngạo giải thích tình huống Vương quốc Hắc Ám càng chi tiết hơn. Mặc dù Hàn Ngạo liên tiếp khiêu chiến đều bị Khương Phàm ngăn chặn,
nhưng kiêu ngạo tận trong xương tủy để hắn vĩnh viễn không chịu thua, mỗi lần chém giết đều ứng phó đến toàn lực, đến điên cuồng. Sau 20 ngày, Khương Phàm luyện chế thành công ra 9 viên cửu chuyển linh nguyên đan, dùng mãnh cầm đều trong khoảng linh nguyên cảnh lục trọng thiên, thậm chí còn tập hợp đủ 9 con mãnh cầm thất trọng thiên, luyện chế ra cửu chuyển linh nguyên đan càng mạnh. Ngươi có thể luyện cho ta mấy viên cửu chuyển linh nguyên đan hay không? Sau khi Hàn Ngạo nghe Khương Phàm giới thiệu về linh nguyên đan xong, rốt cuộc cũng động tâm. Cửu chuyển linh nguyên đan lại còn có thể tầm bổ linh nguyên linh văn, nếu dùng lâu dài, chẳng phải Khương Phàm có hy vọng trùng kích chí tôn thánh văn sao? Khương Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Cửu chuyển linh nguyên đan của ta là nhằm vào thú linh văn. Ta cũng là thú linh văn. Ta đây là nhằm vào thú linh văn loại linh cầm. Ngươi bắt chút địa thú, luyện địa thú linh nguyên đan. Tại sao ta phải giúp ngươi luyện? Ta là sư huynh của ngươi. Sư huynh của ta tại Vô Hồi Thánh Địa rất nhiều người, ta cũng đều được giúp đỡ luyện linh nguyên đan. Chúng ta không giống với như thế. Chúng ta chỗ nào không giống? Chúng ta. Khương Phàm cười cười phất tay. Chờ ngươi nói ra 10 điểm không giống, ta sẽ giúp ngươi luyện. Hàn Ngạo buồn bực ngồi vào bên cạnh. Tên điên này thiên phú cao, thực lực mạnh, còn có thể tự cấp tự túc luyện đan. Thất trọng thiên, bắt đầu. Khương Phàm triển khai 9 viên linh nguyên đan, đầy lòng mong đợi chuẩn bị bế quan. Lúc này, một tiếng gáy to mát lạnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, sau khi xoay trên đầu bọn hắn một lát, lại phóng thẳng tới. Hàn Ngạo đứng dậy, nhìn qua giữa không trung. Không cần khẩn trương, là Hoàng Kim Sư Thứ Thú. Hoàng Kim Sư Thứ Thú chở một nam tử trung niên, hạ xuống trước mặt bọn hắn. Hàn Ngạo nói, Vương Lang trưởng lão. Làm sao người lại tới đây? Ta tới tìm Khương Phàm, nghe nói các ngươi lịch luyện tại khu rừng này. Vương Lang xoay người xuống tới, đi đến chỗ Khương Phàm. Là thánh chủ nhờ ta tới. Bọn người Thương Hàn Nguyệt vào 20 ngày trước đã thuận lợi trở về Vô Hồi Thánh Địa, Tiểu Phượng Mộ tiếp nhận đan dược và địa hoàng tinh, thành công thăng hoa linh văn. Tinh thần Khương Phàm đại chấn. Kim cương thú văn của hắn có thay đổi sao? Đan dược. Hay là viên đan dược truyền kỳ kia? Hàn Ngạo rốt cuộc cũng biết được bọn hắn lấy ở đâu ra lòng tin tìm kiếm thổ hệ thánh linh văn, thì ra là dùng đan dược truyền kỳ thúc thăng. Tuy nhiên, Tiêu Phượng Mô là ai? Bằng hữu Khương Phàm sao? Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Vương Lang lộ ra một nụ cười. Có thay đổi, hoặc có thể nói chính là thay đổi phi phàm khó có thể tin được. Kim cương thú văn, biến thành kim cương bỉ mông thú văn. Kim cương bỉ mông. Ngài xác định, kiểm tra rồi sao? Hàn Ngạo la thất thanh. Địa hoàng tinh quả nhiên có hiệu quả. Đan hoàng cũng đều rất bất ngờ, vậy mà lại có thể kích phát ra một siêu cấp huyết mạch như thế. Chính là kim cương bỉ mông. Thánh chủ đã tự mình xác định, kim cương bỉ mông là vương giả trong thú tộc bỉ mông, gần với hoàng kim bỉ mông cùng tử tinh bỉ mông. Vương Lang rất kích động, bỉ mông thú là một trong chiến thú khổng lồ nhất lục địa, có thể nuốt núi cao. Lật tung đại địa, một khi nổi giận bạo tẩu, vạn thú đều phải tránh lui. Cực ít có người nào có thể sinh ra thú linh văn như thế này. Đây quả thực là kỳ tích. Tốt thay cho một tên Tiêu Phượng Mô, thật là đã không để ta thất vọng. Toàn thân Khương Phàm nổi lên cơn sóng nhiệt, đây đúng là thay đổi cực kỳ to lớn. Không chỉ là công lao của địa hoàng tinh, càng quan trọng hơn vẫn là nhờ có đan dược kích phát. Vương Lang nói. Thánh chủ nói. Tin tức tốt này nhất định phải thông báo cho ngươi trước tiên. Tiêu Phượng Mô cũng muốn tự mình đến cảm tạ, nhưng linh văn hắn vừa thăng hoa, thánh chủ giữ hắn lại tự mình nuôi dưỡng. Khương Phàm cười thật tươi, ở lại bồi dưỡng liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận đại hoang táng thiên ấn. Vậy là bây giờ chỉ thật thiếu mỗi một hệ thánh văn. Sau khi Hàn Ngạo rung động, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. Thánh thú linh văn kim cương bỉ mông hoàn toàn có thể so sánh với rực long hắn đây. Nếu như mình lại không liều mạng trưởng thành, có lẽ thật sẽ bị rơi ở phía sau. Vương Lang nói, tin tức tốt đã đưa đến, thánh chủ còn có răn dạy, ngươi cũng phải tiếp thu. Nàng đối với việc ngươi tự mình đem Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo ra làm giao dịch vô cùng bất mãn, còn đối với chuyện ngươi đùa giỡn Cơ Lăng Huyên, đùa nghịch Lưu Manh, càng bất mãn. Mặt Khương Phàm đen lại, ta đùa giỡn Cơ Lăng Huyên, nhà đầu chết tiệt kia thực có can đảm nói. Còn có. Thánh chủ đối với chuyện ngươi tự mình tiếp xúc hướng vãn tình, cũng rất bất mãn.
ta tiếp xúc Hướng Vãn Tình. Khương Phàm kỳ quái, bất mãn hắn làm giao dịch còn có thể thông cảm được, nhưng Hướng Vãn Tình thì thế nào? Thánh chủ để cho ta nói với ngươi, thi đấu khiêu chiến võ hầu, ngươi chỉ phép thành công không cho phép thất bại. Vương Lang lấy ra một cái hộp gấm, giao cho Khương Phàm. Đây là thánh chủ đưa cho ngươi, nói có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đây là cái gì? Thánh chủ từ vạn hỏa pháp tràng của Ly Hỏa Thánh Địa thuận tay lấy đi thánh viêm, đại địa thú linh viêm. Đại địa thú linh viêm. Khương Phàm ngạc nhiên tiếp nhận hộp gấm, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Trước đó đã nghe Đan Hoàng giới thiệu qua các loại thánh viêm, đây không thể nghi ngờ chính là một trong những thánh viêm mà Khương Phàm mong đợi nhất. Đại địa thú linh viêm có được năng lực thay đổi cực mạnh, tựa như là thú linh thai nghén từ dung nham trong lòng đất, không chỉ có được nhiệt độ cực cao, càng có được lực tàn phá kinh khủng. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì Đan Hoàng đã từng nói, tu luyện đại địa thú linh viêm cùng với vạn thú thiên hoàng quyền của hắn mới là tuyệt phối. Từ Ly Hỏa Thánh Địa thuận tay mang đi. Hàn Ngạo lắc đầu, thánh chủ chính là thánh chủ. Có được ba cái, hai cái khác quá mạnh, sợ ngươi hàng không nổi, trước hết đưa cái này tới. Vương Lang nhìn bộ dáng Khương Phàm kích động, âm thầm rung động, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là thánh văn gì, lại còn có thể thôn phệ thánh hỏa khác. Nếu như lại nuốt hai cái còn lại, chẳng phải sẽ muốn trùng kích chí tôn thánh văn sao? Thay ta cảm ơn thánh chủ. Khương Phàm phấn chấn lại rung động, trách không được từ lúc bắt đầu thánh chủ đều rất bình tĩnh, đối với chuyện mình khiêu chiến võ hầu, thì ra đã sớm chuẩn bị cái này. Nếu như ngươi có thể tranh đến tên võ hầu, chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với thánh chủ. Vương Lang vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới. Thánh chủ còn để cho ta chuyển một câu, gần đây thánh địa bận việc ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa xâm lấn, điều không ra bao nhiêu người đến đại tự tại điện thay ngươi trợ uy, ngươi đừng có oán giận. Đại địa thú linh viêm. Khương Phàm mở hộp gấm nặng nề lên, một cỗ liệt diễm nóng nảy mãnh liệt phóng ra, chấn động đến hộp gấm đều đang lắc lư. Liệt diễm cuồn cuộn, ánh sáng đỏ hồng, chiếu rọi rừng rậm. Liệt diễm giống như dung nham lao nhanh, huyễn hóa thành bộ dáng cự thú uy nghiêm. Nhiệt độ cao vặn vẹo dữ tợn. Hỏa thú phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, rung động dãy núi, kinh dị vạn thú. Giống như mãnh thú chân thật tản ra thú uy kinh khủng. Trong hộp gấm, một sợi xích viêm đang nóng nảy trùng kích, nhìn như yêu hầu, sau lưng lại mọc lên hai cánh, gương mặt cực kỳ dữ tợn, cái đuôi lay động càng giống như hỏa xà đang phun hỏa tín. Hàn Ngạo, giúp ta trông coi. Khương Phàm mở hai tay ra, vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt thú linh viêm tràn vào kinh mạch, hội tụ khí hải. Chu Tước gáy to, tắm rửa xích viêm vẩy xuống đầy trời. Khí hải vàng óng ánh nhanh chóng bị ánh sáng đỏ hồng bao phủ, như đang muốn biến thành thế giới dung nham. Thật may mắn khi đã ăn kim long sâm, nếu không phải vậy, trong một đời mới của Vô Hồi Thánh Địa, chỉ sợ ngay cả năm vị trí đầu mình cũng không thể nào vào được. Nỗ lực lên, Hàn Ngạo, ngươi là Dực Long cao ngạo, ngươi là Thiên Long bay trên trời cao. Hàn Ngạo yên lặng ủng hộ bản thân mình, đi đến bên ngoài thay Khương Phàm trông coi. Đại địa thú linh viêm dần dần dung nhập vào Khương Phàm, mang đến thể nghiệm phi phàm, cũng mang đến trí nhớ mơ hồ. Chủ nhân của nó chính là người đã từng là truyền nhân thiên tài của Ly Hỏa Thánh Địa, Đại Thừa Thánh Văn, Niết Bàn Cảnh. Nhưng không đợi đến khi khai phát tiềm lực thân thể toàn diện, cũng bởi vì ngoài ý muốn mà chết thảm, hóa thân đại địa thú linh viêm, vĩnh viễn phong tồn tại vạn hỏa pháp tràng. Bởi vì tuổi tác quá lâu, năng lượng đại địa thú linh viêm cũng đã kém xa 1%, ngay cả ký ức còn sót lại cũng đều rất mơ hồ. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, đã đầy đủ. Trước khi trời tối, Khương Phàm hoàn toàn hòa tan đại địa thú linh viêm vào thân thể, sau đó giấu đến dưới đất, bắt đầu bế quan chiều sâu. Bởi vì tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền, đại địa thú linh viêm dung hợp đã gây nên thay đổi kỳ diệu. Mãnh hổ quyền, cự tượng quyền các loại quyền pháp, vậy mà lại từ bên trong ý thức hải hiện ra hình dáng tương tự, còn tạo thành liên hệ với linh văn. Khương Phàm có cảm giác, chỉ cần ý thức hắn khẽ động liền có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ ra thú quyền tương ứng, mà uy lực lại còn cao lớn hơn trước đó mấy lần. Nếu như không thể lấy được tên võ hầu, ta đều có lỗi với cơ duyên trong khoảng thời gian này. Hai ngày sau Khương Phàm đã đột phá, tiến vào thất trọng thiên, cảm giác tuyệt vời trước nay chưa có để hắn tràn đầy kích tình cùng tự tin. Chu Tước linh nguyên trong khí hải biến thành xích hồng sắc, màu đỏ hồng kim viêm thú văn cũng xuất hiện thay đổi vi diệu.
Thần kỳ nhất chính là bên trong ý thức hải, hình dáng 10 đạo thú ấn như ẩn như hiện, như tồn tại thật sự. Hình như linh văn không tiếp tục thăng hoa. Khương Phàm hỏi Đan Hoàng trong ý thức. Nếu như ban đầu thức tỉnh linh văn không phải đại thừa thánh văn thì phải từ càn nguyên liên tiếp vượt qua đến chí tôn thánh văn, vô cùng khó khăn. Nhưng tình huống của ngươi là đặc biệt, chờ sau khi hoàn toàn dung hợp đại địa thú linh viêm, hẳn là sẽ tăng lên một đoạn rất lớn. Nếu như lại có thể dung hợp 3 cái 5 cái thánh viêm như thế này, nói không chừng có thể tiến lên chí tôn thánh văn. Đan Hoàng vẫn rất xem trọng Khương Phàm, dù sao cũng là chu tước linh nguyên, tiếp tục thôn phệ xuống, nào chỉ là chí tôn thánh văn, cũng có thể là thiên văn, thần văn. Hàn Ngạo nhắc nhở Khương Phàm. Còn 7 ngày nữa sẽ đến thi đấu khiêu chiến võ hầu. Không nôn nóng, đợi thêm mấy ngày nữa. Khương Phàm lấy ra 3 viên cửu chuyển thú nguyên đan, kích thích chu tước linh văn luyện hóa đại địa thú linh viêm. Không biết tình huống vương quốc hắc ám bây giờ như thế nào, vị trí võ hầu bảng hẳn là đã hoàn toàn biến dạng rồi. Hàn Ngạo bỗng nhiên có chút chờ mong võ hầu khiêu chiến so tài. Không biết hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành đã phái tới bao nhiêu cường giả, những phe khác lại an bài đến bao nhiêu thiên tài. Dù sao lần khiêu chiến thi đấu này không phải chỉ là cá nhân Khương Phàm biểu diễn, mà là ai có thể kiên trì cuối cùng thì người đó mới chân chính là võ hầu. 3 ngày sau, Khương Phàm được cửu chuyển linh nguyên đan hiệp trợ, triệt để dung hợp đại địa thú linh viêm, linh văn quả nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Có lòng tin với ta không? Khương Phàm sâu hít một hơi, trên mặt là nụ cười tràn đầy tự tin. Trước khi không có nhìn thấy võ hầu bảng thay đổi mới, ta không có bất kỳ lòng tin gì đối với ngươi cả. Không phải Hàn Ngạo đả kích Khương Phàm, mà là sự thật đã bày ở trước mặt. Các thiên tài liên tục khiêu chiến 30 ngày. Khương Phàm đăng tràng đầu tiên, nhất định sẽ thất bại. Ngươi tốt nhất vẫn nên có chút lòng tin, nếu không ta thua rồi, ngươi và Cơ Lăng Huyên sẽ xong rồi. Khương Phàm cười vỗ vỗ bả vai Hàn Ngạo, vọt vào trong rừng rậm, cao giọng hô. Giúp ta săn giết yêu thú, ta muốn dự trữ huyết đan. Khi bọn hắn trèo đèo lội suối, thời điểm một lần nữa trở lại vương quốc hắc ám, trận đánh cược đã chính thức bắt đầu. Bầu không khí tại vương quốc hắc ám rất nóng, một nửa người tụ tập đến đại tự tại điện, tham dự đặt cược. Vô cùng náo nhiệt, còn có vài lần mất khống chế. Mặc dù đại tự tại điện đặc biệt mở ra diễn võ trường cho linh hồn cảnh, nhưng siêu cấp hội trường vẫn có thể dung nạp 5 vạn người cùng nhau xem chiến. Người muốn đi đến tự mình xem chiến lại quá nhiều, cho nên bản giá vé vào tự nhiên bị nâng giá lên đến trên trời. Dù vậy vẫn khiến cho các phương điên cuồng tranh đoạt. Khương Phàm và Hàn Ngạo đi tới phía trước võ hầu bảng đầu tiên, ngước nhìn vị trí hoàn toàn mới tại đỉnh cao nhất. Vị trí thứ 2, Vô Hồi Thánh Địa, Khương Phàm. Thứ 3, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kình Thương. Thứ 4, Chí Tôn Kim Thành, Hứa Thiên Kỳ. Thứ 5, Vô Hồi Thánh Địa, Cơ Lăng Huyên. Thứ 6, không rõ đến từ đâu, Lý Hoàng. Thứ 7, không rõ đến từ đâu, Vương Tiêu. Thứ 8, không rõ đến từ đâu, Lăng Thất Tung. Thứ 9, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật Hứa Như Lai. Người thứ 10, không rõ đến từ đâu, Lạc Cuồng Sinh. Khương Phàm yên lặng nhớ tới các tên ở trước mặt, đám người Tần Phục Sinh, Ngô Khuynh Thành trước đó đã bị thay thế toàn bộ, Cơ Lăng Huyên vẫn còn đứng hàng thứ 5, xem ra lúc trước Cơ Lăng Huyên để lại ấn tượng cho đại tự tại điện rất sâu sắc. Hứa Thiên Kỳ là ai? Ta không nhớ rõ Chí Tôn Kim Thành có nhân vật như thế này, hắn lại có thể đuổi sát phía sau Ngô Kình Thương. Hàn Ngạo nhìn bảng xếp hạng hoàn toàn mới, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Cho dù đoán được sẽ có thay đổi, nhưng cũng không nghĩ tới lại thay đổi lớn như vậy, tên của Hàn Ngạo hắn vậy mà lại xếp tới 30. Nhóm người trong 10 vị trí này, trừ Ngô Kình Thương, Cơ Lăng Huyên, Hứa Như Lai ra, còn lại đều hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hứa Thiên Kỳ hẳn là siêu cấp thiên tài Chí Tôn Kim Thành phái tới. Ánh mắt Khương Phàm rơi xuống vị trí thứ 9, Thánh Phật vậy mà đã xông vào trong bảng 10 rồi. 10 vị phía trước, thậm chí 20, 30 vị. Tất cả hẳn đều là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, chẳng lẽ hắn dùng cách nào đó cưỡng ép thúc thăng cảnh giới? Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên là đột phá cực kỳ quan trọng, nếu như cưỡng ép thúc thăng, rất có thể sẽ để lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Hai huynh đệ Hứa Như Lai đây là đang liều mạng sao? Ngươi nên coi trọng Hứa Thiên Kỳ, hắn xếp hạng thứ 3 chỉ là bởi vì không có cùng Ngô Kình Thương giao thủ, lại đột nhiên xuất hiện, không thể trực tiếp đánh giá. Thực lực
tình huống của hắn có lẽ tương xứng với Ngô Kình Thương. Ngươi càng nên coi trọng mấy kẻ không biết kia, ta nghi ngờ bọn hắn ngay cả tên cũng đều là giả. Hàn Ngạo đoán chừng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tự Tại Điện đều đang điều tra những tên, không biết thân phận thật sự kia. Vương quốc Hắc Ám ẩn giấu rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu cường tộc ẩn thế, thậm chí thánh địa, hoàng tộc. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân nên mới che giấu thân phận, làm việc cũng điệu thấp, không nguyện ý hiện ra thực lực. Lần thi đấu khiêu chiến võ hầu này cuối cùng cũng kích thích đến bọn hắn. Có thể cường thế giết bảng 10 vị trí đầu đều có nghĩa bọn hắn đã phái ra siêu cấp thiên tài, lại có dã tâm đối với tên võ hầu. Như thế này mới đặc sắc. Khương Phàm thản nhiên cười khẽ, ánh mắt hướng về vị trí trước 20. Ngươi thật không sợ. Sợ cái gì? Sợ ngươi thua trên diễn võ trường. Đây không chỉ là một trận tranh tài, còn quyết định vận mệnh của ngươi. Hàn Ngạo đều có chút bội phục tâm thái của Khương Phàm, vậy mà lại không nhìn ra bất cứ áp lực gì. Hàn Ngạo cũng không hiểu rốt cuộc là thánh chủ nghĩ thế nào, biết rất rõ ràng Khương Phàm đang đi chịu chết, lại còn bỏ mặc làm ẩu, người không suy nghĩ đại hoang tù thiên trận sao. Khương Phàm tiếp tục xem vị trí trên võ hầu bảng. Ta đã nói rồi, càn khôn chưa định, ai có thể xác định được thắng thua. Có lẽ bọn hắn rất mạnh, nhưng Khương Phàm ta cũng không yếu. Hàn Ngạo lắc đầu. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta vẫn là không coi trọng ngươi. Đây là tranh tài, so là thực lực, không phải cái gọi là lòng tin. Tự mình xem trọng mình là đủ. Người sống cả một đời, mình để ý mình mới có thể sừng sững không ngã. Nếu thật đến thời điểm mình lại tự xem thường bản thân thì đã cách phế vật không xa. Lúc ta 10 tuổi, phụ thân đã từng nói với ta một câu. Tự ti tự dâng lên trong lòng, đủ kiểu không bằng người. Kiêu ngạo sinh từ trong xương, muôn vàn khó khăn không quỳ gối. Người sống cả đời, nén một hơi ở trong ngực, có một cây xương trong linh hồn. Câu nói này, cũng tặng cho ngươi. Có phải sớm dự đoán chuẩn ai có thể đoạt được võ hầu thì sẽ có thể được đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo chọn bảo bối hay không? Khương Phàm kéo Hàn Ngạo chen vào Đại Tự Tại Điện náo nhiệt. Đương nhiên, Đại Tự Tại Điện rất hào khí. Bây giờ đã vượt qua 8 vạn người dự đoán là Ngô Kình Thương. Hơn 3 vạn người dự đoán là Hứa Thiên Kỳ. Chẳng cần biết trong bọn họ là ai đạt được tên võ hầu, số lượng mấy vạn đều có thể đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đại Tự Tại Điện chờ lấy phá sản đi. Đám người chen chúc, vội vã nhét đến trước mặt, đều không kịp chờ đợi muốn đi đặt cược. Không ai cược Khương Phàm. Khương Phàm ngầm cười khổ, nếu mình bị thua, Đại Tự Tại Điện thật đúng là sẽ ôm đầu khóc giống. Có, tất cả mọi người đều cược. Cược hắn có thể kiên trì mấy hiệp, thất bại tại ngày thứ mấy. Cược ai có thể đánh bại hắn, tiếp quản khiêu chiến thi đấu. Ha ha, tiểu tử ngốc kia chính là người đầu tiên đăng tràng, chắc chắn sẽ thua. Trong đám người vang lên ầm ầm tiếng cười đùa. A, à, ta thấy ngươi thật rất quen mặt, hai người các ngươi, Khương Phàm, Hàn Ngạo. Bỗng nhiên có người nhận ra bọn hắn. Đám người chen náo nhiệt chúc xung quanh liên tiếp an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Các ngươi tới làm gì? Một người kinh ngạc nhìn bọn hắn, thật đúng là hai tiểu tử này. Khương Phàm cười nói. Cược. Cược ngươi chết mấy lần? Cược ngươi kiên trì mấy ngày? Cược ngươi chết ở trên tay người nào? Ha ha. Đám người ầm vang cười to. Tiểu gia hỏa đúng thật là đầu có não, trước khi chết cũng phải kiếm lời một chút. Một người tiến đến phía trước, cười xấu xa nói. Đến nói thật một chút xem. Ngươi nói mình sẽ kiên trì đến mấy ngày, chúng ta sớm cược. Sau khi ngươi ngã xuống, tiền kiếm được phân ngươi một chút. Ha ha, đúng rồi đó, ngươi nói thử xem. Tiểu gia hỏa, để các huynh đệ kiếm chút, các huynh đệ sẽ niệm tình ngươi. Nhanh nhanh nhanh, nói nhỏ với chúng ta sẽ không truyền ra ngoài. Trong đám người thổi lên tiếng huýt sáo, kích thích Khương Phàm. Ta đã nói ngươi tới đây chính là tự rước lấy nhục, ngươi còn không tin. Mặt Hàn Ngạo đỏ lên, hận không thể quay người rời khỏi. Khương Phàm chen đến trước quầy. Ta cược ta có thể kiên trì đến cuối cùng, ta chính là võ hầu. Nữ tử trước quầy kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi cược cho chính ngươi. Không được sao? Đương nhiên có thể, mỗi trận 50 khối tinh thạch cực phẩm. Có thể ký sổ không? Trên lý luận là không thể, nhưng nếu ngươi là dùng danh nghĩa vô hồi thánh địa cược, hẳn là được rồi. Được rồi, ghi lại đi.
Khương Phàm đụng Hàn Ngạo bên cạnh. Cược đi, cơ hội tốt bao nhiêu, chờ ta thắng, ngươi tùy tiện đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo kiếm chút bảo bối. Ha ha, 50 khối tinh thạch cực phẩm, là tinh thạch cực phẩm đó. Ngươi xem Vô Hồi Thánh Địa là cái gì rồi. Xem như ta cược, cũng muốn cực Ngu Kình Thương. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ ngươi đây. Khương Phàm úp sấp trên quầy, cười ha hả nói. Lấy danh nghĩa Hàn Ngạo, cực ta thắng. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cần phải đến Vô Hồi Thánh Địa lấy tinh thạch nha. Tiếp tục viết, còn có, lại dùng danh nghĩa Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Na Yêu, cùng Dạ An Nhiên, Thường Lăng, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, đều cực ta thắng. Những thị nữ phía sau quầy đều hé miệng cười, lôi kéo người khác tới cược cho mình, đây là tự xưng trang hảo hán sao? Nếu ngươi không thắng được, bồi thường nổi không? Hàn Ngạo lắc đầu liên tục, dòng dã 10 ngòi, 500 khối cực phẩm tinh thạch. Tinh thạch mà Vô Hồi Thánh Địa đều dùng để bảo vệ trận, nào có dự trữ cực phẩm tinh thạch, chuyện này nếu để cho thánh chủ biết, chắc chắn sẽ đánh bay hắn. Tiểu gia hỏa, người thật biết cách làm mua bán. Những người xem náo nhiệt xung quanh hai mặt nhìn nhau, mang người nhà ra cược mình thắng, sĩ diện như thế sao? Mọi người đi theo cược đi. Khương Phàm cười cười phất tay, kéo lấy Hàn Ngạo rời khỏi. Cung điện bị chen chúc an tĩnh một hồi, cười vang. Đây là tới chọc cười sao? Khương Phàm trở lại thánh điện của Vô Hồi Thánh Địa, bế quan điều chỉnh, làm chuẩn bị cuối cùng. 3 ngày sau, vạn chúng đúng hẹn đến xem thi đấu khiêu chiến võ hầu. Diễn võ trường lớn nhất đại tự tại điện kín hết chỗ, 50.000 người xem tụ tập ở đây, nhiệt tình tăng vọt. Đám người còn lại không thể đi đến đi thì đều tụ tập đến xung quanh võ hầu bảng, chờ đợi vị trí thay đổi. Đến rồi, Khương Phàm đến rồi. Đó chính là Khương Phàm, người của Vô Hồi Thánh Địa đâu, chỉ có Hàn Ngạo bồi tiếp sao? Có phải Vô Hồi Thánh Địa không có lòng tin đối với Khương Phàm hay không? Hình như Vô Hồi Thánh Địa đã rút khỏi Vương quốc Hắc Ám thật lâu rồi, hẳn là Đại Hoang Thâm Uyên có biến cố gì đó. Cho dù có biến cố gì cũng phải sắp xếp người đến bồi lấy chứ, chắc chắn là không coi trọng hắn. Nếu có lòng tin thật, thánh chủ đều sẽ đến trợ uy. Quy tắc mới rõ ràng đã gây bất lợi cho Khương Phàm, toàn bộ hành trình tranh tài cần tiếp tục trong thời gian 1 tháng, Khương Phàm lại đi đầu tiên. Hắn kiên trì càng lâu, người tiếp nhận kia cần chống cự thời gian càng ít, cuối cùng chỉ có người tiếp nhận kia là có lợi nhất. Thi đấu khiêu chiến lần này, sự tồn tại của Khương Phàm chính là làm áo cưới cho người khác. Ta cược Khương Phàm nhiều nhất có thể kiên trì 20 hiệp, các ngươi thì sao? Ta không có cược Khương Phàm kiên trì bao nhiêu. Ta đánh cược võ hầu là Ngu Kình Thương. Ta càng xem trọng Hứa Thiên Kỳ của Chí Tôn Kim Thành đột nhiên xuất hiện kia. Bọn hắn đều không thua nổi, cho nên đều sẽ phái ra người mạnh nhất đăng tràng. Theo Khương Phàm ra trận, bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, thanh triều như núi kêu biển gầm đều muốn xốc đại điện lên. Sư phụ, Lý Dần ngồi trong góc diễn võ trường, yên lặng nhìn Khương Phàm đi đến đài diễn võ. Hắn đã ở đại tự tại điện liều mạng 1 tháng, mặc dù bởi vì số lượng lớn thiên tài xuất hiện ảnh hưởng tới vị trí của hắn, nhưng hắn đã trưởng thành vô cùng nhanh chóng, vận dụng võ pháp cùng tích lũy kỹ xảo chiến đấu đều đạt tới hiệu quả dự trù. Kỳ thật hắn cũng không coi trọng trận võ hầu khiêu chiến này, bởi vì bản thân quy tắc đã có vấn đề. Sư phụ muốn đi đến cuối cùng, gần như không thể nào. Nhưng hắn không rõ, vì sao sư phụ còn muốn kiên trì. Còn dựng cả 2 vị thánh văn Vô Hồi Thánh Địa vào. Trong sương phòng cao cấp tại diễn võ trường, tất cả nhân vật quan trọng đến từ các cường tộc cũng đều sớm ngồi ở bên trong, bàn luận về Khương Phàm, dự đoán tình huống. Thiếu niên thiên tài trong tộc tụ tại cửa sổ, đang mong đợi trận khiêu chiến hôm nay. Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng hẳn là có thể ước định cụ thể thực lực Khương Phàm, nhìn xem rốt cuộc hắn có tư cách khiêu chiến võ hầu hay không. Khương Phàm dưới sự quan sát của vạn người, từ từ đi tới trước thềm đá võ đài, ra hiệu với không trung. Trần nhà đại điện rọi hào quang khắp nơi, hạ xuống bình chướng vô hình, bao phủ 800 mét diễn võ trường lại, thanh âm uy nghiêm vang lên theo, đè xuống tiếng ồn ào nhiệt liệt trong toàn trường. Thi đấu khiêu chiến võ hầu, chính thức bắt đầu. Xin mời Khương Phàm, lên đài tiếp chiến. Thi đấu khiêu chiến tiếp tục trong 1 tháng, mỗi ngày 10 giờ, hoặc tiến hành 10 trận chiến đấu. Người đứng ở vị trí cuối cùng là võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám. Tiếp nhận 4 tấm bất tử thiên bia của Vô Hồi Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ,
Chí Tôn Kim Thành, Đại Tự Tại Điện cung cấp. Bất cứ cái gì, Bất Tử Thiên Bia đều có quyền điều động toàn bộ lực lượng một phương đối ứng, làm bất cứ chuyện gì muốn làm. Khương Phàm là người khiêu chiến chủ vị, nếu như thua sẽ lấy thân phận chiến nô, thần phục bên thắng. Ngoài ra, theo thỉnh cầu đặc biệt của Hỗn Độn Tử Phủ đối với Vô Hồi Thánh Địa, lần khiêu chiến này lại thêm hai điều kiện giao dịch. Đầu tiên, nếu như Khương Phàm thua, Cơ Lăng Huyên và Hàn Ngạo sẽ thần phục Hỗn Độn Tử Phủ, vĩnh thế làm nô. Thứ hai, nếu Khương Phàm có thể thắng được tên võ hầu, Ngô Khuynh Thành sẽ thần phục Khương Phàm, vĩnh thế làm nô. Lần giao dịch này do Đại Tự Tại Điện bảo đảm, hai bên sau đó đều không thể dùng bất cứ phương thức nào chuộc chiến nô về. Trong âm thanh tuyên cáo uy nghiêm, Khương Phàm đi đến lôi tràng võ hầu, sau khi nhìn quanh hơn 5 vạn người ở toàn trường, hắn cao giọng hò hét. Ngày đầu tiên, trận chiến đầu tiên, mời. Diễn võ trường đã an tĩnh lại càng an tĩnh, các cường giả đứng ở phía trước võ hầu bảng đều thờ ơ. Cho đến khi phát hiện bầu không khí có chút cổ quái, bọn hắn mới trao đổi ánh mắt. Ai lên? Những người sau vị trí thứ 30 không nên đi. Trận đầu tốt nhất có thể giết chết uy phong Khương Phàm, để Khương Phàm đổ máu. Ai cảm giác mình có thể làm được thì bước lên. Không phải có rất nhiều thiên tài mai danh ẩn tích tới sao? Hiện ra một người đi. Không ai đi sao, hay là cảm thấy mình muốn áp trục cuối cùng, hay là e ngại tên tiểu tử thánh địa Khương Phàm này. Số lượng lớn đám thiên tài cao ngạo giật dây lẫn nhau. Ta đến. Ta cũng muốn nhìn xem tên tiểu tử thánh địa này lấy ở đâu ra tư cách khiêu chiến võ hầu. Một nam tử cường tráng khí thế có đôi mắt dài nhỏ đi đến đài diễn võ. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn diễn võ trường. Trận chiến đầu tiên, người thứ 23 võ hầu bảng, Vệ Anh. Vệ Anh dẫm lên bậc thềm đá màu đen cứng rắn, đi đến phía Khương Phàm, nhếch miệng lên thành một đường cong. Vệ Anh ta không có tư cách khiêu chiến võ hầu, nhưng ngươi. Ha ha. Hình như cũng không xứng. Đây là trận chiến đầu tiên, đừng để mình quá chật vật. Ánh mắt Khương Phàm sắc bén, hai tay xoay tròn nắm chặt. Bắt đầu. Vệ Anh giật thắt lưng gấm ra, hiện ra đại trung linh văn đen như mực, linh văn hình chuông vô cùng lớn, còn lan tràn hắc khí giống như văn ấn. Cứng rắn lại đầy tà ý. Trận chiến đầu tiên, tiếp thật tốt vào. Toàn thân Vệ Anh cuồn cuộn hắc khí, trải ra vài trăm mét. Một cái chuông lớn giống như đúc với linh văn trên trán hắn hiện lên từ trong hắc khí, bao hắn lại. Oanh! Chuông lớn đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, như tiếng sư tử hống, vang vọng khắp lôi đài, chấn động diễn võ trường. Sóng âm như muốn nổ tung trong chốc lát đã thật sự dẫn nổ cuồn cuộn hắc khí xung quanh. À! 50.000 cường giả trên khán đài đều vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Linh hồn nhói nhói, có người nhìn không được mà chửi ầm lên. Ầm ầm, sóng âm nổ tung, rung động lôi đài, cuốn lên hắc triều đánh về phía Khương Phàm. Như cương phong, như lôi triều, bá liệt đến cực điểm. Khương Phàm vẫn đứng bất động, chỉ triển khai hai cánh, kim quang hừng hực, vỗ về phía trước một cái, bảo vệ thân thể. Ầm ầm, như nộ sóng trào vỗ bờ, thanh âm thanh triều nguy hiểm lại bị chia năm xẻ bảy, tán loạn ra xung quanh. Ngươi cũng không hề động đậy, rất phách lối đấy, lại thử một lần nữa xem sao. Ánh mắt Vệ Anh trở nên nóng bỏng, linh văn rạng rỡ, lại chấn chuông lớn, nhấc lên chiều cường màu đen, xông về phía trước. Một con hùng sư thành hình ở sâu trong hắc triều, đạp rung động mặt đài luận võ, cuồng dã lao về phía trước. Giống, tiếng chuông cùng tiếng sư hống dung hợp, khuấy động hắc triều sôi trào, thanh thế kinh người làm cho diễn võ trường chấn kinh. Vô số người bỗng nhiên biến sắc, vừa bắt đầu mà đã hung hãn như vậy. Không hổ là cường giả giết tới trước vị thứ 30 võ hầu bảng, người này nhất định là cường giả bí mật ở một nơi nào đó. Tiếng chuông ung dung, chấn động lôi đài. Hùng sư giết tới, dẫn dắt chiều cường bá liệt màu đen đụng vào Khương Phàm. Hai cánh sau lưng Khương Phàm có thể thấy rõ ràng kim viêm đang ngưng tụ tại lông vũ, nghiêm mật bao vây Khương Phàm, lần nữa chống đỡ bạo động khủng bố đập vào mặt. Chỉ dựa vào cái này cũng không thể để cho ta chật vật đâu. Khương Phàm bỗng nhiên huy động hai cánh, nhìn như bàn tay to lớn vô hình đang xé mở thủy triều bạo động. Hai cánh vỗ mạnh, hỏa vũ hoa lệ như lợi kiếm lao ra khỏi vỏ, đánh xuyên sóng âm đầy trời, lít nha lít nhít sợi lông vũ nổ bắn vào chuông lớn. Ầm ầm, rầm rầm rầm, 300 sợi hỏa vũ nhanh chóng bạo kích,
chấn động chuông lớn, kim viêm cuồn cuộn vô tình chôn vùi chiều cường màu đen. Vệ anh bị đánh bay hơn 100 mét, nhưng trong ngoài vẫn còn 3 tầng chuông lớn đang bao phủ, bảo vệ hắn. Còn chưa có kết thúc. Vẻ mặt vệ anh thoáng nghiêm trọng, hai mắt sung huyết, nhìn Khương Phàm hét lớn. Oanh! Tiếng chuông huyết dài, chuông lớn phóng lên tận trời. Toàn thân hắn liên miên bất tuyệt ngưng tụ tầng chuông lớn mới, từng tòa bay lên không liên tiếp đụng vào chuông lớn ở giữa không trung. Trong nháy mắt, 100 tòa chuông đen ở cùng một chỗ, hòa làm một thể, cứ như là ngọn núi thép màu đen, tản ra uy thế kinh người, chấn áp tới phía Khương Phàm. Chuông lớn nguy nga 100 mét, khí thế chấn áp tràn ngập đất trời. Tiếng vang ù ù chấn thiên động địa, cuồn cuộn hắc khí như biển động, to lớn không gì sánh được. Vô số người chấn kinh. Năng lượng sóng âm vô cùng đáng sợ, như lôi chiều bá đạo, lại không gì có thể không xuyên, có thể tàn phá linh hồn. Nếu cái này rơi xuống thật, vô cùng có khả năng sẽ trọng thương Khương Phàm, thậm chí xé nát hắn. Khương Phàm vẫn cứ lù lù bất động, cường quang nở rộ trên trán, liệt diễm cuồn cuộn ngập trời, một con cự mãng màu vàng thình lình thành hình, tiếp tục tăng vọt, tiếp tục phóng đại, tại lúc chuông lớn ầm vang rơi xuống, một khắc này, mãng xà như cự long quay quanh lên, phát ra tiếng gào rít chân thực. Sau khi dung hợp đại địa thú linh viêm, uy thế vạn thú thiên hoàng quyền cũng đều tăng lên. Đỡ được sao? Rốt cuộc vệ anh cũng biến sắc, cái này làm sao có thể? Linh văn trên trán hắn phun trào mãnh liệt hắc khí, cứ như muốn lao ra khỏi đầu, chuông đen nguy nga rơi xuống, tiếp tục tỏa ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ầm ầm, lôi tràng lay động, sóng âm chấn động đến trời long đất lở, lại như biển động lao nhanh, để rất nhiều người trong diễn võ trường đều nhìn không được mà bịt lỗ tai lại. Trận chiến đầu tiên, kết thúc. Khương Phàm ngưng ánh mắt lại, đại mãng màu vàng sôi trào lên liệt diễm ngập trời. Nhiệt độ nóng bỏng nương theo nó mà mãnh liệt quay quanh, trong tiếng nổ vang, khống chế chuông lớn, đánh ngược về phía vệ anh. Lui ra! Vệ anh gào thét, cường thế khống chế tránh thoát khỏi chuông đen, nhưng cho dù hắn có khống chế cỡ nào thì hoàn toàn không ngăn cản được cự long kim xà kia. Ầm ầm! Cự mãng lao tới đánh vỡ nát chuông đen, dẫn bạo kịch liệt sóng âm, đồng thời kim viêm nóng bỏng cũng nổ tung. Liệt diễm và thanh triều như hai dòng lũ bạo động nuốt sống vệ anh. Vệ anh kịp thời ngưng tụ chuông lớn bảo vệ, nhưng vẫn bị vô tình đánh bay, chuông lớn hộ thể cũng vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, hắn kêu thảm rơi xuống đến bên bờ lôi đài, không đợi hắn đứng thể lên đã liền gục ở chỗ này, thất khiếu rớm máu, toàn thân bám đầy hỏa thiêu. Cường giả ngồi ở phía trước võ hầu bảng khẽ nhíu mày. Cứ như vậy mà thua sao? Là vệ anh yếu đi, hay là Khương Phàm quá mạnh? Bọn hắn không hề chờ mong Khương Phàm có thể thắng. Vậy không thực tế, nhưng xếp hạng thứ 23 hẳn là có thể giày vò để Khương Phàm chật vật một trận. Kết quả, Khương Phàm từ đầu đến cuối đều không xê dịch bước chân. Đây rốt cuộc là bọn hắn đang nhục nhã Khương Phàm, hay là Khương Phàm đang nhục nhã bọn hắn? Thắng, trận chiến đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Hình như từ đầu đến cuối Khương Phàm cũng đều không có xê dịch qua. Không hổ là người khiêu chiến thi đấu võ hầu, quả thật có chút bản lĩnh. Ta cược Khương Phàm có thể kiên trì 10 ngày, hắn vừa mới bắt đầu đã làm mạnh như vậy, rất dễ dàng để càng nhiều cường giả sớm đăng tràng. Bầu không khí trở nên sốt ruột, có người bất ngờ, có người vui mừng, có người thì đầy lòng chờ mong. Khương Phàm đưa tay khiêu chiến. Trận chiến thứ 2, mời. Các cường giả trước đài diễn võ lại bắt đầu lẫn nhau giật dây. Ai lên, không có nắm chắc có thể hung hăng giày vò Khương Phàm, cũng đừng để mất mặt. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, 20 vị trí đầu tốt nhất vẫn là không nên động, như thế coi như làm bị thương Khương Phàm, cũng sẽ hạ uy phong của hắn. 20 đến 30, ai có nắm chắc, không chỉ có mạnh hơn, còn phải đủ hung ác, liều sống chết. Nhanh, ai có nắm chắc, lên đi chứ. Trong lúc bọn hắn đang gây gỗ, một thiếu nữ ưu nhã cao gầy thướt tha đứng dậy, đi lên đài diễn võ. Ta lên vậy. Tóc nàng dài tới eo. Làn da rất trắng, vòng eo mềm mại, đi trên đường như gió nhẹ đỡ liễu mềm. Nàng mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, đôi mắt như nước biển thâm thúy, khiến cho người ta mê muội. Không trung vang lên thanh âm uy nghiêm. Trận chiến thứ 2, người thứ 20 võ hầu bảng, Liễu Như Yên. Ta là nữ hài tử nhu nhược, đừng ra tay quá ác với ta nha. Ngươi là đối thủ mạnh nằm trong bảng hạng thứ 10, ta
ta đây chỉ là muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Liễu Như Yên cười khẽ. Tên ta là Liễu Như Yên, lai lịch, hì hì, ta kỳ thật đến từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Rất nhiều người kinh ngạc trao đổi ánh mắt, Nguyệt Hoa Thiên Bảo phái người đến. Ngay cả người của Đại Tự Tại Điện đều ngoài ý muốn, Liễu Như Yên này trước đó chỉ lên đài 3 lần, sau khi để vị trí của mình nằm tại vị thứ 20 thì không có biểu hiện thế nào nữa, càng không cho thấy thân phận mình. Bọn hắn còn cho Liễu Như Yên là tiêu ký đặc thù, bởi vì có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài nhi này không có dốc hết toàn lực. Không nghĩ tới, lại là thiên tài của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Hoàng Kim Dương, chú ý quan sát Khương Phàm, cần phải xác định linh văn của Khương Phàm, ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu của hắn. Trong sương phòng, người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng dậy, đi đến cửa sổ. Một con dê đực toàn thân bao trùm lân mỏng màu vàng, đi đến bên cạnh hắn. Dê đực nhìn rất cao quý, tràn ngập khí tức thần thánh, hai con mắt như là vòng xoáy màu vàng, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên thế gian. Hai cái sừng nhọn hoắt, cứng rắn lại sắc bén cứ như hai thanh thiên kiếm, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong phòng có rất nhiều cường giả mặc trường bào màu ánh trăng đều vô cùng kính sợ đối với con dê đực, chủ động tránh một khoảng cách. Mời! Ánh mắt Khương Phàm sáng rực tiếp cận Liễu Như Yên, lại là thánh linh văn, còn có khí tức sinh mệnh rất mạnh, chẳng lẽ là một hệ thánh văn? Tỷ tỷ ta không khách khí. Liễu Như Yên mở hai tay ra, từng sợi ánh sáng màu xanh tinh khiết lượn lờ tại đầu ngón tay, hội tụ về giữa, hóa thành một mầm cây xanh tươi ướt át. Nó xinh đẹp không? Nó là bảo bối của ta. Liễu Như Yên huy động 10 ngón tay nhu hòa tinh tế như ngọc, thưởng thức mầm cây. Chúng ta bắt đầu. Khương Phàm cảnh giác nhìn Liễu Như Yên, nữ tử này nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại cho hắn một cảm giác uy hiếp không hiểu được. Không phải đã bắt đầu sao? Ngươi là đã bị tỷ tỷ hấp dẫn, hay là không có chú ý tới? Liễu Như Yên dương mắt nhìn Khương Phàm cười một tiếng, 10 ngón tay bỗng nhiên kéo về hai bên phải trái, mầm cây nở rộ lên gợn sóng vô hình, quét sạch hơn 300 mét diễn võ trường. Ông! Không gian sụp đổ, quét sạch phạm vi 300 mét. Ngọa tào, tình huống này là như thế nào? Ảo giác sao? Không gian, là lực lượng không gian. Toàn trường kinh hô, quá đột nhiên, ai cũng không có chú ý tới. Mười mấy sợi đằng từ trong không gian sụp đổ lao ra, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại nặng hơn vạn quân, mở ra vết nứt, quất về phía Khương Phàm. Khương Phàm lập tức tụ hai cánh lên, ngạnh kháng sợi đằng bạo kích. Thương thương thương! Sợi đằng cùng năng lượng không gian giao hòa, vạch ra ánh sáng đáng sợ, hung hăng quất vào trên hai cánh, phát ra tiếng oanh minh. Năng lượng huyết mạch của Khương Phàm đã được kích phát, không chỉ có huyết nhục hài cốt cứng như sắt thép, hai cánh càng không thể phá vỡ, đã có thể làm tấm chắn, lại có thể làm đao lớn. Cánh nhỏ rất cứng đấy. Liễu Như Yên yêu kiều cười, mầm cây trong tay tỏa ra hào quang bất hủ, không ngừng liên tục dung nhập hư không, nở rộ lên gợn sóng vô hình. Một sợi đằng non mịn nhu hòa mở hư không ra, theo các sợi đằng khác cùng quất về phía Khương Phàm, lại tại tiếp xúc trong chốc lát, ánh sáng tăng vọt, cuồng lực lớn mạnh. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm run rẩy, nổ lên hỏa vũ xốc xếch. Còn có thể kháng. Liễu Như Yên yêu kiều cười, tay trái nâng mầm cây, khống chế ánh sáng màu xanh vô tận, tay phải chấn động, sóng gợn vô hình khuấy động lôi đài, trong chốc lát đã xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Một khe hở không gian được mở ra, ánh sáng màu xanh lấp lóe bên trong, như là một con cự thú hư không đột nhiên mở mắt ra ở trước mặt Khương Phàm, tràn ngập ra khí tức bất hủ kinh khủng. Hai sợi đằng tráng kiện thế như kinh lôi, quét ngang xé rách khí thế không gian cường đại, đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm huy động hỏa dược đến tốc độ cao nhất, hai tay ngưng tụ thành móng vuốt, giao thoa ở phía trước bạo kích. Oanh, oanh! Chu tước chảo không thể phá vỡ. Phối hợp lực lượng 200.000 cực cảnh, cường lực xung trời, đánh vỡ nát sợi đằng cường đại. Linh văn khá tốt đấy, chỉ là uy lực thi triển hỏa hầu kém một chút. Khương Phàm nắm chặt Chu Tước Chảo, cao giọng đánh giá. Lực bộc phát của những sợi đằng này hoàn toàn siêu việt đến 100.000 cực cảnh, nếu như không phải mình đã đạt tới lực lượng cao hơn, thật đúng là đã bị thương. Ta đã xem ngươi tranh tài trước đó, hình ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn, là được cơ duyên gì sao? Liễu Như Yên hơi kinh ngạc, tuy nhiên nụ cười nơi khóe miệng lại càng sâu. Khương Phàm tiếp cận Liễu Như Yên.
Nếu như chỉ có thể làm đến như thế này, người có thể lui xuống. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Tỷ tỷ ta còn chưa có thi triển ra đây, chúng ta tiếp tục. Ầm ầm. Phạm vi hư không 300 mét như mang theo sóng lớn mãnh liệt, khí thế kinh người rung động diễn võ trường. Vô số người đều đổi sắc mặt, đây cũng không phải là uy lực võ pháp, mà xác thực là linh văn của Liễu Như Yên có vấn đề. Song linh văn. Không gian cùng sinh mệnh giao hòa, song linh văn cường hãn. Nguyệt Hoa Thiên bảo vậy mà lại cất giấu một thiên tài như thế này. Nếu như vậy, vị trí thật sự của Liễu Như Yên tuyệt đối không chỉ là người thứ 20. Các cường giả võ hầu bảng đều bất chợt kinh sợ, song linh văn không gian sinh mệnh, cả thế gian đều hiếm thấy. Ầm ầm. Phạm vi hư không 300 mét sôi trào toàn diện, vặn vẹo kịch liệt như đang muốn nghiền nát Khương Phàm. Số lượng lớn dây leo xuất động đánh về phía Khương Phàm, dây leo nhìn qua thì như rất yếu đuối nhưng lại cứng rắn như sắt, cường quang nở rộ, dẫn dắt khí tức hư không, cuồng dã tấn công Khương Phàm. Khương Phàm vỗ mạnh hai cánh, thế như thiên đao, song trảo sắc bén, xé rách không gian cùng với sợi đằng đầy trời. Gió mạnh gào thét, bát phương di động. Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng khắp diễn võ trường, dày đặc điếc tai, liên miên bất tuyệt, cứ như có mấy trăm cường giả đang điên cuồng chém giết, thanh thế kinh người. Bầu không khí tại diễn võ trường bị dẫn bạo, mọi người đều khiếp sợ trước sự cường hãn của Liễu Như Yên, càng ngoài ý muốn trước độ cứng cỏi bởi hai cánh và song trảo của Khương Phàm. Dây leo bạo kích liên tiếp bị vỡ nát, hào quang màu xanh lục bay tứ tán, giải đầy diễn võ trường. Hỗn chiến kịch liệt dòng dã kéo dài 3 phút. Hào quang màu xanh lục chiếu ánh toàn trường. Khương Phàm đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, sợi đằng bạo kích nhìn thì như hỗn loạn, nhưng lại như đang mang theo một tiết tấu đáng sợ nào đó, từ từ áp chế hắn, thậm chí mang đến một chút cảm giác bó tay bó chân. Không đúng. Khương Phàm đột nhiên giật mình, trước tiên nhanh chóng sôi trào lên liệt diễm ngập trời, nhiệt độ tăng vọt, liên miên bất tuyệt trùng kích hư không, nuốt hết các nơi dây leo. Khanh khách, rất linh động đấy. Nhưng đã chậm, tỷ tỷ cho ngươi được thêm kiến thức. Liễu Như Yên nhanh chóng xông về phía Khương Phàm, cùng lúc đó, phạm vi hư không 300 mét vặn vẹo toàn diện, bị lục quang đánh nát rơi xuống đài diễn võ trước đó đều khôi phục. Xa xa nhìn sang, đài diễn võ như đang ngưng tụ ra pháp trận huyền diệu, dần dần dung hợp cùng hư không vặn vẹo. Trong ánh mắt rung động của vô số người, sợi đằng trên mặt đài bắt đầu sinh trưởng tốt, lá xanh cuồn cuộn ở hư không. Trên dưới hai mảnh chiến trường cứ như bức tranh giao hòa vào một chỗ, che mất Khương Phàm. Lĩnh vực. Linh nguyên cảnh như nàng có thể bố trí lĩnh vực. Rất nhiều cường giả thiên tài khó có thể tin được mà nhìn lĩnh vực màu xanh lá đang bao phủ Khương Phàm. Lĩnh vực khép kín. Không gian vặn vẹo. Khương Phàm đột nhiên lâm vào rừng rậm nguyên thủy vô biên vô tận, số lượng lớn dây leo lại như lôi điện nhanh chóng bạo kích, tràn ngập đất trời, bốn phương tám hướng. Thanh thế kinh khủng muốn nghiền nát Khương Phàm. Đây không phải luận võ, đây là giết chóc. Khương Phàm vỗ cánh tung bay, thánh viêm sôi trào, liệt diễm cuồn cuộn mang theo nhiệt độ cao mãnh liệt quét sạch khắp nơi. Những chạc cây dây leo bị liên miên chôn vùi. Nhưng, vùng lĩnh vực này tràn ngập không gian ảo diệu, những vết nứt đã liên tiếp rộng mở, dẫn dắt liệt diễm sôi trào xông vào hư không. Vào thời khắc này, Khương Phàm bộc phát cường thế, uy lực dòng dã triệt tiêu 2/3 lĩnh vực. Thương thương thương. Dây leo nhanh chóng thành hình, không ngừng sinh sôi, liên miên bất tuyệt, cuồng dã giết tới phía Khương Phàm. Liễu Như Yên đột nhiên xuất hiện trong lúc hỗn loạn, cầm trong tay một dây leo màu xanh, theo sát dây leo bạo động ở xung quanh, lao thẳng đến Khương Phàm. Một kích nhìn thì như khá nhẹ nhàng nhưng lại cùng dây leo bốn phía hình thành giao hòa hoàn mỹ. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng kịch liệt oanh kích hình thành lên quy luật nhịp đập kỳ diệu, cưỡng bức bức Khương Phàm, cho Liễu Như Yên cơ hội tuyệt hảo để đột kích. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, yêu báo trong thức hải Khương Phàm phát ra tiếng gầm cuồng liệt, linh văn nở rộ, liệt diễm cuồn cuộn, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ ra yêu báo, như kinh lôi nhào về phía Liễu Như Yên. Ầm ầm. Liễu Như Yên trong nháy mắt đã bị liệt diễm nuốt hết, nhiệt độ nóng bỏng, bạo tạc kinh khủng. Đem toàn bộ sợi đằng trong phạm vi mấy chục mét phía trước thanh lý trống không. Nhưng không đợi Khương Phàm thở phào, hai bên trái phải lại đồng thời xuất hiện Liễu Như Yên. Uy lực hỏa diễm không tệ nha, đoán xem ai là tỷ tỷ. Hai Liễu Như Yên cùng cười yêu kiều, ở hai bên xuất kích, sợi đằng trong tay vung ra vết tích kinh người, nhấp nháy phát sáng, xé rách không gian,
quất đến hai cánh của Khương Phàm. Xảo trá, ác độc. Khương Phàm chấn kích hai cánh, nhanh chóng phóng lên, mạo hiểm tránh khỏi hai sợi dây leo oanh kích. Nghị công tử, có muốn càng kịch liệt hơn hay không? Giọng Liễu Như Yên quanh quẩn bên trong sinh mệnh lĩnh vực, lơ lửng không cố định, khó phân biệt được phương hướng. Oanh! Những sợi dây leo từ bốn phương tám bạo động toàn diện, mỗi sợi đều khuấy động ánh sáng sinh mệnh bất hủ. Như vạn lôi kích thiên, như con sông lao nhanh, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Rất khó để tưởng tượng, đây sẽ là đòn tấn công của thất trọng thiên. Xung quanh Khương Phàm sôi trào liệt diễm, lít nha lít nhít hỏa tinh nhanh chóng thành hình. Cảnh giới đột phá, hỏa tinh số lượng đã đạt tới hơn 500. Sau khi dung hợp với đại địa thú linh viêm, năng lượng hỏa tinh càng tăng lên hơn so với trước đó. Bạo! Khương Phàm khống chế hỏa tinh oanh sát, ở chính diện ngạnh kháng dây leo, bạo tạc kịch liệt, kim viêm trong nháy mắt đã bao phủ sinh mệnh lĩnh vực. Cuồn cuộn không dứt, dự uy khó mà nói hết được. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, sắc bén như chim ưng, ở bên trong sinh mệnh lĩnh vực bạo động hỗn loạn tìm kiếm bóng dáng Liễu Như Yên. Nếu như là quy mô liệt diễm bạo động, hẳn là đã vượt quá dự kiến của Liễu Như Yên, thời khắc này Liễu Như Yên hiện đang toàn lực bảo vệ mình. Nghị công tử, bội phục. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Khương Phàm. Ta cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc linh văn của cô là gì? Khương Phàm tấn công trong nháy mắt, nhưng không phải chém tới âm thanh ở phía sau, mà đánh về phía trước, hai cánh chấn kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, không để tâm đến bạo động như sóng triều đang dâng lên. A! À, ngoài trăm thước phía trước, chân thân Liễu Như Yên đang ngưng tụ dây leo, bao mình thành kén cây, không nghĩ tới Khương Phàm lại vọt tới phía nàng. Tốc độ Khương Phàm cực nhanh, chớp mắt đã đến, liệt diễm cuồn cuộn trong tay ngưng tụ thành kim viêm liên hoa. Đẹp đẽ mà mỹ diệu, lấp lóe kim quang, lại khuấy động nhiệt độ cao kinh người, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng trong thân thể Khương Phàm. Ầm ầm, kim viêm liên hoa bạo tạc mãnh liệt, ánh sáng nở rộ, liệt diễm sôi trào, nuốt sống kén cây trước mặt, khuấy động vết nứt hư không ở xung quanh kén cây. Kén cây vỡ nát, không gian vặn vẹo, Liễu Như Yên bị đánh nổ đi ra. Khương Phàm ngưng tụ năm thanh hỏa thương, trong nháy mắt đã được phóng đi. Dưới sự khống chế mãnh liệt của Đại Thừa Thánh Văn, không có đón năng lượng bạo tạc vọt mạnh thẳng tắp, mà là tránh khỏi bạo tạc, vung ra đường cong, đánh đến Liễu Như Yên bị tạc lui. Liễu Như Yên cưỡng ép ổn định, mầm cây màu xanh lá trong tay đánh về phía trước một kích, toàn bộ sợi đằng từ bốn phương tám hướng trùng kích, như lôi đình đang điên cuồng chặn đánh năm thanh trường thương. Kim viêm trường thương liên tiếp hỗn loạn, toàn bộ đều vỡ nát, liệt diễm cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ cao cường thịnh quét sạch sợi đằng. Đánh thẳng vào vết nứt hư không. Nhưng thế công Khương Phàm từ trước đến nay đều rất lăng lệ, nếu đã khóa chặt ngươi thì tuyệt đối sẽ không ngừng lại, lúc hỏa thương bị đánh vỡ nát, đồng thời, ngay lúc đó hỏa vũ cũng đều đã được bắn ra, như là mưa kiếm dày đặc, đâm xuyên sợi đằng bạo loạn, lao thẳng đến Liễu Như Yên. Liễu Như Yên không còn cười nữa, cực lực thúc giục dây leo chặn đánh hỏa vũ. Nhưng tốc độ hỏa vũ lại quá nhanh, còn vô cùng sắc bén. Vẫn có trên trăm sợi xông phá chặn đánh, được Đại Thừa Thánh Văn của Khương Phàm khống chế, bọn chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm liệt diễm, đâm về phía cổ Liễu Như Yên. Sắc mặt Liễu Như Yên hơi biến, cực lực kích phát tia sáng mầm cây, hình thành vết nứt không gian ở trước mặt, muốn thôn vệ kim vũ trường kiếm chạm mặt tới. Nhưng, ầm ầm, kim vũ trường kiếm không đợi xông đến đã trực tiếp nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt lại nóng nảy. Trùng kích vết nứt đang muốn xé mở ở phía trước, gây nên bạo tạc mãnh liệt hơn. Liễu Như Yên bị vết nứt và hỏa diễm đối diện thôn phệ, nàng kêu thảm bay ra ngoài, sinh mệnh lĩnh vực nàng cực lực khống chế cũng theo đó mà sụp đổ. Ánh sáng nở rộ, không gian chấn động, kích động đài diễn võ hỗn loạn. Mọi người đang lo lắng mong đợi rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng tình huống bên trong. Liễu Như Yên chật vật đâm vào mặt đất, liên tiếp nảy lên, sắc mặt tái nhợt. Tóc dài rối tung. Khương Phàm huy động hỏa dực, nháy mắt đã lao tới, móng vuốt bén nhọn nâng một đóa kim liên nở rộ, kim liên đẹp đẽ mỹ lệ, xoay tròn với tốc độ cao, tích tụ năng lượng liệt diễm kinh người, theo Khương Phàm trùng kích đánh tới Liễu Như Yên. Ta nhận thua. Liễu Như Yên quả quyết hô to. Khương Phàm đang lao tới cũng lập tức phanh lại, tay phải đánh kim viêm liên hoa lên. Kim viêm liên hoa đảo ngược xoay tròn, liệt diễm không ngừng liên tục trở lại thân thể.
năng lượng còn có thể đảo lưu. Rất nhiều võ giả kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn hỏa liên đang nhanh chóng tiêu tán trong tay Khương Phàm. Linh lực không phải chỉ có thể phóng thích ra ngoài, ngưng tụ thành võ pháp sao? Võ pháp còn có thể một lần nữa hóa thành linh lực, chảy trở về thân thể. Vậy mà thua sao? Hình như Khương Phàm cũng không bị thương tích gì. Ở trong sương phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, mấy nam nữ tử xem chiến khẽ nhíu mày, Liễu Như Yên không có thể áp chế Khương Phàm, nhưng kết quả mong muốn ít nhất phải trọng thương được Khương Phàm. Dù sao văn cùng thiên phú của Liễu Như Yên quá biến thái, ai gặp được cũng đều sẽ đau đầu. Thấy được gì rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi Hoàng Kim Dương bên cạnh. Hoàng Kim Dương nói tiếng người, hùng hậu trầm thấp. Không nôn nóng, từ từ xem, ngay cả 5 phần thực lực hắn đều chưa dùng, tuy nhiên người đoán không lầm, hắn quả thật có chút kỳ lạ. Không đến 5 phần thực lực. Khuôn mặt đám đệ tử Nguyệt Hoa Thiên Bảo có chút động, gia hỏa này so với mong muốn còn mạnh hơn nữa sao? Quả nhiên thật sự có tài. Trên lôi đài, Liễu Như Yên bình phục tâm tình, chống thân thể nhỏ yếu lên. Đã nhường rồi, linh văn của ngươi rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá yếu. Cuộc chiến thứ 3, mời. Sau khi Khương Phàm ra hiệu, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn diễn võ trường. Trận chiến thứ 2, Khương Phàm thắng, Liễu Như Yên thua. Cuộc chiến thứ 3, bắt đầu. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Khương Phàm, đi xuống đài diễn võ, nói với các cường giả võ hầu bảng. Hắn thắng được rất nhẹ nhàng, phải xem các ngươi rồi. Hắn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ phải để 20 vị trí đầu đều lên? Đây mới là ngày đầu tiên thôi. Cuộc chiến thứ 3, không thể để cho Khương Phàm thắng nhẹ nhàng như vậy được. Ai nguyện ý lên? Bọn hắn lại giật dây lẫn nhau, vẻ mặt phức tạp. Trước đó là muốn an bài một người xếp hạng 20 mấy lên, đánh tan uy phong Khương Phàm, tiêu hao linh lực Khương Phàm, tiếp theo là do người bên ngoài 30 thay nhau lên đài, tiếp tục tiêu hao sức lực của Khương Phàm, bức Khương Phàm thể hiện ra lực lượng. Bây giờ xem ra, ngoài xếp hạng 30, hình như ngay cả tư cách lên cũng đều không có. Khương Phàm lạnh lùng kích thích. Võ hầu bảng, không người nào sao? Lên đi, ngày đầu tiên phải đánh ra khí thế. Mặc kệ mạnh yếu, đi lên tiêu hao đi chứ. Chẳng lẽ các ngươi vọng tưởng vừa mới bắt đầu liền có thể đánh bại Khương Phàm sao? Ngày đầu tiên chính là thăm dò giới hạn thấp nhất của hắn. Biển người tại diễn võ trường rào rạt, kịch liệt hô to, thúc giục các cường giả nhanh chóng lên đài. Chiến Phật gào thét, Thánh Phật ngâm vịnh. Trên dưới hai đòn tấn công, mang theo uy thế kinh khủng, ầm vang đối kích Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm không giảm, hắn đón lấy vòng sáng thần bí đang đụng tới. Thương sư, mãnh hổ, cự tượng, bạo viên trong ý thức hải liên tiếp thức tỉnh, cầu thông linh văn, theo thánh viêm mãnh liệt ngưng tụ mãnh thú thành uy nghiêm hung hãn, gầm thét phóng lên tận trời, chặn đánh bảo luân. Ầm ầm, mãnh thú cuồng dã, hung hãn bá liệt, liên tiếp va chạm bộc phát ra thanh thế kinh người. Bảo luân cường đại bị cưỡng bức ngăn chặn tình thế. Khương Phàm không nhìn tình huống ở phía sau, hắn huy động hai cánh, như đạo lưu quang giết vào vòng sáng, thánh viêm bạo động khắp toàn thân, dày đặc hỏa tinh được phóng thích, trong nháy mắt đã dẫn bạo vòng sáng không gian. Vòng sáng bị thánh viêm lấp đầy, bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt đã nổ tung. Tuy nhiên trận va chạm kịch liệt này chỉ diễn ra mấy giây mà thôi. Gọn gàng mà linh hoạt. Cường thế lại tự tin. Song tử Phật dung hợp cũng chỉ như vậy. Khương Phàm xé nát vòng sáng thần thánh, ngang nhiên lao đến chiến Phật. Đừng phách lối quá sớm. Chiến Phật hét lớn, hai tay quấn quanh Phật ấn, kịch liệt ngạnh kháng với Khương Phàm. Mỗi đạo Phật ấn đều được chiến Phật và Thánh Phật cùng nhau phóng thích, uy lực cực kỳ bá đạo, tràn ngập khí tức thần thánh và cuồng dã. Trong nháy mắt, hai bên đã tấn công mạnh mấy chục đòn. Phốc phốc, Khương Phàm đánh vỡ nát Phật ấn hỗn loạn, nhanh chóng bay, vung móng vuốt quét vào ngực Thánh Phật, xé mở cà sa, xé rách da thịt. Thánh Phật kinh hồn tháo chạy, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Thiên Phật ấn, chiến Phật, Thánh Phật, cùng kêu lớn lên. Hai màu cường quang tăng vọt, ngưng tụ thành hình dáng Phật tượng khổng lồ, sừng sững trên lôi tràng, rung động lòng người. Sau khi cảnh giới đột phá, Phật thủ bọn hắn có thể thả ra so với trước đó đã tăng lên rất nhiều, nhiều đến 500 đạo Phật thủ, mang theo uy lực hủy diệt, oanh kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên dừng lại, linh văn toàn diện khống chế vầng mặt trời ở trên không kia, mặt trời rung động ầm ầm,
kéo theo kim quang đánh tới lít nha lít nhít Phật thủ. Ầm ầm, mặt trời vô địch, không ngừng quét ngang, dễ như trở bàn tay oanh kích về phía trước. 500 đạo Phật thủ kịch liệt trùng kích, liên miên bất tuyệt nổ tung với mặt trời. Rốt cuộc cũng, khi toàn bộ 500 đạo Phật thủ hao hết, một khắc này, mặt trời bị cưỡng ép ngăn cản giữa không trung, trong lúc đung đưa đã bị dẫn bạo vang dội, thánh viêm tràn ngập đất trời nuốt sống cả chiến trường, kim quang chiếu sáng đến nỗi tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Coi chừng Khương Phàm, ý thức chiến Phật cùng thánh Phật tương thông, bọn hắn biết rõ Khương Phàm cường đại, tuyệt đối sẽ không ngồi đợi năng lượng tản ra mới lại tấn công, nói không chừng bây giờ đã giết tới. Quả nhiên, Khương Phàm đã mang lên Thái Dương chiến y, gánh vác năng lượng hỗn loạn, trực tiếp từ trên trời lao xuống dưới cách phía trước song tử Phật 100 mét. Hai cánh chấn kích, hỏa vũ tung bay như vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, dày đặc lại sắc bén, đâm xuyên năng lượng, tất cả đều đánh tới trước mặt song tử Phật. Chém. Khương Phàm khẽ động ý thức, mấy trăm sợi hỏa vũ toàn bộ ngưng kết, hóa thành một thanh thánh hỏa kim kiếm chói mắt, năng lượng vô địch. Song tử Phật đang muốn chống ra vạn ấn bình chướng, ngăn cản quang vũ dày đặc này, nhưng lại không nghĩ bọn chúng vậy mà lại ngưng tụ cùng nhau. Kết quả đã trực tiếp tăng vọt uy thế, lại còn tập trung ở một chỗ. Ầm ầm, lợi kiếm đâm vào trên bình chướng vạn ấn, trong nháy mắt đã xuyên thấu, lao thẳng đến song tử Phật ở bên trong. Phốc phốc, song tử Phật tránh cũng không thể tránh, cứ như vậy mà bị xuyên qua khoang bụng, mang ra mảng lớn máu tươi. Chiến Phật ở bên ngoài lôi đài trắng bệch mặt, thân thể run rẩy, cứ như hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần đau đớn kia. Thánh Phật nhanh chóng lui lại, ánh sáng thần thánh ngưng tụ nơi khoang bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thương thế. Nhưng, Khương Phàm há có thể cho đối thủ cơ hội, hắn vỗ cánh lao tới, hai tay liên tiếp bạo kích, không cần phóng thích võ pháp, thế công dày đặc lại cường thế, móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất, có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Thánh Phật trung quy vẫn là Thánh Phật, do hắn trưởng khống song tử Phật, tai hại lớn nhất lại là thiếu thốn kinh nghiệm cận chiến. Bành bành bành. Khương Phàm tiếp tục phóng tới, móng vuốt chu tước mãnh liệt bổ ra, xé rách cả sa vạn ấn của Thánh Phật, cũng xé rách thân thể Thánh Phật. Máu tươi phun ra, máu thịt be bét, tràng diện vô cùng thê thảm. A à, chiến Phật gầm thét, cưỡng ép tiếp quản quyền khống chế thân thể của Thánh Phật, quay người đối mặt. Nhưng không chịu nổi một kích sao? Khương Phàm văn ấn chu tước ở móng vuốt bên phải phát sáng, một khí thế khủng bố như muốn xé rách thiên địa đang cuồn cuộn khắp lôi tràng, hung hăng xé nát đầu chiến Phật đang quay người đối mặt với hắn, móng vuốt sắc bén để lại vết tích thảm liệt ở gáy Thánh Phật. Một kích đã đánh trọng thương, Khương Phàm xoay tròn hai cánh, nhanh chóng bay lên không, đùi phải nhấc ngang quét đến đầu Thánh Phật. Thánh Phật kinh hồn, trước tiên nhanh chóng nở rộ lên thánh quang chói mắt, muốn ngưng tụ lại Phật tượng cường hãn. Thế nhưng, Khương Phàm lại đột nhiên thay đổi, chân hắn đã biến thành móng vuốt to lớn hơn, xé rách thánh quang cường thịnh, lại lập tức chụp chộp vào trên cổ Thánh Phật. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, cái vuốt cũng kéo lấy cổ Thánh Phật lên cao 100 mét. Móng vuốt cứng cỏi đâm xuyên cổ, thánh viêm phun trào, lúc nào cũng có thể tuôn đến móng vuốt thiêu chết Thánh Phật. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng lập tức truyền ra tiếng hô to nóng nảy. Chiến Phật bên ngoài lôi đài chậm rãi nâng con mắt đỏ hồng lên nhìn Khương Phàm. Lại thua. Song tử Phật bọn hắn liên thủ, lại còn không thể đánh bại Khương Phàm. Ngay cả thương thế cũng đều không hề để lại cho Khương Phàm. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Không phải chỉ là ở trong lạc trùy trọng địa săn giết một con hồng cự nghĩ thôi sao? Chúng ta, nhận thua. Thánh Phật ung dung than nhẹ, chủ động nhận thua. Đại tự tại điện cũng sợ Khương Phàm sẽ giết chết Thánh Phật thật, liền nhanh chóng tuyên bố trước. Trận chiến đầu tiên ngày thứ ba, Thánh Phật hứa Như Lai, thua. Khương Phàm buông vuốt ra, thả Thánh Phật xuống, hắn vung hỏa dực, khinh thường toàn trường. Trận chiến thứ hai, mời. Diễn võ trường lâm vào oanh động, lại là một trận chiến đấu đặc sắc, Khương Phàm không có chút huyền niệm lại chiến thắng lần nữa. Rất nhiều người đều có dự cảm, Khương Phàm thật sẽ có tư cách khiêu chiến yêu nghiệt như Ngô Kình Thương. Trận chiến thứ hai, mời. Khương Phàm nhìn về các thiên tài ở phía xa kia. Nhưng, ngoài xếp hạng 20 đều đang trầm mặc. Ngay cả bọn người hình nhung lên đài đều liên tiếp thảm bại, bọn hắn đi lên sợ rằng sẽ càng thua nhanh.
tất cả mọi người đều là thiên tài có mặt mũi, nếu như ba quyền hai cước sẽ lập tức bị đánh xuống, thật sự là gánh không nổi mặt kia. Hình Nhung cùng đám thiên tài võ hầu bảng có chút còn kích động, nhưng trải qua hai lần thảm bại trước đó, nếu như lại thua lần thứ ba, kẻ khó chịu liền sẽ là chính mình. Lấy tình thế bây giờ, trừ phi Khương Phàm trải qua một trận thảm bại, suy yếu hoặc có thể là trọng thương, nếu không 20 vị trí đầu sẽ không tùy tiện lên đài. Kể từ đó, cũng chỉ có thể bảng hạng 10 tiếp chiến. Nhưng, Thánh Phật Hứa Như Lai đã thua, hôm qua Lý Hoàng cũng đã lui ra khỏi, ai còn có thể đảm đương lên đấu với Khương Phàm. Người thứ 10, Lạc Cuồng Sinh, vị trí thứ 8, Lăng Thất Tung, vị trí thứ 7, Vương Tiêu, đều trầm mặc. Bọn hắn đều không thuộc về thế lực nào của Vương quốc Hắc Ám mà chỉ là ngẫu nhiên bước chân tới nơi này, xuất hiện ở võ hầu bảng chủ yếu là muốn chế giễu bảng danh sách này. Ngược chiến người đề xuất võ hầu là Khương Phàm, để thiên tài tự cao tự ngạo biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng, hai trận đại chiến của Lý Hoàng và Thánh Phật để bọn hắn rõ ràng nhận thức được Khương Phàm cường thế như thế nào. Bốn chữ thiên ngoại hữu thiên hình như thích hợp với hắn hơn là bọn họ. Còn ai muốn lên không? Bọn họ do dự trong lòng một lát, đều lắc đầu từ bỏ. Bọn họ cũng đều biết. Thời khắc xuất hiện tâm tình do dự này thì bản thân mình đã thua rồi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, xuất hiện một màn thi đấu khiêu chiến võ hầu chưa bao giờ có. Lạc Cuồng Sinh đứng dậy hô to. Trận chiến thứ hai, Lạc Cuồng Sinh, nhận thua. Lăng Thất Tung nhìn chằm chằm Khương Phàm trên lôi đài. Cuộc chiến thứ ba, Lăng Thất Tung, nhận thua. Vương Tiêu cũng không có kiên trì, gật đầu nói. Cuộc chiến thứ tư, Vương Tiêu, nhận thua. Nhận thua, còn chưa có lên đã nhận thua. Toàn trường xôn xao, đây không thể nghi ngờ chính là đánh giá cao nhất đối với Khương Phàm. Nhận thua, một đám hèn nhát. Ngô Khuynh Thành đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Còn tưởng rằng là thiên tài thế lực thần bí nào, ngay cả dũng khí lên đài cũng đều không có, mất mặt xấu hổ. Khương Phàm đưa tay về phía Chí Tôn Kim Thành, trực tiếp điểm tên. Cuộc chiến thứ 5. Xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Mấy vạn người đều sáng mắt đồng loạt nhìn về phía xương phòng của Chí Tôn Kim Thành. Thế nhưng bầu không khí trong xương phòng khá trầm mặc, không phải không có lòng tin với Hứa Thiên Kỳ, mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba. Chẳng phải sau khi Hứa Thiên Kỳ thì sẽ phải ở phía trên tái chiến hơn 20 ngày nữa sao? Thời gian kéo quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có biến cố gì. Nếu bọn hắn đều đã điều Hứa Thiên Kỳ tới, không chỉ muốn đánh bại Khương Phàm, mang Khương Phàm trở về làm chiến nô, càng muốn lấy được bất tử thiên bia của Đại Tự Tại Điện, Vô Hồi Thánh Địa, cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Bây giờ lên đài, có khả năng sẽ lợi cho Ngô Kình Thương. Khương Phàm hô to lần nữa. Cuộc chiến thứ 5, xin mời Hứa Thiên Kỳ lên đài. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Xin mời Hứa Thiên Kỳ. Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt, 5 vạn người cùng nhau hô to lên. Chờ một lát, rốt cuộc Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng cũng đáp lại, sau đó có mấy người đi ra khỏi xương phòng, bước nhanh rời khỏi diễn võ trường. Muốn đi mời sao? Hứa Thiên Kỳ thật muốn tới. Rốt cuộc là Hứa Thiên Kỳ có lai lịch gì? Hình như Hứa Thiên Kỳ chỉ lên đài có một lần, một chiêu chí thắng, sau đó Đại Tự Tại Điện xếp hắn ở phía trên Cơ Lăng Huyên, gần với Ngô Kình Thương. Hẳn là cường giả bí mật của Chí Tôn Kim Thành, một loại cực kỳ khủng bố. Mà, Đại Tự Tại Điện đều biết rõ sự cường đại của hắn. Ta cảm giác hẳn là Hứa Thiên Kỳ tương xứng với Ngô Kình Thương, sở dĩ vị trí ở Ngô phía sau Ngô Kình Thương là bởi vì chỉ lộ diện một lần, không thích hợp xếp ở phía trước Ngô Kình Thương. Khẳng định Chí Tôn Kim Thành nhất định phải lấy được cái tên võ hầu, vị Hứa Thiên Kỳ được phái ra này nhất định vô cùng cường đại. Hôm nay mới ngày thứ ba mà thôi liền muốn bắt đầu quyết chiến sao? Vô số người kích động xoa tay. Hứa Thiên Kỳ, ha ha, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Rốt cuộc Hướng Vãn Tình cũng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, quan sát phía dưới. Cường giả Đại Tự Tại Điện trầm giọng nói. Hứa Thiên Kỳ là Chí Tôn Thánh Văn, là Chí Tôn Kim Thành bồi dưỡng thống lĩnh đời sau, hắn không nên xuất hiện ở đây. Ánh mắt của Hướng Vãn Tình rơi vào trên người Khương Phàm, cười khẽ. Hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Trong xương phòng Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Liễu Như Yên nói, Khương Phàm rất kiêu ngạo, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng đối đầu với Chí Tôn Thánh Văn Hứa Thiên Kỳ kia hẳn không phải là đối thủ.
hắn không nên nhanh như vậy đã chủ động khiêu chiến Hứa Thiên Kỳ. Muốn đánh cược một lần hay không, cược xem Khương Phàm có thể chống đỡ Hứa Thiên Kỳ 10 hiệp. Hứa Thiên Kỳ là chí tôn thánh văn, so với Khương Phàm đã cao hơn một vấn đề, huống chi linh văn của Hứa Thiên Kỳ càng đáng sợ, đây hoàn toàn đã bị áp chế. Khương Phàm có chút cổ quái, hẳn là có thể kiên trì một thời gian. Đệ tử Nguyệt Hoa Thiên Bảo đều có chút hiểu rõ Hứa Thiên Kỳ, trong bọn họ có một số người thậm chí đã được chứng kiến Hứa Thiên Kỳ chiến đấu thế giới ở bên ngoài, hiểu rất rõ sự cường đại của hắn. Khương Phàm ngồi xếp bằng trên lôi đài, ăn vào 3 viên cửu chuyển linh nguyên đan, tư dưỡng linh hồn cùng linh nguyên, khôi phục linh lực. Mặc dù hắn không có hiểu gì về Hứa Thiên Kỳ, nhưng đối với phong cách làm việc của Chí Tôn Kim Thành coi như đã rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn không phải mình, mà là Võ Hầu Bảng, là Ngô Kình Thương. Cho nên vị Hứa Thiên Kỳ đến này, cuối cùng là Ngô Kình Thương chạy đi. Có thể có nắm chắc đánh bại Ngô Kình Thương. Người này tuyệt đối cường hãn. Trận chiến này, cần ứng phó toàn lực. Đám người trong diễn võ trường đợi hơn 5 giờ, thân ảnh bọn họ mong đợi mới từ cửa đá rộng mở đi vào trong tầm mắt của mọi người. Hắn cũng không cao lớn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, giống như được rèn đúc tinh cương, da thịt ẩn hiện ý lạnh. Hắn cũng không hùng tráng, nhưng toàn thân lại khuấy động cảm giác lực lượng mạnh mẽ, còn có một khí thế duy ngã độc tôn. Diễn võ trường náo nhiệt bất chợt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực khó nói nên lời từ trên thân Hứa Thiên Kỳ. Hắn như sinh ra để làm vương, bế nghễ trước sinh linh thiên hạ, có loại uy thế bẩm sinh. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ. Hắn chính là Hứa Thiên Kỳ. Chỉ lên đài một lần, ta từng có may mắn gặp qua. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thanh âm không tự chủ mà đè ép lại. Hứa Thiên Kỳ đứng trước cửa đá, một đôi mắt lấp lóe kim quang, vô cùng lăng lệ, cách rất xa tập trung vào Khương Phàm trên lôi đài. Khương Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên qua con đường rộng rãi, rơi vào trên thân Hứa Thiên Kỳ. Mắt Hứa Thiên Kỳ sáng như đuốc, phảng phất hỏa nhãn kim tinh làm cho lòng người hồi hộp. Khương Phàm không nhượng bộ chút nào, trong ánh mắt lấp lóe huyết khí, ánh lửa lượn lờ như đang thật sự bốc cháy lên. Vì sao hắn không tiến vào? Có người nhỏ giọng nói nhỏ, giống như bởi vì Hứa Thiên Kỳ đang đứng tại bên cạnh, hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn đang thử thăm dò Khương Phàm, ước định thực lực Khương Phàm. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu linh hồn. Nếu như ta bị hắn nhìn một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó. Thì ra thật sự có thể giết. Người ánh mắt sao? Khí thế thật khủng bố, trách không được Chí Tôn Kim Thành lại phái hắn tới. Sau khi kiềm chế một trận lâu dài, rốt cuộc Hứa Thiên Kỳ cũng đi đến diễn võ trường, leo lên đài diễn võ. Khương Phàm nhìn Hứa Thiên Kỳ, bất chợt cảm nhận được một sự áp bách chưa bao giờ có, mặc kệ là linh nguyên hay là linh văn, đều xuất hiện rung động vi diệu. Thú linh văn. Hàn Ngạo cũng cảm nhận được áp bách mãnh liệt, ánh sáng rực long linh văn không tự chủ được mà mờ đi rất nhiều. Hứa Thiên Kỳ không nói tiếng nào, đưa tay tháo tấm khăn che linh văn trên trán xuống, hừng hực kim quang trong nháy mắt đã chiếu khắp lôi đài, tràn ngập ra khí thế cực kỳ cường thịnh. Ánh mắt Khương Phàm ngưng lại, sáng rực tiếp cận linh văn của Hứa Thiên Kỳ. Là một con viên hầu màu vàng đang ngồi xổm, tươi mát sáng tỏ, khí thế khiếp người. Hai tay viên hầu còn nắm một tay cây giáo màu máu, giống như huyết nhãn được khảm nạm ở nơi đó. Tại sao có thể có thú linh văn như thế này? Hàn Ngạo rất khiếp sợ, có linh hồn tinh diệu phức tạp như thế, tựa như là linh hồn đang ngưng tụ ở nơi đó. Chí Tôn Thánh Văn. Gương mặt Khương Phàm bỗng nhiên có phản ứng, rốt cuộc đã hiểu phần áp bức này đến từ chỗ nào. Nhưng, đây là viên hầu gì, lại có thể chống lên Chí Tôn Thánh Phẩm? Còn cây giáo màu máu kia sao lại có gì đó quái lạ như thế? Khương Phàm vừa mới nói cái gì? Chí Tôn Thánh Văn. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng sôi trào. Vương quốc Hắc Ám xuất hiện Chí Tôn đẳng cấp thánh phẩm. Hứa Thiên Kỳ, Chí Tôn Thánh Văn, Linh Văn là chiến đấu thánh viên. Chiến đấu thánh viên là yêu thú tuyệt đối trong vương tộc, cây giáo kia bẩm sinh là Linh Văn, càng làm cho nó trở nên phi phàm. Tiếng Lý Hoàng vang lên. Bình tĩnh giải thích, lại để cho rất nhiều người ở hai bên rung động thật lớn. Chí Tôn Thánh Văn. Khương Phàm chấn kinh, hắn cảm nhận được nhiệt huyết cùng kích tình trước nay chưa có, rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận. Thi đấu khiêu chiến võ hầu, Hứa Thiên Kỳ giao đấu Khương Phàm, bắt đầu.
thanh âm uy nghiêm vang vọng diễn võ trường, tuyên cáo thi đấu khiêu chiến bắt đầu. Bốn vị lão giả từ trên đài cao đi xuống, tự mình tọa trấn bốn nơi hẻo lánh trên lôi đài, chống lên bình chướng càng vững chắc hơn, để tránh năng lượng chiến đấu tác động đến khán đài. Xin chiến. Hình dáng mãnh hổ nở rộ trong ý thức Khương Phàm, cùng linh văn quán thông. Thánh viêm màu vàng mãnh liệt lao ra, kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, một con mãnh hổ uy nghiêm ầm vang thành hình, thân dài 8 mét, hùng vĩ khổng lồ, nó dậm chân phóng tới, nhào tới phía Hứa Thiên Kỳ. Toàn trường an tĩnh, đám người đã kiến thức được thú quyền của Khương Phàm rất rõ ràng sự đáng sợ của đòn tấn công này. Toàn thân Hứa Thiên Kỳ nở rộ lên cường quang, chiến ý dâng cao, lại có khí chất trang nghiêm, hắn đơn giản chỉ trực tiếp vung lên một quyền. Ầm ầm, cương khí cuồn cuộn, quyền uy bá đạo, vậy mà chỉ một quyền đã đánh vỡ nát kim viêm mãnh hổ. Toàn trường xôn xao, trực tiếp như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này, Hứa Thiên Kỳ ở trong mắt mọi người lại càng cường thế hơn, dáng người cũng không khôi ngô nhưng thật giống như có tư thế bạt núi. Tốt, tinh thần Khương Phàm đại chấn, mãnh hổ quyền cũng không dùng toàn lực, nhưng nhẹ nhàng đánh tan đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể lộ rõ thực lực của Hứa Thiên Kỳ. Trận chiến này, có thể đã tay đây. Với chút năng lực ấy mà có thể đánh đến mức không có người nào dám khiêu chiến. Bản thân tự khép lại, hắn ăn đan dược sao? Vừa rồi hắn ở trong ngọn lửa, không có thấy rõ ràng. Các cường giả võ hầu bảng nhao nhao biến sắc, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, hẳn là đã dùng đan dược đặc biệt nào đó. Khẳng định là như vậy. Đám người chấn thủ đại tự tại điện cao giọng tuyên cáo. Cuộc chiến thứ tư, người thắng trận, Khương Phàm. Cuộc chiến thứ năm, bắt đầu. Lên đi, thay phiên đi. Không được cho hắn cơ hội thở dốc. Thật ngông cuồng, liên tiếp chiến thắng như thế, lại còn không dùng toàn lực. 20 vị trí đầu của võ hầu bảng, thay phiên lên đi chứ. Bầu không khí nhanh chóng nóng bỏng, mặc dù đều rất bất ngờ trước sự cường đại của Khương Phàm, nhưng càng như vậy, các trận chiến đấu càng đặc sắc, càng đáng để mong chờ. Dưới sự kích thích của Khương Phàm, vị trí thứ 19, 18, 16, 14, 13, 12 trên võ hầu bảng đều lần lượt leo lên diễn võ trường. Mỗi một người đều là cường giả thiên tài. Mỗi một người đều là bộc lộ tài năng trong một tháng trước. Mỗi một người lên đài đều biểu hiện rất đặc sắc. Thế nhưng lại không có người nào có thể kiên trì trên lôi đài hơn 10 phút đồng hồ, liên tiếp đều bị Khương Phàm trọng thương, đánh xuống lôi đài. Thực lực của Khương Phàm vượt qua các phương dự đoán, 10 trận chiến thắng liên tiếp. Mỗi ngày 10 trận chiến, ngày đầu tiên kết thúc, Khương Phàm toàn thắng. Sau khi hai cường giả xếp hạng 10 lăn xuống lôi đài, người chấn thủ diễn võ trường tuyên cáo kết quả ngày đầu tiên. Bầu không khí lại lập tức tăng vọt, 5 vạn người kích tình tranh luận, thật lâu không muốn rời sân. Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên thôi, nhưng lại không thể buộc Khương Phàm ra sát chiêu, không thể bức Khương Phàm đến chật vật, đây tuyệt đối là tình huống ngoài dự đoán. Nếu như người ở vị trí 3-40 trên võ hầu bảng phát không thắng được còn có thể thông cảm, nhưng đây lại là người 20 vị trí đầu khiêu chiến. Còn có cho chúng ta tranh tài sao? Biểu hiện của các cường giả xếp hạng ngoài vị thứ 20 đều trở nên quái dị, trước đó còn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lĩnh giáo thực lực Khương Phàm, bây giờ xem ra, bọn hắn hình như ngay cả tư cách lên đài cũng đều không có. Khương Phàm đã đi qua lạc trùy trọng địa sao? Hắn ở trong đó gặp được cái gì rồi? Ta có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm đã thay đổi, không chỉ đơn giản là cảnh giới tăng lên, tất nhiên là đã đạt được một cơ duyên nào đó rồi. Hỗn độn tử phủ rất hào khí nhỉ, vậy mà lại cho phép Khương Phàm đến lạc trùy trọng địa, còn cho hắn cơ duyên. Vẫn chưa tra rõ ràng thân phận Khương Phàm sao. Các nơi trong xương phòng, các đại biểu cường tộc các phương cũng bắt đầu nghị luận. Bọn hắn có thể chấp nhận Khương Phàm thắng, nhưng không chấp nhận được Khương Phàm lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Còn chưa nhìn ra sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi Hoàng Kim Dương, đều đã nhìn qua 10 trận, không thể không có phát hiện được. Không phải là ngài không muốn nói đấy chứ? Liễu Như Yên còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thú, Hoàng Kim Dương, có chút hiếu kỳ, cũng có chút kính sợ, đây chính là thánh thú lão tổ tự mình bồi dưỡng. Kim quang trong đôi mắt Hoàng Kim Dương di chuyển, không nói thêm gì, chỉ chậm rãi lắc đầu. Nó có phát hiện, nó thậm chí đã thấy được, nhưng, nó lại không thể tin được. Ngày thứ hai,
thi đấu khiêu chiến võ hầu tiếp tục tiến hành. Hình Nhung, Trư Tinh Hán thay nhau lên đài. Ngày đầu tiên bọn hắn đã bị thua nên rất không cam tâm, sau khi trải qua một đêm suy nghĩ đều cảm thấy đã tìm được cách áp chế Khương Phàm. Kết quả từ người thứ 19 đến người thứ 11, bọn hắn liên tiếp lên đài, liên tiếp thảm bại, mà còn bị đánh thảm hại hơn, không phải miệng trào đầy máu nhận thua, thì chính là hôn mê nửa sống nửa chết. Ta lên. Khi trận chiến thứ 9 kết thúc, vị trí thứ 10, Lạc Cuồng Sinh đứng dậy. Người thứ 10 lên đài, ngày thứ 2 đã có thể nhìn thấy hạng 10 khiêu chiến. Bầu không khí trong toàn trường tăng vọt, gọi to tên Lạc Cuồng Sinh, ủng hộ hắn toàn lực ứng phó. Nhưng, không đợi Lạc Cuồng Sinh đi đến lôi đài, một bóng người lại vượt lên trước một bước. Ta lên. Một nam tử khí tức toàn thân trầm ổn cầm trong tay chiến kích, leo lên lôi đài. Lý Hoàng, đây là trận chiến cuối cùng hôm nay, để ta lên. Lạc Cuồng Sinh tức giận, cánh tay thô cuồng đưa về phía trước, thổ khí cuồn cuộn, lôi đài oanh minh, một cái móng vuốt tinh thạch to như núi đá, từ bên trong thổ khí lao ra, hung hăng chụp về phía Lý Hoàng. Móng vuốt lấp lóe tinh quang, hoàn toàn do thạch tinh ngưng tụ, cứng rắn lại nặng nề. Lý Hoàng cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi đến chỗ Khương Phàm, chỉ là ở sau lưng lại cuồn cuộn lên thủy triều, một con cự quy dâng lên, khổng lồ đen nhánh, phát ra uy áp kinh người, chấn vỡ móng vuốt. Sắc mặt Lạc Cuồng Sinh hơi biến đổi, hai mắt bắn sát cơ tung tóe, thổ khí lại nổi lên, kịch liệt cuồn cuộn, dâng lên lít nha lít nhít thạch tinh, ngưng tụ thành trên trăm thanh lợi kiếm. Kỳ quang lượn lờ, bén nhọn thấu xương. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, cứ như là rừng kiếm, xoay tròn về phía con cự quy kia. Một tiếng oanh minh, giang hà bạo động. Cự quy đạp trên thủy triều phóng lên, thân thể đen nhánh ngạnh kháng lợi kiếm, trong tiếng oanh minh đinh tai, toàn bộ đều bị đánh nát. Ầm ầm, cự quy bỗng nhiên rơi xuống, thủy triều dâng lên, liên miên bất tuyệt, mang theo khí thế kinh người đánh tới Lạc Cuồng Sinh. Lạc Cuồng Sinh gầm thét, nắm bàn tay lại, thổ khí cuồn cuộn khắp trời cao, hóa thành đại điểu tinh thạch che trời, như đại bằng dương cánh, uy thế lạnh thấu xương. Bành! Đại điểu lao nhanh phá hủy thủy triều, đối diện đụng phải con cự quy kia. Một tiếng bạo hưởng khiến cho diễn võ trường run rẩy, ánh sáng bay lên, năng lượng bạo động. Nhưng, đại điểu bị chôn vùi mà cự quy lại bình yên vô sự, xoay tròn trở về quy giáp thuẫn bài, rơi xuống sau lưng Lý Hoàng. Ngươi không bằng ta, lui ra. Lý Hoàng từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, đưa tay ra hiệu với đám người trấn thủ đại tự tại điện ở chỗ cao. Trận chiến thứ 10, ta lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện để diễn võ thoáng an tĩnh lại. Cho đến khi âm thanh uy nghiêm quen thuộc vang lên lần nữa. Trận khiêu chiến chiến thứ 10, vị trí thứ 6 võ hầu bảng, Lý Hoàng. Qua! Toàn trường xôi trào, vô số người đứng dậy reo hò. Vị trí thứ 6 hoàn toàn có thể đại biểu lực lượng mạnh nhất trên võ hầu bảng. Mà có thể tùy tiện đánh bại người thứ 10 võ hầu bảng, Lạc Cuồng Sinh, càng có thể nhìn ra Lý Hoàng bất phàm như thế nào. Đám người trong các xương phòng cũng đều nghiêm túc lên. Lý Hoàng là ai? Hắn đột nhiên xuất hiện, lên đài 3 lần, lại ước định được vị trí thứ 6. Gần với Cơ Lăng Huyên, Hứa Thiên Kỳ, Ngô Kình Thương. Đại tự tại điện sẽ không vô duyên vô cớ đưa một người tới cao vị như thế, vô cùng có khả năng là biết Lý Hoàng. Lý Hoàng là tên thật sao? Có thể là tên thật, cũng có thể là giả. Mọi người đều hiếu kỳ lại chờ mong, nhân vật thần bí như vậy, trận chiến thứ 10 hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Nói không chừng còn có thể để Khương Phàm bước ra thực lực chân thật. Liễu Như Yên nhìn qua thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi kia, khóe miệng chợt có một nụ cười nghiền ngẫm. Là hắn cũng cảm thấy hứng thú đối với khiêu chiến tại Vương quốc Hắc Ám sao. Ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu hắn đã phát hiện được nơi này, vì sao không nói với tộc nhân của hắn? Mấy thanh niên nam nữ cũng đều chú ý thân ảnh kia. Liễu Như Yên cười khẽ. Nghe nói hắn rời khỏi đảo Hải Thần 3 năm, một mực lịch luyện ở bên ngoài, hẳn là ngẫu nhiên mới tới được đây. Tốt nhất hắn đừng trở về thông bẩm, nếu không Vương quốc Hắc Ám sẽ phải đổi chủ. Hướng Vãn Tình ngồi trong xương phòng đại tự tại điện, xuyên qua cửa sổ rộng lớn, nhìn Lý Hoàng đang lên đài. Cái tên Lý Hoàng hẳn này là có thể tạo chút phiền toái cho Khương Phàm. Bên cạnh có người nói. Chỉ là tạo phiền phức thôi sao sao, lấy thực lực của Lý Hoàng, hoàn toàn có thể ngăn chặn Khương Phàm. Nếu như là ở hải vực,
Lý Hoàng hoàn toàn có thể vây khốn Khương Phàm, nhưng nơi này là lôi đài, Lý Hoàng. Hướng Vãn Tình trầm mặc một lát, lại nói. Liền phải xem 3 năm này hắn lịch luyện trưởng thành như thế nào. Trên lôi đài, Khương Phàm cảnh giác nam tử giang đi tới, Chu Tước trong khí hải lại sinh động hẳn lên, tựa như đã nhận lấy một sự kích thích nào đó. Bước chân Lý Hoàng càng lúc càng nặng, giống như một con mãnh thú xuất hành, tản mát ra khí thế cuồng dã kinh người, từng tia sáng màu xanh thẳm nở rộ, tràn ngập lôi tràng, mang đến thanh triều đại dương mênh mông như ẩn như hiện. Khương Phàm âm thầm nghiêm nghị, cũng bắt đầu chờ mong. Những trận chiến trước đó mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng không có ai có thể làm cho hắn xuất toàn lực. Rốt cuộc cũng có một người ra dáng. Lý Hoàng dừng lại phía trước cách Khương Phàm ngoài trăm thước, cầm chiến kích trong tay, chỉ về phía Khương Phàm. Ánh mắt hắn thâm thúy lại sắc bén, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mời! Khương Phàm triển khai hai cánh, hai tay hóa thành móng vuốt, khí thế phóng xuất ra ngoài, lại vô cùng cường thế, thánh viêm màu vàng sôi trào, khuấy động nhiệt độ cao kinh người. Chiến! Lý Hoàng không có thêm lời thừa thãi, toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp giết tới. Chiến kích quét ngang như đang kéo lấy đại dương mênh mông lao nhanh, muốn bao phủ mảnh lôi tràng này. Khương Phàm vỗ cánh xuất kích, tàn đao tới tay, huyết khí sôi trào, bổ ra đao mang cường thế nặng nề. Tử khí mãnh liệt, kim viêm vần quanh, thế công bá liệt đến cực điểm. Keng! Tàn đao ngạnh kháng chiến kích, bộc phát ra tiếng tranh minh đinh tai nhức óc. Hai nguồn năng lượng cương mãnh như hai con sói lao nhanh đón đầu va chạm vào nhau, dâng lên khí lãng ngập trời. Lực lượng bộc phát của Khương Phàm vượt qua 200.000 cực cảnh, phối hợp tàn đao, thế công càng mạnh. Nhưng, chiến kích của Lý Hoàng lại được đại dương mênh mông bao quanh, giao phó cho hắn lực bộc phát hùng hậu vô địch. Lại đến, Khương Phàm, Lý Hoàng dâng cao khí thế. Kịch liệt phách chạm, đảo mắt đã mấy chục đòn, hai người tương xứng. Ầm ầm, thánh viêm màu vàng sôi trào xung quanh Khương Phàm, hỏa liên hoa lệ ù ù nở rộ, khổng lồ như núi, chiếu sáng lôi tràng, hung hãn nổ bay Lý Hoàng. Khương Phàm không ngừng tấn công, theo thánh viêm vọt mạnh về phía trước, tàn đao phách chạm, cường đại khiếp người, mở ra thánh viêm mãnh liệt, bổ về phía Lý Hoàng. Lý Hoàng không tổn hao gì, toàn thân lượn lờ ánh sáng màu xanh lam, ngăn trở thánh viêm xâm nhập, mai rùa phía sau như có linh hồn, tự hành hướng về phía trước bạo kích, khuấy động khí thế kinh người. Ầm ầm, tàn đao cứ như đang bổ vào trên hòn đảo, bị cưỡng ép bắn ngược. Trong chớp mắt, Lý Hoàng đâm chiến kích trong tay tới, ánh sáng màu xanh lam cuồn cuộn như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như sóng to gió lớn rất mãnh liệt. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Khương Phàm huy động hai cánh, nhanh chóng phóng lên tận trời, tránh khỏi đòn tấn công. Ầm ầm, ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bạo động khắp toàn thân Lý Hoàng, hóa thành ngọn sóng lớn chân thực, liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn ngập trời. Không phải bạo động trong 300 mét, mà là quét sạch 800 mét lôi đài. 9 cơn thủy triều như 9 con ác long, mở ra miệng lớn kinh khủng. Ánh sáng màu xanh lam lấp lóe bên trong thủy triều như đã giao phó linh hồn cho thủy triều vậy, đòn tấn công cực kỳ khủng bố. Khương Phàm đứng giữa trời, bỗng nhiên lao xuống, liệt diễm mãnh liệt sau lưng hội tụ thành vòng xoáy thánh viêm cường hãn. 9 cơn thủy triều như cửu long bay lên không, từ 4 phương 8 hướng bao phủ Khương Phàm, khí thế nhiếp người để vô số người hít một ngụm khí lạnh, tinh thần rung động. Khương Phàm lao tới, vòng xoáy thánh viêm ở sau lưng xông ra 9 đạo thương nhật băng quyền. Ầm ầm, thánh viêm màu vàng cuồng dã bạo kích, phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt, oanh kích 9 cơn thủy triều, thanh thế kinh khủng kinh thiên động địa để cho lôi đài lung lay. Diễn võ trường sôi trào. 5 vạn người đứng dậy hô to, nhiệt huyết nổi lên. Quá mạnh, quá đặc sắc. Đây mới thật sự là thi đấu khiêu chiến võ hầu, đây mới thật sự là đỉnh cao quyết đấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.